Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 1381, độc ác, bất ngờ. Tại Diệp Thần Phong thực lực đột phá đến hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thời điểm. Giang Tuấn Thiên, Ninh Tuyết Tùng, Ninh Tuyết Ni cùng Giang Mạc Thiên bốn người này, bọn hắn đang chạy trốn sau một thời gian ngắn, phát hiện Diệp Thần Phong cũng không hề đuổi theo, này mới khiến bọn hắn thở phào nhẹ nhóm, bóng người sông vào một chỗ so sánh ẩn núp trong rừng cây. Tại trong bốn người này, hai cánh tay cũng không có Giang Tuấn Thiên thê thảm nhất, kế tiếp là một bên trên gương mặt thịt toàn bộ được đốt cháy đâu ninh tuyết tùng, dáng dấp của hắn cũng là cực kỳ khủng bố, ngược lại là Giang Mạc Thiên cùng ninh tuyết ni không có thủ quá lớn thương. Ninh tuyết tùng cảm thụ trên gương mặt đâm nhói, vẻ mặt của hắn trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn tại thời điểm chạy trốn đem bốn tên hàn băng tông đệ tử giải quyết, giờ khắc này, khi hắn trong gân mạch có một ít năng lượng tại tán loạn, bất quá, bị hắn giải quyết bốn người đều tại hợp biển cảnh thực lực, sợ rằng sẽ những năng lượng này toàn bộ dung hợp, điều này cũng không đủ khiến hắn tăng lên một cấp độ. Giang Mạc Thiên trong miệng không ngừng phun ra khí đến, sắc mặt của hắn âm trầm cực kỳ, trong con ngươi lóe lên sát ý nồng nặc, nguyên bản dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong chỉ là chỉ run dế, chỉ là chỉ cả đời cũng không cách nào đi tới địa huyền giới run dế. Nhưng kết quả đây, Diệp Thần Phong không những đi tới địa huyền giới, hắn Giang Mạc Thiên còn thiếu chút nữa đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay, này làm cho tâm tình của hắn làm sao có thể bình tĩnh. Hắn và Diệp Thần Phong ở giữa nhân vật hoàn toàn chuyển đổi rồi, hắn vừa vặn tại Diệp Thần Phong trước mặt mới là một con nhược nhỏ đến đáng thương run dế. Giang Mạc Thiên đồng dạng là giết hai tên âm minh tông đệ tử, giờ khắc này hắn trong gân mạch cũng phun trào một ít năng lượng. Hắn ánh mắt nhìn về phía mất đi hai tay Giang Tuấn Thiên, trong con người thoáng hiện một loại nào đó tàn nhẫn vẻ mặt. Mà một bên Ninh Tuyết Tùng cũng đem ánh mắt nhìn về phía Giang Tuấn Thiên, hắn trong con người vẻ mặt hầu như cùng Giang Mạc Thiên giống nhau như đúc. Không có hai cái cánh tay Giang Tuấn Thiên, chiến lực của hắn là mức độ lớn giảm xuống, hắn nhìn mình hai bên trống rỗng, trên mặt của hắn bỏ đầy thần sắc thống khổ. Trong miệng cắn răng thật chặt quan, trên trán bạo khởi từng cây từng cây tráng kiện gân xanh, ngược kịch liệt phập phồng, trong miệng phát điên quát lên ta giang tuấn thiên tuyệt đối không thể biến thành một kẻ tàn phế ta giang tuấn thiên tuyệt đối không thể biến thành một kẻ tàn phế diệp thần phong ta muốn ngươi chết ta muốn ngươi chết nhưng mà giang tuấn thiên ngửa mặt lên trời thét dài thời điểm ninh tuyết tùng cùng giang mạc thiên hầu như cũng trong lúc đó động ninh tuyết tùng phải trong tay cầm một cái trường kiếm màu trắng thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại phát điên giang tuấn thiên sau lưng một kiếm hướng về Giang Tuấn Thiên ngực vị trí đâm đi xuống. Giang Mạc Thiên trong tay hắn xuất hiện một cái sắc bén chủy thủ, thân ảnh của hắn nhanh chóng xuất hiện tại Giang Tuấn Thiên trước mặt, chủy thủ trong tay hướng về Giang Tuấn Thiên cổ đâm đi xuống. Phốc tư, phốc tư, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Ninh Tuyết Tùng trường kiếm trong tay trực tiếp đâm xuyên qua Giang Tuấn Thiên trái tim, mà Giang Mạc Thiên trong tay sắc bén chủy thủ trực tiếp quán xuyên Giang Tuấn Thiên cổ một bên Ninh Tuyết Ni con mắt trong nháy mắt chừng lớn, người không nghĩ tới Ninh Tuyết Tùng cùng Giang Mạc Thiên lại đột nhiên đối Giang Tuấn Thiên động thủ, về phần Giang Tuấn Thiên bản thân hắn cũng không nghĩ đến Ninh Tuyết Tùng cùng Giang Mạc Thiên sẽ như thế độc ác. Giang Tuấn Thiên ánh mắt trừng lên Ninh Tuyết Tùng cùng Giang Mạc Thiên. Hắn trong con người sinh cơ đang nhanh chóng tản đi, trong miệng không ngừng tràn ra tiên huyết đến, khóe miệng buộc vòng quanh một đạo độ cong, hắn giống như là đang cười nhạo mình liền một cái chữ cũng không có nói ra khẩu, đầu của hắn liền trầm thấp rủ xuống. Tại Giang Tuấn Thiên sau khi chết, trong cơ thể hắn một phần năng lượng phân biệt trào vào Giang Mạc Thiên cùng Ninh Tuyết Tùng trong thân thể, về phần một bộ phận khác năng lượng thì nhưng vẫn là hướng về giữa bầu trời tản đi rồi, xem ra vừa vặn là Giang Mạc Thiên cùng Ninh Tuyết Tùng cũng trong lúc đó muốn Giang Tuấn Thiên mệnh. Các ngươi, các ngươi đây là đang làm gì? Tỉnh hồn lại Ninh Tuyết Nhi, người không nhịn được chất vấn. Ninh Tuyết Tùng bình thản nói ra, "Sư muội, Giang Tuấn Thiên hai cánh tay cũng bị mất, hắn sớm muộn cũng sẽ chết ở những người khác trên tay, đã như vậy, ngược lại còn không bằng chúng ta trước hết giết chết hắn đây." Khiến người khác tăng cao thực lực, này đối với chúng ta mà nói là cực kỳ bất lợi. Nói xong, Ninh Tuyết Tùng lại đem ánh mắt nhìn về phía Giang Mạc Thiên, mà Giang Mạc Thiên lại là lạnh lùng cười một tiếng nói, "Ninh Tuyết Tùng, tuy rằng thực lực của ta không bằng ngươi, thế nhưng muốn chạy trốn vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, ta liền không bồi tiếp các ngươi. Giang Tuấn Thiên thân ảnh bay thẳng đến ngoài rừng cây tránh đi rồi. Ninh Tuyết Tùng cũng không có đi ngăn cản Giang Mạc Thiên, hắn biết Giang Mạc Thiên nói chính là sự thực, dù sao Giang Mạc Thiên không có thụ thương, bằng một mình hắn muốn muốn bắt được Giang Mạc Thiên cũng quả thật có chút khó khăn. Đang nhìn đến Giang Mạc Thiên thân ảnh biến mất ở trong rừng cây sau đó Ninh Tuyết Tùng trực tiếp ngồi xuống đất, đối với Ninh Tuyết Nhi nói ra, sư muội, ta muốn dung hợp trong cơ thể năng lượng, người ở một bên không nên quấy rầy ta. Ninh Tuyết Nhi có phần đờ đẫn gật gật đầu, từ thân phận của Diệp Thần Phong vạch trần, đến Diệp Thần Phong khí phách khống hỏa, lại tới Ninh Tuyết Tùng không chút nào mềm lòng giết mình tông môn bốn tên đệ tử. Cuối cùng vừa vặn Ninh Tuyết Tùng lại trực tiếp giết Giang Tuấn Thiên, tất cả những thứ này tất cả để Ninh Tuyết Nghi lập tức tiêu hóa không tới, trong lòng nàng bản năng đối Ninh Tuyết Tùng sinh ra từng tia một sợ hãi. Mà ở Ninh Tuyết Tùng cùng Giang Mạc Thiên giết Giang Tuấn Thiên, bọn hắn bắt đầu dung hợp trong cơ thể năng lượng lúc. Mảnh kia đi ngang qua viễn cổ thần ma nghĩa địa biển lửa trước. Diệp thần phong liên tục nuốt hai bình dưỡng linh đan cảnh tượng là chấn nhiếp rồi thủy mộng hàm, tô băng xoáy cùng lương tả ý, trong đó lương tả ý càng bị đả kích thể vô hoàn phu. Lương Tả Ý xem thực lực tăng lên tới hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong diệp thần phong, hắn hít sâu một hơi hỏi, Thiếu gia, những này dưỡng linh đan chẳng lẽ là thủy gia đưa cho ngươi sao? Xem ra Lương Tả Ý là càng ngày càng tiến vào vai trò, gọi khởi Thiếu gia tới là trở nên tự nhiên hơn nhiều. Thủy Mộng Hàm chen miệng nói, Diệp đại ca hắn lại không phải chúng ta thủy gia đệ tử, hắn chỉ nhận nhận thức ta cùng tỷ tỷ ta mà thôi, cho nên những này dưỡng linh đan là diệp đại ca của mình. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nhìn xem Lương Tả Ý nói ra, ngươi cho rằng đối với một tên luyện dược sư tới nói, lẽ nào hội ngay cả mình yếu dùng đan dược cũng luyện chế không ra sao? Nói xong, Diệp Thần Phong liền hướng về trong biển lửa đi đến, hắn dự định đem Thanh Viêm thu hồi lại rồi, mang theo Thủy Mộng Hàm đám người hạ nhiệt biển một bên khác nhìn xem tình huống. Lương Tả Ý nhìn xem đi vào trong biển lửa Diệp Thần Phong, quá rồi sau một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn vẫn là luyện dược sư sao? Cái này không thể nào a hát, hắn lại cũng không phải linh dược cốc người. Lương tả ý phi thường rõ ràng linh dược cốc luyện dược sư mỗi một người đều kiêu ngạo làm, huống hồ nếu như Diệp Thần Phong là linh dược cốc đệ tử, như vậy linh dược cốc khẳng định cũng sẽ phái người đến chỗ này di tích rồi. Thủy Mộng Hàm biết Diệp Thần Phong đã là luyện khí sư rồi, cho nên trong lòng nàng cũng không cho là Diệp Thần Phong là luyện dược sư, dù sao tại trình mảnh đất huyền giới, người vẫn chưa từng nghe nói có người vừa là luyện dược sư, lại là luyện khí sư đây này. Đây căn bản không thể, bởi vì luyện khí cùng chế thuốc đều cần tiêu tốn cực lớn thời gian, coi như là thiên phú người tốt đến đâu, cũng sẽ không ngu xuẩn đến đồng thời học tập luyện khí cùng chế thuốc. Nhưng Thủy Mộng Hàm không biết, của nàng Diệp Đại ca chính là một cái ngoại lệ. Diệp thần phong tại đi vào trong biển lửa sau, bởi vì thanh viêm quan hệ, Trung quanh hỏa diễm đều dồn dập tránh khỏi hắn, này làm cho hắn rất nhanh đi tới thanh viêm vị trí, đột nhiên, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên khó coi, trong con người tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Chỉ thấy trước mặt thanh viêm bỏ thêm vào ở nguyên bản vạn năm hỏa vẫn địa phương, mà thanh viêm màu sắc trở nên càng thêm nồng nặc, có thể nói thanh viêm màu sắc đã biến thành màu xanh sẫm rồi. Hơn nữa tại Diệp Thần Phong đi tới thanh viêm chỗ ở khu vực sau, nhiệt độ chung quanh là bỗng nhiên tăng lên, này làm cho hắn có loại bên trong thân thể lượng nước cũng bị toàn bộ bốc hơi cảm giác thanh viêm ngọn lửa màu xanh sẫm không ngừng lóe lên có thể là chung quanh nhiệt độ quá cao để diệp thần phong hô hấp đều có chút khó khăn trong lòng của hắn lập tức hỏi lão bạch lão hắc chuyện này rốt cuộc là như thế nào thanh viêm tự thân nhiệt độ thật giống tăng cao rất nhiều bóng trắng người ngô phong rỗi rảnh thanh âm vang lên theo lý tới nói thanh viêm hẳn là không cách nào hấp thu mảnh này trong biển lửa hỏa diễm, như vậy thanh viêm chỗ ở dưới lòng đất khả năng có vấn đề. Tiểu tử, đoán chừng thanh viêm lại hấp thu cái gì thứ không tầm thường. Sựa vào nó nhiệt độ bây giờ, đoán chừng đem một tên thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cao thủ đốt cháy chết không thành vấn đề rồi, người lập tức thanh thanh viêm rời đi, nhìn xem thanh viêm dưới đáy trong lòng đất đến cùng có đồ vật gì tồn tại. Nếu có thiên tài địa bảo, Hẳn là chạy không thoát ta cùng lão Bạch cảm ứng, đây thực sự là kỳ quái. Bóng đen người Giang Vận Thiên cũng liền vội vàng nói. Chương 1382, phản ứng sẽ là ai? Diệp Thần Phong đang nghe bóng trắng nhân hòa bóng đen nhân sau, hắn nỗ lực muốn để Thanh Viêm rời đi nguyên bản vạn năm hỏa vẫn vị trí, bởi vì Thanh Viêm là ở Diệp Thần Phong trong cơ thể hình thành, nó tự nhiên có thể lĩnh hội Diệp Thần Phong ý tứ ngọn lửa màu xanh sấm không ngừng nhúc nhích, thanh viêm thật giống phi thường yêu thích nguyên bản vạn năm hỏa vẫn vị trí, nó phi thường không muốn từ nơi này rời đi. Diệp thần phong thấy thế, hắn lần nữa cùng thanh viêm tại ý thức thượng trao đổi lên. Ước chừng 30 giây sau, thanh viêm cuối cùng cũng coi như lóe ra nguyên bản vạn năm hỏa vẫn vị trí, bất quá, nó đem chính mình dưới đáy mặt đất đều nhấc lên, một giọt hỏa chất lỏng màu đỏ nhất thời từ trong lòng đất bay vụt đi ra, một giọt này chất lỏng xuất hiện trong nháy mắt, nhiệt độ chung quanh trở nên càng thêm cao, nóng bỏng nhiệt độ để diệp thần phong gò má đều trở nên đỏ lên. Mà lóe ra nguyên bản vạn năm hỏa vẫn sở tại địa phương thanh viêm, nó trực tiếp đem một giọt này hỏa chất lỏng màu đỏ bao vây tiến vào hỏa diễm của chính mình bên trong. Tại thanh viêm bắt đầu thôn vệ một giọt này hỏa chất lỏng màu đỏ lúc thanh viêm trên người nhiệt độ lần nữa phản được đưa lên. Trong biển lửa hỏa diễm là hoàn toàn tán đồng rồi thanh viêm, cho nên cho dù thanh viêm không ở tại nguyên bản vạn năm hỏa vẫn địa phương, chung quanh hỏa diễm cũng nguyện ý nghe thanh viêm chỉ huy, bởi vì thanh viêm quan hệ, diệp thần phong chu vi nhưng vẫn là không có bất kỳ một tia hỏa diễm dám đến gần. Hỏa nham thiên linh dịch, vạn năm hỏa vẫn dưới lòng đất lại vẫn tạo thành hỏa nham thiên linh dịch. Chẳng trách không cảm giác được sự tồn tại của nó rồi, lửa này nham thiên linh dịch là có thể cách trở thần niệm tra xét. Bóng đen người Giang Vận Thiên tại cảm giác được cái kia một giọt hỏa chất lỏng màu đỏ sau, hắn lập tức bật thốt lên. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh cũng đúng Diệp Thần Phong giải thích lên tiểu gia hỏa. Hỏa nham thiên linh dịch chính là là một loại cực kỳ quý báu hỏa thuộc tính chất lỏng. Có người nói một giọt hỏa nham thiên linh dịch yêu cầu một ngàn năm mới có thể hình thành. Hơn nữa cũng không phải bất kỳ địa phương nào đều có thể hình thành hỏa nham thiên linh dịch. Tại ta khi còn sống, ta cũng chỉ gặp một lần hỏa nham thiên linh dịch. Tiểu tử, nhanh qua xem một chút có còn hay không hỏa nham thiên linh dịch lưu lại. Bóng đen người giang vận thiên thúc dục Diệp thần phong lập tức đi tới được thanh viêm nhấc lên trước mặt của, hắn nhìn thấy dưới mặt đất lưu động màu lửa đỏ dung nham, bóng đen người giang vận thiên thở dài, nói ra tiểu tử, xem ra hỏa nham thiên linh dịch toàn bộ được thanh viêm cắn nuốt mất rồi. Căn cứ thanh viêm nhiệt độ tăng lên cường độ, Nơi này nguyên vốn hẳn nên có 3 đến 4 tích hỏa nham thiên linh dịch, thực sự là đáng tiếc. Oanh, một tiếng. Tại bóng đen người Giang Vận Thiên trong khi nói chuyện, thanh viêm trên người đột nhiên nổ tung ra, trên người nó ngọn lửa màu xanh sẫm, phảng phất là tại trong cuồng phong bình thường không ngừng lóe lên. Nó đem giọt cuối cùng hỏa nham thiên linh dịch cũng cắn nuốt. Trên người nhiệt độ lần nữa tăng vọt, làm cho đứng ở cách đó không xa Diệp Thần Phong có loại càng ngày càng cảm giác khó chịu rồi, môi trong nháy mắt khô nứt ra, cực kỳ khô khốc trong cổ họng không ngừng nuốt nước miếng, dưới chân bước chân không kiểm hãm được lui về phía sau ba bước. Tiểu gia hỏa, hiện tại phiền toái, thanh viêm hỏa diễm cường độ lần nữa tăng lên. Lấy nó bây giờ cường độ, nó hẳn có thể đốt cháy tử thần niệm cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Nếu như người đem bực này cường độ thanh viêm thu hồi trong cơ thể lời nói, như vậy vô cùng có khả năng ngươi toàn thân gân mạch sẽ bị trong nháy mắt đốt cháy sạch sẽ bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh nhắc nhở diệp thần phong cũng sẽ không hoài nghi bóng trắng nhân hiện tại hắn liền dựa vào đều không tới gần thanh viêm hắn liền hầu như yếu không thể chịu đựng rồi chớ đừng nói chi là là đem thanh viêm thu hồi bên trong đan điền rồi hắn mở miệng hỏi lão bạch ta bây giờ nên làm gì bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh nói ra Ngươi đã quên trước đó ngươi là làm sao phong ấn vạn năm hỏa vẫn được rồi sao? Vạn năm hỏa vẫn nếu đều có thể tạm thời phong ấn, này Thanh Viêm đương nhiên cũng là có thể tạm thời phong ấn được rồi, đợi được thực lực của ngươi tăng lên rồi, ngươi có thể lập tức cho Thanh Viêm bỏ niêm phong. Diệp Thần Phong biết trước mắt cũng chỉ có biện pháp này, bất quá, Thanh Viêm một khi bị phong ấn, hắn đem không cách nào nữa khống chế mảnh này biển lửa rồi, hắn nhất định muốn trước đem thủy mộng Hàm đám người đưa đến biển lửa một phía khác. Diệp Thần Phong ý thức cùng Thanh Viêm câu thông lên, Thanh Viêm khi rõ ràng Diệp Thần Phong ý tứ sau, trên người nó ngọn lửa màu xanh sẫm tăng mạnh, từ trong biển lửa tách ra một con đường đến, hỏa diễm dồn dập nhanh chóng đến nơi này con đường hai bên. Tại biển lửa phía ngoài thủy mộng hàm đám người, bọn hắn đang nhìn đến biến hóa này sau, chả chưa kịp phản ứng, liền nghe đến Diệp Thần Phong thanh âm truyền tới, mộng hàm, các người theo con đường này là có thể đi tới biển lửa một đầu khác rồi, các người trước tiên đi. Thủy Mộng Hàm là phi thường nghe Diệp Thần Phong lời nói, người, tô băng xoáy cùng lương tả ý theo con đường này đi tới biển lửa một phía khác. Đang xác định Thủy Mộng Hàm đám người đi đi qua đó, Diệp Thần Phong nguyên vốn có thể để Thanh Viêm cùng đi theo suốt biển lửa lại phong ấn, dù sao Thanh Viêm một khi phong ấn, chung quanh hỏa diễm cũng sẽ không lại khách khí với Diệp Thần Phong rồi. Bất quá, Diệp Thần Phong không muốn đem thiên địa chi hỏa Thanh Viêm biểu diễn tại tô băng xoáy trước mặt bọn họ, dù sao thiên địa chi hỏa là cực kỳ đặc thù tồn tại, nếu để cho địa huyền giới những cường giả khác biết hắn có thiên địa chi hỏa, e sợ đều sẽ đối với hắn triển khai truy sát. Đương nhiên, Diệp Thần Phong cũng không phải là không tin được tô băng xoáy cùng thủy mộng hàm bọn hắn, bất quá, có một số việc vẫn là cẩn thận một ít tuyệt vời. Diệp Thần Phong đi tới biển lửa một đầu khác biên giới, hắn dự định tại phong ấn thanh viêm trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp nhảy ra biển lửa, như vậy cần phải cũng sẽ không thụ quá lớn thương những người khác cũng sẽ không nhìn thấy thanh viêm rồi phong ấn thanh viêm phương pháp cùng phong ấn vạn năm hỏa vẫn là giống nhau có lúc trước kinh nghiệm sau đó diệp thần phong không cần bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh ở trong đầu hắn biểu diễn tại diệp thần phong tạm thời phong ấn thanh viêm thời điểm thủy mộng hàm nhìn xem phía trước mặt nóng rực biển lửa trong miệng không khỏi nói ra diệp đại ca tại sao vẫn chưa ra nhưng mà tại thủy mộng hàm tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong bôi đen bóng nhanh chóng từ trong biển lửa bay vụt đi ra này bôi đen bóng y phục trên người đều bị ngọn lửa cho đốt lên rồi dáng dấp nhìn qua cực kỳ chật vật này bôi đen bóng chính là diệp thần phong rồi vừa vặn diệp thần phong tại phong ấn thanh viêm đem phong ấn sau thanh viêm thu nhập bên trong đan điền sau đó hắn thi triển ra tốc độ nhanh nhất hướng về biển lửa bên ngoài bay vụt đi ra Thủy Mộng Hàm nhìn thấy quần áo bị nhen lửa Diệp Thần Phong từ trong biển lửa phi bắn sau khi đi ra, người lập tức đi lên trước hỏi, Diệp Đại Ca, người không sao chứ? Người không phải là có thể điều khiển mảnh này trong biển lửa hỏa diễm đấy sao? Diệp Thần Phong tiện tay cầm quần áo thượng hỏa diễm cho dập tắt, không có làm thêm giải thích, chỉ là thuận miệng nói một câu ta không sao. Tại thuận lợi đi tới biển lửa một đầu khác sau đó Diệp Thần Phong phóng tầm mắt nhìn một lần bốn phía, biển lửa này một bên khác cũng là cực kỳ rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn, có núi sông có dòng sông. Diệp thần phong hít sâu một hơi, nói ra, chúng ta hướng mặt trước đi một chút đi. Tại Diệp thần phong các loại người đi rồi ước chừng sau 10 phút, thủy mộng hàm bên hông trang lưỡi liềm ngọc bội đột nhiên có phản ứng, tháng này giang ngọc bội chính là thủy ra dòng chính tín vật, nắm giữ trang lưỡi liềm ngọc bội hai người, tại trong phạm vi nhất định. Tháng này Giang Ngọc Bội hội không ngừng lóe lên. Thủy Tử Yên đưa cho Diệp Thần Phong trang lưỡi liềm ngọc bội, được Diệp Thần Phong bỏ vào trong nhẫn chứa đồ, bỏ vào trong nhẫn chứa đồ trang lưỡi liềm ngọc bội cũng sẽ bị ngăn cách phản ứng. Thủy Mộng Hàm đang nhìn đến bên hông trang lưỡi liềm ngọc bội có phản ứng sau đó trên mặt nàng lập tức lộ ra vui sướng nụ cười đến, nói ra, Diệp Đại Ca, tỷ tỷ khẳng định liền ở phụ cận đây, ngọc bội có thể mang theo chúng ta tìm tới tỷ tỷ. Thủy Mộng Hàm trong cơ thể linh khí truyền vào trang lưỡi liềm trong ngọc bội, người bắt đầu cẩn thận cảm ứng. Một lát sau, người chỉ vào xa xa một tòa núi cao nguy nga, nói ra, Diệp đại ca, tỷ tỷ hẳn là ở tòa này trên núi. Diệp thần phong cũng không chút do dự nào, hắn mang theo thủy mộng hàm, tô băng xoáy cùng lương tả ý hướng về cao sơn đi tới. Ước chừng sau 15 phút, bọn hắn đã tới cao dưới chân núi, nhưng hình ảnh trước mắt để cho bọn họ đều trong thời gian ngắn lăng thần. Chỉ thấy ở tòa này cao sơn dưới đáy nằm ba bộ thi thể, này ba bộ thi thể lai lịch đều không bình thường, trong đó hai người rõ ràng là Bách Thú Tông cái kia hai tên thần niệm cảnh người dẫn đầu, còn có một người là Hàn Băng Tông một gã khác người dẫn đầu. Có thể đồng thời đánh giết ba tên thần niệm cảnh nhất trọng thiên cao thủ, có vẻ như lần này tiến vào trong di tích cũng không hề nhân vật bực này chứ. Hơn nữa căn cứ trang lưỡi liềm ngọc bội phản ứng, Thủy Tử Yên hẳn là ở này cái phụ cận, như vậy Thủy Tử Yên có hay không có chuyện. Nay bách thú tông cùng hàn băng tông ba người đến cùng sẽ là ai giết? Audio điện tử võ tấn bền chương 1383, lãnh huyết ma tu Bách thú tông quý cao cùng quý vân, hàn băng tông điền quang mới, bọn hắn làm sao sẽ chết ở nơi này? Quý cao cùng quý vân đều cũng có thần niệm cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực, mà điền quang mới cũng có thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực vạn nguyệt các lương tả ý không khỏi bật thốt lên, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra này ba bộ tử thi thân phận. Lần này tiến vào viễn cổ thần ma nghĩa địa có thủy gia, vạn nguyệt các, âm minh tông, hàn băng tông cùng bách thú tông, này năm cái đại tông môn người dẫn đầu thực lực đều kém không xa, nói cách khác nơi này quý cao ba người, có cực lớn khả năng cũng không phải được còn lại đại tông môn bên trong đệ tử giết chết. Như vậy giết chết ba người này chỉ có là cùng bọn họ đồng thời tiến vào di tích tán tu, lẽ nào những kia tiến vào di tích tán tu bên trong còn ẩn tàng cao thủ không được sao? Diệp thần phong nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể, hắn cảm giác này ba bộ thi thể ra thịt có phần nhăn nheo, thật giống thân trong cơ thể huyết dịch thiếu rất nhiều, nhưng trên mặt đất cũng không có chảy xuôi quá nhiều vết máu, này làm cho Diệp thần phong không khỏi nhíu mày đến. Diệp thần phong một cước đem quý cao thi thể đá được bay qua thân đến, ánh mắt của hắn trong nháy mắt như ngừng lại quý cao gáy, tại quý cao trên cổ có hai cái rõ ràng lỗ máu, hai cái này lỗ máu vừa vặn cắn thủng một cái gân mạch, Diệp Thần Phong có thể phán đoán ra tạo thành hai cái này lỗ máu hẳn là người hàm răng. Diệp thần phong đang nhìn đến quý cao gáy lỗ máu sau đó hắn lập tức lại đem quý vân cùng điền quang mới thân thể đá lăn tới, hai người này cái cổ sau lỗ máu cùng quý cao giống nhau như đúc. Ba người này trước đó lẽ nào đắc tội rồi thiếu ra ngươi sao? có muốn hay không ta giúp Hiếu ra đem này ba bộ thi thể cho anh thành thịt nát. Một bên lương tả ý mở miệng nói ra, hắn bây giờ là tận lực lấy lòng Diệp Thần Phong, hy vọng Diệp Thần Phong vừa mở tâm liền đem bản mệnh tỉnh huyết trả lại cho hắn rồi. Diệp Thần Phong tức giận chừng mắt lương tả ý, nói ra các người nhìn ba người này gáy đều có hai cái lỗ máu, hơn nữa da của bọn họ đều có chút nhăn nheo rồi, điều này nói rõ bọn hắn trong cơ thể huyết dịch không đủ, theo lý tới nói, trên mặt đất cũng không có mảng lớn mảng lớn vết máu trên người bọn hắn cũng không có quá nhiều vết thương bọn hắn không thể tạo thành loại này nghiêm trọng mất máu trạng thái hẳn là bọn hắn trong cơ thể huyết dịch bị người hấp mất rất nhiều bọn hắn cái cổ sau hai cái lỗ máu là có thể nói rõ suy đoán của ta rồi ba người này gáy lỗ máu đều là cắn lấy hung ác gân mạch bên trên đối phương là đem cắn phá gân mạch cho rằng ống hút rồi dùng này đến uống ba người trong cơ thể huyết dịch khi nghe đến Diệp Thần Phong giải thích sau đó tô băng xoáy, Thủy Mộng Hàm cùng lương tả ý ba người này, bọn hắn cũng chú ý tới ba bộ thi thể thượng các loại điểm đáng ngờ. Tô băng xoáy trong con người xinh đẹp tránh qua một việt dị thải, Diệp Thần Phong gặp không sợ hãi, cùng với tế vi quan sát năng lực, làm cho nàng cực kỳ bội phục. Tại ba người trả đắm chìm tại Diệp Thần Phong suy đoán bên trong lúc, Diệp Thần Phong lại hỏi, trên đất huyền giới có hay không cái gì trong tông môn người tu luyện là yêu cầu hút máu. Tô băng xoáy đang trầm tư ba giây sau đó nàng nói nói, tại U Minh quỷ vực bên trong, có một cái tên là huyết tông ma môn, công pháp của bọn họ tu luyện có một cái lớn vô cùng thiếu hụt, một khi tu luyện huyết tông công pháp, theo thực lực không ngừng tăng lên, trong lòng sẽ sinh ra một loại cực độ hút máu ý nghĩ, ý nghĩ thế này sẽ cho người phát điên, chỉ có hút huyết chi sau mới có thể bình tức ý nghĩ thế này, hơn nữa nhất định muốn cách mấy ngày liền hấp một lần huyết. Tô băng xoáy trong miệng U Minh quỷ vực là chính là các đại ma đạo tông cửa vị trí, tại bây giờ địa huyền giới chính là chính đạo tông môn so sánh cường hãn, tại ước chừng 300 năm trước, chính đạo tông môn cùng ma đạo tông môn xảy ra một lần quy mô lớn chiến đấu, cuối cùng ma đạo tông môn bị thua. Bị thua về sau ma đạo tông môn, bọn hắn không thể không lùi tới U Minh quỷ vực, này U Minh quỷ vực chính là một cái cực kỳ cần cỗi địa phương, hơn nữa U Minh quỷ vực hung hiểm cực kỳ, Chính đạo tông môn nếu như tiến vào U Minh Quỷ vực truy sát Ma đạo tông môn, như vậy chính đạo tông môn cũng sẽ tổn thất nặng nề, cho nên từng ấy năm tới nay các đại Ma đạo tông môn một mực chiếm giữ tại U Minh Quỷ vực bên trong, Ma đạo bên trong người cơ hồ không hội bước ra U Minh Quỷ vực. Tại Tô Bang xoáy trả lời Diệp Thần phong vấn đề lúc, một bên thủy mộng Hàm người sắc mặt khẽ thay đổi, người gấp vội mở miệng nói: "Diệp đại ca, tỷ tỷ ta hẳn là ở này cái trên đỉnh ngọn núi." hơn nữa căn cứ của ta cảm ứng, tỷ tỷ ta hiện tại phi thường suy yếu, người nhất định là gặp phải nguy hiểm. Cầm trong tay trang lưỡi liềm ngọc bội thủy mộng hàm, người không ngừng thông qua ngọc bội cảm ứng tỷ tỷ nàng thủy tử yên khí tức. Diệp thần phong liếc mắt một cái đỉnh núi, hắn đương nhiên không thể đối thủy tử yên thấy chết, không cứu, hắn cũng không lo được suy nghĩ chuyện rồi khác, nói ra chúng ta trước tiên lên đỉnh núi đi xem xem tình huống. Diệp thần phong thân ảnh trước tiên lên núi đỉnh lao đi rồi, thủy mộng hàm, tô băng xoáy cùng lương tả ý theo sát phía sau. Tại diệp thần phong đám người hướng về đỉnh núi lao đi thời điểm. Trên đỉnh ngọn núi, nơi này không gian vô cùng rộng rãi, hai cái khoảng 30 tuổi thanh niên, trên người bọn hắn tản ra nồng nặc hung khí, trong lồng ngực phân biệt ôm một tên nữ nhân, bị bọn hắn ôm tại nữ nhân trong ngực tàn nhẫn bản không có năng lực phản kháng chút nào mà hai cái này sảnh năm hàm giang nhưng là cắn lấy trong lòng nữ nhân gái, đang tại phi thường hưởng thụ hít lấy hai tên nữ nhân trong cơ thể tiên huyết. Đang hút mấy phút đồng hồ sau đó cái này hai tên sảnh năm đem miệng rời đi hai tên nữ nhân gáy. hai người bọn họ trên môi dính đầy tiên huyết, đầu lưỡi tùy ý liếm môi một cái. Xìp xoạt, xìp xoạt. Cái này hai tên sảnh năm không có dấu hiệu nào đem hai tên nữ nhân cái cổ cho vặn gãy tiện tay đem thi thể cho ném vào trên mặt đất. Cái này hai danh nữ người sau khi chết, các nàng trong cơ thể một phần năng lượng trong nháy mắt trào vào hai tên sảnh năm trong cơ thể, mà một bộ phận khác năng lượng nhưng vẫn là hướng về giữa bầu trời cái kia đạo hắc sắc vết xước tản đi rồi. Lịch sư huynh, lần này chúng ta vẫn đúng là đến lưu rồi, ta thích nhất thưởng thức nữ nhân máu tươi mùi vị rồi, chúng ta vẫn có thể ở nơi này dễ dàng tăng cao thực lực, dưới chân núi ba cái kia đại tông môn nam các loại tử tiên huyết quá khó uống rồi. Hai tên sảnh trong năm, một tên sắc mặt so sánh tái nhật sảnh năm nói ra, tên của hắn gọi là Vương Mộc Lôi. Được gọi là lịch sư huynh sảnh năm tên là lịch sát thiên, khóe miệng hắn hiện lên một vệt âm trầm nụ cười, nói ra, sư phụ còn nói chính đạo tông môn không thể khinh thường đây. Ta xem cũng không gì hơn cái này đi, chúng ta ma đạo sớm muộn cũng sẽ đem chính đạo đè xuống. Chính như Tô Băng Xoáy nói như vậy, rót hai người chính là U Minh Quỷ Vực Huyết Tông đệ tử, bọn hắn nguyên bản cũng vừa hay tại Bắc Vực Hoang Mạc rèn luyện, ai biết này Bắc Vực Hoang Mạc đột nhiên xuất hiện di tích, bọn hắn tông môn lại không thể đủ quang minh tránh đại đi tới nơi này, cho nên hai người bọn họ thu liếm lên thân trong cơ thể hung khí, lẫn vào tán tu trong đội ngũ, tối đông được hai người bọn họ đã nhận được tiến vào di tích danh ngạch. Nguyên bản khi tiến vào di tích thời điểm, Dương Sát Thiên chỉ có thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, mà Vương Mộc Lôi chỉ có thần niệm cảnh nhất trọng thiên trung kỳ, bọn hắn tại cảm giác được bên trong di tích đánh giết thần niệm cảnh nhất trọng thiên trở lên cao thủ pháp tắc sau khi biến mất, bọn hắn liền bắt đầu trắng trợn săn giết lên. Tại huyết tông bên trong có một loại độc môn độc dược, tạo hóa cảnh trở xuống cao thủ, chỉ cần ngửi được loại này độc dược mùi, trong cơ thể sức mạnh đem đồng bộ biến mất. Lịch Sát Thiên Hòa Vương Mộc Lôi chính là lợi dụng phương pháp này đem quý cao đẳng ba tên thần niệm cảnh nhất trọng thiên cao thủ giết chết. Bây giờ lịch sát ngày thực lực khóa nhập thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, mà Vương Mộc Lôi nhưng là tăng lên tới thần niệm cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ. Trên đỉnh núi này nằm đồng bộ đều là thi thể của nữ nhân, ước chừng có 10 bộ khoảng chừng, những thi thể này đồng bộ đều là năm đại tông môn cùng tán tu, dù sao thực lực đều là tại hợp biển cảnh tầng thứ Hiện nay còn sống còn có ba tên nữ nhân, trong đó hai tên nữ nhân thân thể cạch được run lẩy bẩy rồi, một gã khác nữ nhân dáng rất cực kỳ mê người, dáng người cũng vô cùng sặc sỡ, bất quá, sắc mặt của nàng có phần trắng bệch, trong con ngươi xinh đẹp mang theo một chút vẻ tuyệt vọng, nàng chính là Thủy Mộng Hàm tỷ tỷ Thủy Tử Yên rồi. Thủy Tử Yên nguyên bản thực lực có thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, vì tiến vào chỗ này di tích bên trong, người dựa vào một viên hạt châu màu xanh lam, đem thực lực áp chế đã đến thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Tại đây nơi trong di tích pháp tác vẫn không có biến mất thời điểm, nàng liền gặp lịch sát thiên hòa vương mộc lôi, cuối cùng người chúng rồi hai người kia độc, người chỉ có thể một đường chạy trốn, cuối cùng trốn đến nơi này tòa trên đỉnh ngọn núi sau, người trong cơ thể lực lượng là hoàn toàn biến mất rồi, chỉ có thể rơi vào lịch sát thiên trong tay bọn họ rồi. Bất quá, dương sát thiên hòa vương mộc lôi liền chạm đều vẫn không có chạm qua thủy tử yên, lấy ý của bọn họ, bọn hắn cho rằng Thủy Tử Yên là một đạo món chính, đạo này món chính yêu cầu đến cuối cùng mới có thể thưởng thức. Lịch sát thiên hòa vương mộc lôi cầm lên hai gã khác còn sống nữ nhân, cái này hai tên thân thể nữ nhân không có bất kỳ lực lượng nào, trong miệng là khổ khổ cầu khẩn, nhưng lịch sát thiên hai người bọn họ chỉ coi làm không nghe. Dương sát thiên cười nói, vương sư đệ, chúng ta tới đánh cuộc làm sao? Xem ai có thể uống trước xong trong tay nữ nhân tiên huyết, có thể uống trước xong cái kia, còn lại xà cuối cùng một đạo món chính chính là thuộc về người thắng, người thấy thế nào? Vương Mộc Lôi gật đầu nói, được, Dương Sư Huynh, ta cũng sẽ không nhường ngươi. Trong khi nói chuyện, Dương Sát Thiên Hòa Vương Mộc Lôi hàm răng trực tiếp cắn lấy hai tên nữ nhân gáy, cách đó không xa ngồi dưới đất, thân trong cơ thể không sử dụng ra được sức mạnh tới Thủy Tử Yên nàng nhìn lịch sát thiên hòa vương mộc lôi điên uổng hút máu hình ảnh, trong lòng nàng tràn ngập hừng hực lửa giận, cũng có sợ hãi trong lòng nàng không ngừng trưng bốc lên. chương 1384, Kinh Thiên biến đổi lớn. Trên đỉnh ngọn núi, thời gian từng giây từng phút lưu đạo, được dương sát thiên hòa vương mộc lôi cắn vào gáy hai tên nữ nhân, các nàng đồng trên người dưới ra thịt, tại dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khô quát đi xuống, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, cái kia hai tên nữ nhân trong cổ họng không ngừng phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào, nhưng lịch sát thiên hòa vương mộc lôi song đồng không để ý đến ý tứ. Theo, dương sát thiên hòa vương mộc lôi không ngừng hút máu, cái kia hai tên nữ người ra trên người đều cơ hồ yếu dán chặt xương rồi, hình dạng của các nàng cho người một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Dương sát thiên hòa vương mộc lôi quả thực chính là hoàn toàn ác ma, hay hoặc giả là nói huyết tông người tu luyện đều là ác ma, huyết tông người tu luyện yêu cầu hút máu đến ức chế trong lòng phát điên ý nghĩ, có thể nói huyết tông công pháp tu luyện quá mức tàn nhẫn. ầm uhm, một tiếng, dương sát thiên cầm lấy tên kia nữ nhân, hầu như xong đồng biến thành một cổ thây khô, thân trong cơ thể huyết dịch đồng bộ bị hắn cho uống cạn rồi, ở đằng kia danh nữ người trong cơ thể một phần năng lượng tràn vào trong thân thể hắn sau. Hắn trực tiếp một quyền đem thi thể của nữ nhân oanh đã bị đánh mảnh vỡ. Vương sư đệ, ngượng ngùng, sáu rảnh trước ngươi một bước. Trên môi dính đầy tiên huyết lịch sát thiên, trên mặt hắn hiện lên một vệt nụ cười, trong lòng căn bản liền một tia tội ác cảm giác cũng không có. Lại là ầm, một tiếng. Vương Mộc Lôi lập tức cũng đem cầm lấy nữ nhân trong cơ thể tiên huyết cho hút xong rồi, đang nhìn đến lịch sát thiên rảnh trước hắn một bước sau, này làm cho trong lòng của hắn có phần khó chịu, tiện tay một trường vỗ tại thi thể của nữ nhân thượng, tên kia thi thể của nữ nhân cũng hóa thành vô số bột phấn. Lịch sư huynh, cuối cùng này một đạo món chính người tựu chậm chậm hưởng dụng đi. Vương Mộc Lôi uốn éo cánh tay nói ra. Lịch sát thiên cười nói, vương sư đệ, người để cho, đợi ngày nào đó lại trảo đến tốt như vậy mặt hàng, sư huynh ta nhất định khiến cho ngươi hưởng dụng. Nói xong, lịch sát thiên liền hướng cách đó không xa Thủy Tử Yên từng bước từng bước đi tới. Trong thân thể không sử dụng ra được sức mạnh Thủy Tử Yên nàng nhìn lịch sát thiên chiều chính mình đi sau đó đi tới, người màu máu trên mặt phẳng phất đều bị trong nháy mắt giữ một cái cạn dạng, phụ nữ đều là ái mỹ, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Thủy Tử Yên cũng không muốn được lịch sát thiên hút xong huyết dịch, cuối cùng biến thành một bộ buồn nôn vô cùng thây khô, nhưng giờ khắc này người liền tự sát sức mạnh cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn lịch sát thiên đi tới trước mặt nàng. Ở trên thế giới này khiến người ta tuyệt vọng nhất cũng không phải chết, mà là muốn chết lại không chết được, trước mắt Thủy Tử Yên chính là loại này tâm tình. Các ngươi mà đạo bên trong người lại dám bước ra u minh quỷ vực. Mà đạo sớm muộn, sẽ bị chính đạo cho diệt trừ nếu như ngươi là nam nhân lời nói, như vậy ngươi liền cho ta thoải mái một chút. Thủy tử yên âm thanh hư nhược nói ra. Lịch sát thiên nhìn xem thủy tử yên, cười nói ta thích nhất nhìn người dáng vẻ tuyệt vọng người một khi tuyệt vọng, trong cơ thể huyết dịch vị đạo cũng sẽ biến thành loại kia cay đắng bên trong mang theo hơi ngọt huyết dịch mùi vị, là ta lịch sát thiên thích nhất uống rồi. Thủy tử yên biết lịch sát thiên không sẽ trực tiếp giết nàng, người nhìn xem phía trước mặt buồn nôn vô cùng lịch sát thiên, trong óc của nàng không khỏi hiện lên diệp thần phong thân ảnh, người ở trong lòng tự nói làm sao sẽ nghĩ tới hắn. Lẽ nào ta thật sự đối với hắn có một chút cảm giác sao? dù sao hiện tại cũng không trọng yếu, hy vọng hắn và mộng hàm có thể sống rời đi chỗ này di tích đi. chính lúc lịch sát thiên muốn đem thủy tử yên treo lên, thưởng thức thủy tử yên huyết dịch mùi vị lúc bạch một tiếng, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trên đỉnh ngọn núi, thủy tử yên nhìn thấy này lau người bóng dáng dấp sau đôi mắt đẹp của nàng không khỏi vi vi chừng lớn, tự nói chuyện gì thế này? lẽ nào ta sản sinh ảo giác? bạch 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 Tại Diệp Thần Phong mới vừa tới đến trên đỉnh núi thời điểm, lại có ba bóng người xuất hiện tại Diệp Thần Phong phía sau, bọn hắn không phải là Tô Băng Xoáy, Thủy Mộng Hàm cùng Lương Tả Ý Ma. Không thể thưởng thức Thủy Tử Yên huyết dịch mùi vị vương mộc lôi, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong đám người thời điểm, ánh mắt của hắn như ngừng lại Tô Băng Xoáy cùng Thủy Mộng Hàm trên người, khóe miệng nứt ra một vệt nụ cười, nói ra, lịch sư huynh, Mỹ vị lại xuất hiện xem ra vận khí của chúng ta vô cùng tốt đây đang chuẩn bị xuống tay với thủy tử yên lịch sát thiên, hắn đang nhìn đến diệp thần phong đám người sau, hắn cũng tạm thời thả dịch thưởng thức thủy tử yên huyết dịch vị đạo rồi. Hắn khinh thường nói, một tên thần niệm cảnh nhất trọng thiên trung kỳ, một tên thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ hai người khác đều tại hợp biển cảnh tầng thứ, xem ra bọn họ là thuần túy đi tìm cái chết được rồi. Lịch sát ngày ánh mắt chỉ là tại tô băng xoáy cùng lương tả ý trên người vi vi dừng lại một chút, về phần hợp biển cảnh Diệp Thần Phong cùng Thủy Mộng Hàm, hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt. Co quắp ngồi dưới đất Thủy Tử Yên, người cuối cùng là biết đó cũng không phải tự chỉ ảo giác, trong lòng nàng quả thực thở phào nhẹ nhõm, bất quá, ngược lại, trên mặt nàng lại tràn đầy gánh thầm vẻ, nghiêu càng lịch sát thiên hữu thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực, mà Vương Mộc Lôi lại có thần niệm cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực, Diệp Thần Phong bốn người bọn họ căn bản không phải lịch sát thiên đợi hai người đối thủ diệp thần phong người mau dẫn mộng hàm rời đi nơi này bọn họ là người trong ma đạo các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ thủy tử yên dùng sức đồng lực quát tại thủy tử yên lời nói âm mới vừa hạ xuống xong lịch sát thiên hòa vương mộc lôi thân ảnh liền đã chuyển động bọn hắn trong nháy mắt liền phong bế diệp thần phong đám người đường đi vương mộc lôi cười lạnh nói hai nữ nhân có thể từ từ đi trước tiên đem nam giết đi ta nhưng không có hứng thú uống nữa nam nhân huyết dịch Thủy Tử Yên đang nhìn đến Diệp Thần Phong đường đi của bọn họ bị phong bế rồi, người khẽ thở dài một cái, nhắc nhở, Diệp Thần Phong, các người phải cẩn thận, bọn hắn có một loại cực kỳ đặc thù độc dược, chỉ cần ngửi được loại kia độc dược mùi vị, trong thân thể sức mạnh liền hội từng điểm từng điểm biến mất. Trên lưng mang theo to lớn hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem lịch sát thiên hòa vương mộc lôi, hắn biết lấy hắn thực lực hôm nay muốn chiến thắng hai người này, có thể nói hầu như là không thể nào trừ phi đưa hắn bên trong đan điền sảnh viêm bỏ niêm phong. Nhưng sảnh viêm một khi bỏ niêm phong chỉ sợ cũng liền chính hắn cũng sẽ không chịu nổi. Lương tả ý tâm tình cũng là bảy thượng nhân hạ, hắn thấp giọng hỏi, thiếu ra, người không phải là có thể khống hỏa đấy sao? Có thể hay không trực tiếp thiêu chết bọn hắn? Diệp thần phong biểu môi, nhận thức nói, người thấy này chung quanh đây có hỏa diễm sao? Không có lửa diễm, ta làm sao khống hỏa? Khi nghe đến Diệp Thần Phong trả lời sau đó cây dâu tả ý trong lòng gọi là khổ không ngớt, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong duy nhất chỗ thích hợp chính là khống hỏa năng lực. Như càng Diệp Thần Phong thực lực chỉ có hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, sức chiến đấu không thể có thể cùng thần niệm cảnh cao thủ mẹ đẹp. Vương Sư Đệ, chúng ta nhanh chóng động thủ đi. Sáu đã không kịp đợi thưởng thức mỹ vị, lịch sát thiên liếm môi một cái nói ra. Nhưng mà, chính lúc lịch sát thiên hòa vương mộc lôi muốn động thủ thời điểm, chính lúc Diệp Thần Phong đám người tăng lên khởi thực lực chuẩn bị nghênh chiến thời điểm. Oanh, một tiếng. Giữa bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Này làm cho tất cả mọi người động tác đều hơi dừng lại một chút, ánh mắt không khỏi hướng về giữa bầu trời nhìn tới rồi. Này làm cho tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt trợn lên dường như đèn lồng giống như lớn nhỏ. Chỉ thấy bầu trời xa xa bên trong cái kia đạo hắc sắc vết xước trong, rũi ra hai con lớn vô cùng thủ trưởng, này hai bàn tay thượng che kín rậm rạp chẳng chịt ký hiệu. Này hai bàn tay khổng lồ tại đem cái kia đạo hắc sắc trong miệng không ngừng hướng về hai bên kéo đi. Theo, hai con cự đại thủ trưởng lôi kéo, giữa bầu trời cái kia đạo hắc sắc. Tử cũng tại không ngừng mà mở rộng, bên trong nồng nặc màu đen, phảng phất chính là một cái vực sâu không đáy. Diệp, 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 diệp. Giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện từng cái từng cái vết dạn nứt, giống như là một khối yếu phá nát mặt kính bình thường. Từ đạo kia rũi ra hai con cự đại thủ trưởng màu đen vết xước trong, diện ra nhất cổ cực kỳ kịch liệt cảm giác một ngạt, cảnh này khiến đứng ở trên đỉnh núi Diệp Thần Phong đám người, có một loại yếu quỷ dạp xuống đất cảm giác. Cự đại thủ trưởng vẫn nghe thấy đang không ngừng lôi kéo màu đen vết xước, giữa bầu trời vết dạn nứt cũng tại không ngừng mà tăng cường, mảnh này thiên thật giống phải sụp xuống rồi bình thường che kín vết dạn nứt bầu trời càng ép càng thấp càng ép càng thấp rồi thật giống có đồ vật gì muốn từ bên trong vùng trời này tránh ra như thế đã bao nhiêu năm trăm ngàn năm hai trăm ngàn năm vẫn là càng thêm đã lâu chúng ta huyết hồn tộc bị phong ấn thời gian lâu như vậy cái này đáng chết chính đạo mà đạo cùng yêu đạo chúng ta huyết hồn tộc muốn lần nữa tại vùng thế giới này quật khởi chúng ta muốn cho vùng thế giới này chỉ còn dư lại huyết hồn tộc một đạo cực kỳ thanh âm già nua từ bầu trời bên trong hướng về di tích bốn phương tám hướng chuyển đi, kèm theo đạo này thanh âm già nua vang lên, vùng trời này là vỡ vụn càng thêm lợi hại rồi. Huyết hồn tộc, mà Diệp Thần Phong khi nghe đến ba chữ này thời điểm, hắn là lâm vào ngắn ngủi ngây người bên trong, trước đó bóng trắng nhân hòa bóng đen người cũng đã có nói mảnh này viễn cổ thần ma nghĩa địa lai lịch, lúc trước chính đạo, mà đạo cùng yêu đạo liên hợp lại hủy diệt huyết hồn tộc, lẽ nào huyết hồn tộc người chỉ là bị phong ấn ở bên trong vùng thế giới này sao? Nếu như huyết hồn tộc xuất hiện ở đây, như vậy Diệp Thần Phong bọn hắn muốn sống rời đi nơi này tỷ lệ thì càng thêm nhỏ, nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. chương 1385, trời long đất lở, trời giáng thành trì, huyết hồn tộc chính là là xuất hiện ở viễn cổ thời đại sơ kỳ. Cho nên, ở đây ngoại trừ Diệp Thần Phong từ bóng trắng nhân hòa bóng đen trong dân cư đã được biết đến huyết hồn tộc bên ngoài, những người còn lại căn bản không biết huyết hồn tộc là cái gì. Dù sao viễn cổ thời đại sơ kỳ khoảng cách hiện tại đã phi thường phi thường xa vời. Hai con tre kín ký hiệu cử đại thủ trưởng, vẫn như cũ lôi kéo giữa bầu trời cái kia đạo hắc sắc vết xước, mà vùng trời này càng ngày càng lão đà lảo đảo rồi, nhiễm nhiên là có loại yếu sụp đổ xuống cảm giác tất cả mọi người được giữa bầu trời hình ảnh cho chấn nhiếp rồi, trong lúc nhất thời trên mặt đều tràn ngập không biết làm sao biểu lộ. Diệp đại ca, nơi này là chuyện gì xảy ra? Thủy mộng hàm cau mày hỏi. Lương tả ý mang trên mặt vẻ nghiêm túc, nói ra từ màu đen kia vết xước bên trong vươn ra hai con cự đại thủ trưởng là vật gì? Mảnh này thiên thật giống phải sụp xuống rồi. Dương sát thiên hòa vương mộc lôi cũng đã quên đi rồi đối diệp thần phong đám người động thủ, hai người bọn họ chỉ là kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong. Âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, âm. Um. Từng tiếng nổ vang đột nhiên từ bầu trời bên trong truyền ra, cái kia che kín vết dạn nứt bầu trời vỡ vụn càng thêm lợi hại rồi, mà cái kia hai con từ màu đen vết xước bên trong rũi ra cự đại thủ trường, phảng phất trong chớp mắt gia tăng lôi kéo sức mạnh, chỉ thấy cái kia hai bàn tay thượng đột nhiên nổi gân xanh. Oanh, một tiếng, chỉnh phiến thiên không hoàn toàn sụp đổ xuống, tại sụp đổ trên bầu trời, một tòa màu đen thành trì chậm rãi hướng xuống đất thượng rơi xuống rồi. Ở trên trời nứt toác, trên trời hàng quái lạ thành trì thời điểm, mảnh này viễn cổ thần ma nghĩa địa đều rung động chuyển động, diệp thần phong bọn hắn chỗ ở cái kia tòa núi cao dưới chân núi. Từng cái từng cái khe nứt to lớn tại dưới chân núi rất nhanh kéo dài, chỉnh tòa núi cao có loại yếu sụp đổ khuynh hướng. Diệp thần phong tại cảm giác được dưới bàn chân cao sơn sau khi biến hóa, hắn lập tức đối với tô băng xoáy nói ra, người giúp ta chiếu cố một chút mộng hàm. Nói xong, Diệp Thần Phong thân ảnh lập tức hướng về cách đó không xa Thủy Tử Yên lướt tới, bây giờ Thủy Tử Yên thân thể không chút nào có thể nhúc nhích, xuất hiện ở loại tình huống này đối Thủy Tử Yên tới nói vô cùng nguy hiểm. Dương sát thiên hòa vương mộc lôi cũng không lo được ở đây những người khác, chính khi bọn họ muốn lướt xuống này tòa núi cao thời điểm, tòa này núi cao nguy nga trong nháy mắt một mạch than sụp xuống, Tiếng nổ lớn hướng về bốn phía không ngừng khoách tán. Ở tòa này cao sơn sụp đổ trong nháy mắt, viễn cổ thần ma mộ rất nhiều núi đồi đều sụp đổ rồi. Liền ngay cả cái kia một cái đi ngang qua toàn bộ viễn cổ thần ma nghĩa địa biển lửa cũng ở trong chớp mắt dập tắt. Viễn cổ thần ma nghĩa địa trời long đất lở kéo dài đến hơn 2 phút đồng hồ thời gian. Diệp Thần Phong tại vừa vặn núi cao nguy nga đổ nát trong nháy mắt, hắn trực tiếp đem thủy tử yên kéo vào trong lồng ngực. Giờ khắc này, chu vi đen kịt một màu, không gian cũng vô cùng chật hẹp, Diệp Thần Phong cùng Thủy Tử Yên chỉ có thể dán thật chặt lại với nhau, hai người bọn họ hẳn là bị chôn ở sụp đổ cao trong núi rồi. Thủy Tử Yên ngực kề sát ở Diệp Thần Phong trên lồng ngực, hai người là mặt đối mặt hầu như không có bất kỳ khoảng cách, thần chi đại ngôn nhân không pop up. Lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương tiếng tim đập. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, có thể là Thủy Tử Yên cảm thấy bầu không khí như thế này vô cùng lúng túng, trong người nàng vừa không có sức mạnh, chỉ có cái cổ có thể hơi chút động một cái, người vi vi chuyển nhúc nhích một chút cái cổ, mặt của nàng cũng đi theo trách một cái, người trong nháy mắt nín thở, một đôi mắt đẹp vi vi trừng lớn. Thủy Tử Yên chỉ cảm giác môi chạm vào một chỗ chỗ ấm áp, người hầu như có thể khẳng định môi của nàng kề sát ở diệp thần phong trên môi. Trong bóng tối diệp thần phong, hắn đương nhiên cũng cảm thấy chính mình trên môi ấm áp cảm, Thủy Tử Yên trên người hương vị không ngừng chui vào trong lỗ mũi của hắn. Trong lòng của hắn một loại nào đó khát vọng đang chậm rãi sinh sôi, vừa lúc đó, Thủy Tử Yên cổ lại nhúc nhích một chút, môi của nàng trong nháy mắt rời khỏi diệp thần phong môi. Bởi trong bóng tối cũng không thấy rõ Thủy Tử Yên trên mặt biểu lộ, chỉ nghe Thủy Tử Yên gắt giọng đệ đệ, người ngay cả tỷ tỷ tiện nghi cũng dám chiếm à. Diệp thần phong mím môi, Phảng phất tại dư vị mới vừa cảm giác, hắn cười nói, tỷ tỷ, nhưng là ngươi chủ động đem môi dính sát, vừa vặn nên tính là ngươi chiếm tiện nghi của ta chứ? lẽ nào vừa vặn chính là tỷ tỷ nụ hôn đầu của ngươi? Thủy Tử Yên là một tính cách mạnh hơn nữ nhân, nàng và dạng người nơi trước sau muốn chiếm thượng phong, cho nên nàng nói nói, đệ đệ, người suy nghĩ nhiều quá. Nói như vậy, tỷ tỷ ngươi sớm đã không có nụ hôn đầu, vậy ta an tâm bằng không ta còn thật sợ mình sẽ đối người phụ trách, nguyên lai môi của ngươi sớm đã bị rất nhiều nam nhân cho hôn qua. Diệp thần phong thuận miệng nói ra, kỳ thực vừa vặn cái kia vừa hôn chính là thủy tử yên nụ hôn đầu, như người như thế trong xương kiêu ngạo vô cùng nữ nhân, người như thế nào lại tùy tùy tiện tiện xem thượng một người đàn ông. Người nghe được Diệp thần phong câu nói này sau. Trong lòng nàng khí phải không đánh một chỗ đến, tâm tình hoàn toàn không kiểm soát, Diệp Thần Phong, Ngươi là tên khốn kiếp, môi của ngươi mới bị rất nhiều người hôn qua đây." Diệp Thần Phong nghiêm trang nói, "Tỷ tỷ, môi của ta xác thực được rất nhiều nữ nhân hôn qua, ngươi bây giờ cũng là trong đó một cái rồi." "Ngươi?" Thủy Tử Yên tức giận là sắc mặt đỏ lên, trong miệng không ngừng thở hổn hển, hoàn toàn không biết nên làm sao phản bác Diệp Thần Phong rồi. Mà đang ở Thủy Tử Yên sinh một ngạt thời điểm, Diệp Thần Phong trong đầu vang lên bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm, "Tiểu tử hiện tại không phải là ngươi nông ta nông thời điểm a hát. Vừa nãy từ bầu trời bên trong truyền ra âm thanh chúng ta cũng nghe được, nếu như viễn cổ thời đại sơ kỳ huyết hồn tộc thật không có chết hết lời nói, như vậy ngươi sẽ phải tự cầu phúc rồi. Vừa vặn diệp thần phong môi đột nhiên bị Thủy Tử Yên cho hôn lên, hắn mới tạm thời đã quên tình cảnh bây giờ rồi, được bóng đen người như vậy vừa nhắc nhở, tâm tình của hắn trong nháy mắt trở nên trầm trọng lên huyết hồn tộc không phải hẳn là toàn bộ hủy diệt được rồi sao? Lẽ nào bọn hắn chỉ là bị phong ấn ở bên trong vùng thế giới này? Diệp thần phong ở trong lòng hỏi. Tiểu tử, chúng ta nào có biết nhiều như vậy? Dù sao huyết hồn tộc quật khởi thời điểm, ta cùng lão bạch trả đều không có sinh ra đây. Bóng đen người Giang Vận Thiên không vui nói. Tại Diệp Thần Phong cùng bóng đen người trò chuyện thời điểm. Âm, um, âm, um, hai tiếng. Sụp đổ cao trong núi, có hai bóng người từ trong phế tích vọt ra, hai người này chính là huyết tông dương sát thiên hòa vương mộc lôi rồi. Trên người hai người này quần áo có phần phá lạn, bọn hắn nhìn trước mắt vùng thế giới này, bọn họ là lâm vào ngây người bên trong. Nguyên bản chỗ này trong di tích là tràn đầy cao sơn lưu thủy, mà bây giờ phóng tầm mắt nhìn hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, giữa bầu trời là mờ mịt một mảnh, cái kia đạo hắc sắc vết xước cũng biến mất không thấy. .vn tại Dương Sát Thiên Hòa Vương Mộc Lôi bên phải nơi xa, bọn hắn nhìn thấy một tòa như ẩn như hiện màu đen thành trì. Tòa kia màu đen thành trì nhiễm nhiên là bây giờ chỗ này trong di tích duy nhất như thế sự vật, còn lại cũng đã hóa thành phế tích rồi. Dương Sát Thiên nhìn xem dưới chân sụp đổ đâu cao sơn phế tích, hắn đã không lo được đi uống thủy tử yên máu tươi của bọn hắn rồi, hắn cũng không lo được tại dưới chân phế tích trung tướng Diệp Thần Phong bọn hắn tìm ra giết hắn mở miệng nói ra vương sư đệ chỗ này di tích quá quái lạ rồi vương mộc lôi nhìn phía xa tòa kia màu đen thành trì từ màu đen thành trì trên có nhất cổ nồng nặc hung khí phóng lên trời vương mộc lôi có chút kích động nói dương sư huynh chúng ta quá may mắn tòa kia màu đen thành trì hẳn là mới là chỗ này di tích then chốt hay là tòa kia màu đen trong thành trì có trí bảo chúng ta lập tức qua xem một chút ngàn vạn không thể khiến người khác trước một bước chạy tới Dương Sát Thiên hòa Vương Mộc Lôi cũng không biết huyết hồn tộc sự tình, bọn hắn sớm đã đem vừa vặn nghe được âm thanh quên mất. Dương Sát Thiên khi nghe đến Vương Mộc Lôi lời nói sau, hắn cũng cho rằng Vương Mộc Lôi nói đúng vô cùng, tòa kia màu đen thành trì khả năng mới là chỗ này di tích quý giá nhất địa phương, hắn lập tức nói ra, "Được, Vương sư đệ, chúng ta lập tức qua xem một chút." Nói xong, Dương Sát Thiên hòa Vương Mộc Lôi thân ảnh liền hướng xa xa màu đen thành trì lao đi rồi. Cũng trong lúc đó, viễn cổ thần ma trong mộ địa người còn sống, bọn hắn có cũng không hề được đặt ở phế tích bên trong, bọn hắn đang nhìn đến tòa kia màu đen thành trì thời điểm, bọn hắn cũng không hẹn mà cùng hướng về màu đen thành trì tiến đến, bọn hắn đều cho rằng màu đen thành trì chính là chỗ này trong di tích quý giá nhất địa phương. Đương nhiên chạy đi tòa kia màu đen thành trì, trong đó thình lình cũng có hàn băng tông ninh tuyết tùng cùng ninh tuyết nghi, cùng với âm minh tông giang mạc thiên. Giang Mạc Thiên đã từ nguyên bản thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, thuận lợi tăng lên tới thần niệm cảnh nhất trọng thiên trung kỳ rồi. Mà Ninh Tuyết Tùng nhưng là từ thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, tăng lên tới thần niệm cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém một bước nhỏ là có thể bước vào thần niệm cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ rồi. Tại viễn cổ thần ma trong mộ địa, chỉ cần là nhìn thấy tòa kia màu đen thành trì người, bọn hắn đều trước tiên hướng về nơi đó tiến đến chương 1386, huyết hồn tộc thức tỉnh. Tại rất nhiều người đều hướng về màu đen thành trì chạy đi thời điểm. Âm, âm, hai tiếng. Lương tả ý cùng lôi kéo thủy mộng hàm tô băng xoáy, bọn hắn cũng đều từ phế tích bên trong vọt ra, khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau, bọn hắn cũng thực sửng sốt số giây. Thủy mộng hàm vội vàng nói, Diệp đại ca cùng ta tỷ đâu này. Bọn hắn hẳn là còn bị đặt ở này phế tích bên trong cao sơn phế tích dưới. Thấy Diệp Thần Phong nãy giờ không nói gì, Thủy Tử Yên rốt cục không nhịn được mở miệng, "Diệp Thần Phong, lẽ nào ngươi dự định để hai chúng ta một mực ở lại đây?" Diệp Thần Phong đang cùng bóng đen người trò chuyện, nghe được Thủy Tử Yên lời nói sau, hắn mới tỉnh táo lại, nói ra, "Thật không tiện, vừa vặn tại nghĩ một vài sự việc, chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này." Diệp Thần Phong thật chặt ôm Thủy Tử Yên thon thả, Điên cuồng thôi thúc lên trong gân mạch linh khí dòng sông, bóng người hướng về phía trên sông ra ngoài, Diệp Thần Phong chu vi tràn ngập linh khí, phàm là ngăn cản Diệp Thần Phong hòn đá, đều sẽ được Diệp Thần Phong linh khí cắn nát thành bụi phấn. Ầm, uhm, một tiếng. Ôm Thủy Tử Yên thon thả Diệp Thần Phong, hắn cũng mang theo Thủy Tử Yên lao ra khỏi phế tích. Tại phế tích bên trên, thủy mộng hàm đám người đang tìm Diệp Thần Phong cùng Thủy Tử Yên được chôn địa phương. Thủy Mộng Hàm đang nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Thủy Tử Yên xuất hiện sau đó người lập tức chạy chậm tới Diệp Thần Phong cùng Thủy Tử Yên trước mặt, nói ra, Diệp Đại Ca, Tỷ, hai người các ngươi không có chuyện gì, này thật sự là quá tốt. Diệp Thần Phong để Thủy Mộng Hàm đỡ Thủy Tử Yên, hắn nhưng là nhìn phía bốn phía, ánh mắt của hắn trong nháy mắt như ngừng lại xa xa tòa kia màu đen thành trì thượng, nhìn xem có nồng nặc hung khí từ màu đen thành trì thượng phóng lên trời, này làm cho trong lòng của hắn dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Tiểu gia hỏa, xem ra huyết hồn tộc người trả thật không có chết hết. Bọn hắn chỉ là bị phong ấn ở nơi này, tòa kia màu đen trong ao tuyệt đối có máu hồn tộc người, bất quá, hiện tại bọn hắn hẳn là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh tại cảm giác được xa xa tòa kia màu đen thành trì sau, tiếng nói của hắn tại diệp thần phong trong đầu vang lên diệp thần phong mặc dù không có thực sự được gặp huyết hồn tộc thế nhưng tại viễn cổ thời đại sơ kỳ yêu cầu chính đạo mà đạo cùng yêu đạo liên hợp đối phó huyết hồn tộc này cũng đủ để chứng minh rồi huyết hồn tộc đáng sợ hắn bây giờ mới hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực hắn làm sao có thể tại huyết hồn tộc trong tay sống sót lão bạch bây giờ nên làm gì diệp thần phong không nhịn ở trong lòng hỏi không đợi bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh trả lời bóng đen người giang vận thiên liền mở miệng, tiểu tử, ở mảnh này viễn cổ thần ma trong mộ địa, người lại có thể trốn đến nơi đâu đi. Hiện tại tạm thời lại không hề rời đi nơi này biện pháp, cùng hắn ngồi chờ chết, còn không bằng đi màu đen thành trì nơi đó nhìn xem, nói không chắc có tiếp tục phòng ấn huyết hồn tộc phương pháp xử lý đây. Tiểu gia hỏa, lão hắc nói không sai, đây là người hiện tại đường ra duy nhất rồi. Bóng trắng người ngô phong rỗi rảnh tán đồng nói ra. Tại kết thúc cùng bóng đen người, bóng trắng người trò chuyện sau đó hắn liếc nhìn được Thủy Mộng Hàm đỡ Thủy Tử Yên, hỏi, người có thể hay không trước tiên khôi phục một ít sức mạnh. Diệp Thần Phong tự nhiên không yên lòng đem Thủy Tử Yên đám người đơn độc ở lại chỗ này rồi. Thủy Tử Yên lắc lắc đầu, nói ra, huyết tông loại này độc dược cực kỳ đặc thù, không phải bình thường thuốc giải độc vật có thể phát ra tác dụng. Nghe vậy, một bên lương tả ý đứng dậy, hắn chứ vật giới chỉ lóe lên, một viên màu bích lục đan dược xuất hiện tại trong bàn tay của hắn, hắn nói ra, viên đan dược kia tên là Giải độc đan, chính là nhất phẩm đỉnh cấp đan dược, ban đầu là sư phụ ta đưa cho ta, viên này Giải độc đan hay là không cách nào đem huyết tông độc dược hoàn toàn thanh trừ, thế nhưng khôi phục một ít thực lực nhất định là không có vấn đề. Lương Tả Ý đem Giải độc đan đưa cho Diệp Thần Phong, mang trên mặt nịnh nọt vẻ mặt, trong lòng nhưng là đau lòng không ngớt chỉ là hắn hiện tại phi thường hy vọng Diệp Thần Phong có thể đem bản mệnh tinh huyết trả lại cho hắn. Cho nên lại đau lòng, hắn cũng nhất định muốn nhịn được. Diệp Thần Phong nhận lấy giải độc đan, tại cảm giác viên này giải độc đan không có vấn đề sau đó hắn liền đem giải độc đan đưa cho Thủy Mộng Hàm, nói ra đút cho tỷ tỷ của người ăn đi. Thủy Tử Yên tự nhiên cũng có thể phân biệt ra được lương tải ý lấy ra đan dược. Đích thật là thứ thiệt giải độc đan, cho nên nàng không do dự liền đem giải độc đan nuốt vào trong bụng. Theo, giải độc đan nuốt vào bụng về sau, có rất nhiều dòng nước ấm tại Thủy Tử Yên trong gân mạch chuyển động loạn lên, Thủy Tử Yên sức mạnh trong cơ thể cũng đang từng điểm từng điểm khôi phục, thực lực của nàng khôi phục được hợp biển cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ. Xem ra viên này giải độc đan công hiệu vẫn là vô cùng có hạn, cũng không có khả năng đem Thủy Tử Yên trong cơ thể độc tố toàn bộ thanh trừ. Bất quá như vậy cũng vậy là đủ rồi, dù sao Thủy Tử Yên đã khôi phục một ít thực lực, tối thiểu không cần những người khác chiếu cố. Tại Thủy Tử Yên khôi phục thực lực sau, Lương Tả Ý là trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong, hy vọng Diệp Thần Phong có thể đem bản mệnh tinh huyết trả lại cho hắn. Ai biết Diệp Thần Phong chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói biểu hiện của ngươi không sai, không ngừng cố gắng a hát. Thấy Diệp Thần Phong căn bản không có nhắc tới bản mệnh tinh huyết sự tình, lương tả ý trong lòng là tức giận bốc khói trên đầu nhưng lại không dám biểu hiện ra trên mặt chỉ có thể lộ ra một vệt dở khóc dở cười biểu lộ đến diệp thần phong không để ý đến lương tả ý ý tứ rồi hắn chỉ vào xa xa tòa kia màu đen thành trì nói ra chúng ta đi tòa thành trì kia nhìn xem nhắc tới tòa kia màu đen thành trì lương tả ý lập tức tinh thần tỉnh táo hắn cũng cho rằng tòa kia màu đen thành trì chính là trong di tích quý giá nhất địa phương hắn nóng lòng muốn thử nói, ta dám cam đoan, tại tòa thành trì kia bên trong nhất định là có thứ không tầm thường. Diệp thần phong cũng không hề đối thủy tử yên đám người giải thích liên quan với huyết hồn tộc sự tình, dù sao chuyện này giải thích cũng quá phiền toái, xác thực chính như lương tả ý nói, tòa thành trì kia bên trong có thứ không tầm thường, viễn cổ huyết hồn tộc hẳn là vậy là đủ rồi bó tay rồi chứ. Mà lương tả ý trong miệng chỗ nói thứ không tầm thường, chính là là cực kỳ chân quý bảo tàng cùng cường giả truyền thừa. Ước chừng nửa giờ sau, Diệp Thần Phong đám người là một đường chạy như bay, bọn hắn cuối cùng là đến gần rồi tòa kia màu đen thành trì. Diệp Thần Phong nhìn thấy ở tòa này màu đen thành trì chu vi, liền cả mặt đất thượng bùn đất cũng đều là màu đen kịt, tại màu đen thành trì trước, đứng đấy hai nhóm người, trong đó một nhóm rõ ràng là huyết tông dương sát thiên hòa vương mộc lôi mặt khác một nhóm người chính là Ninh Tuyết Tùng, Ninh Tuyết Nhi, Giang Mạc Thiên cùng Vương Tiềm, này Vương Tiềm chính là âm minh tông một gã khác người dẫn đầu rồi, tại đây hai nhóm người bốn phía nằm 20 có tả hữu thi thể, xem tới nơi này vừa vặn xảy ra một trận chiến đấu. Nguyên bản dương sát thiên hòa vương mộc lôi là cái thứ nhất chạy tới nơi này, tiếp lấy những người còn lại mới lục tục đi tới nơi này, dương sát thiên hòa vương mộc lôi đương nhiên là liều lĩnh đại khai sát giới rồi, cuối cùng Ninh Tuyết Tùng đám người liên hợp lên, bọn hắn mới tạm thời kiềm chế dương sát thiên hòa vương mộc lôi. Dù sao Ninh Tuyết Tùng có thần niệm cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực, Giang Mạc Thiên cũng có thần niệm cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực, về phần nguyên bản thực lực tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ vương tiềm, hắn đã khóa nhập thần niệm cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ tầng thứ, xem ra vương tiềm tại đây viễn cổ thần ma trong mộ địa không có thiếu giết người. Diệp thần phong đám người không có bước vào màu đen thành chỉ phạm vi, dưới chân bọn họ bùn đất vẫn là tông màu nâu, chỉ cần tại đi về phía trước hai ba bước, bọn hắn liền sẽ đạp ở màu đen kịt trên bùn đất rồi. Tại Diệp thần phong xuất hiện nháy mắt, Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Thần Phong một nhóm người trên người. Trong đó nửa bên mặt trên má thì toàn bộ được đốt cháy sạch sẽ, bây giờ đã kết một tầng trên vết máu ninh tuyết tùng, hắn cái thứ nhất đối Diệp Thần Phong tản ra sát ý ngút trời. Giang Mạc Thiên cùng Vương Tiềm tại âm minh tông bên trong vốn là đối thủ một mất một còn, bọn hắn yếu tranh cướp lần này âm minh tông thánh tử vị trí, còn muốn tranh cướp tu luyện âm minh tông vô thượng công pháp Lâm Hân Di, nếu không phải vì liên hợp đối phó Dương Sát Thiên Hòa Vương Mộc Lôi, hai người bọn họ căn bản cũng không hội hợp làm. Giang Mạc Thiên chỉ vào Diệp Thần Phong, cười nói, Vương Tiềm, người không phải là vẫn muốn đạt được Lâm Hân Di sao? Tiểu tử kia chính là Lâm Hân Di một mực ưa thích nam nhân. Vương Tiềm biết Giang Mạc Thiên không cần thiết đối với chuyện như thế này nói dối, dù sao hắn chỉ cần vừa hỏi liền biết rồi, hắn lập tức cũng đúng Diệp Thần Phong sinh ra sát ý, khinh thường nói chỉ là một cái hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tiểu tử mà thôi. Tại Ninh Tuyết Tùng bọn người đối Diệp Thần Phong sản sinh sát ý thời điểm, Diệp Thần Phong căn bản không có để ý tới ý của bọn họ, ánh mắt của hắn thủy chung là nhìn chằm chằm cái kia to lớn màu đen thành trì cùng viễn cổ huyết hồn tộc so với, trước mặt ninh tuyết tùng đám người liền căn bản không có gì hay kinh hãi được rồi. Tiểu gia hỏa, ta cảm giác được trong thành trì hung khí cùng huyết khí tại càng ngày càng nồng đậm, huyết hồn tộc chính đang nhanh chóng hồi phục lại, dựa vào sức mạnh của ngươi muốn muốn lần nữa phong ấn huyết hồn tộc, xem ra đây cơ hồ là không thể nào. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh thanh âm vang lên. chương 1387, huyết hồn tộc sức chiến đấu, to lớn màu đen thành trì âm u mà lại yên tĩnh. Thành trì bên ngoài hai cánh dày nặng cửa đá đóng thật chặt, tại thạch môn hai bên trái phải đứng đấy hai cái không nhúc nhích thạch nhân. Sớm tại vừa nãy Ninh Tuyết Tùng đám người đi tới màu đen thành trì trước thời điểm, bọn hắn đã thử đẩy ra mở cửa đá rồi, đáng tiếc tập hợp bọn hắn tất cả mọi người sức mạnh, cũng căn bản không thể đủ để cửa đá nhúc nhích mảy may. Còn có cửa đá hai bên trái phải đứng ở hai cái thạch nhân, Ninh Tuyết Tùng mấy người cũng nỗ lực muốn đem thạch nhân đập nát, nhưng tung khiến cho bọn họ phát huy ra lớn nhất sức chiến đấu, hai cái thạch nhân thủy chung là hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp thần phong khi nghe đến bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh lời nói sau, hắn biết mình không thể tiếp tục lưu lại nơi này, nhất định phải tìm chỗ an toàn lại cẩn thận nghĩ một chút biện pháp. Mà Ninh Tuyết Tùng, Ninh Tuyết Ni, Giang Mạc Thiên cùng Vương Tiềm bốn người này đã có đối diệp thần phong bọn hắn động thủ khuynh hướng, về phần huyết tông dương sát thiên hòa vương mộc lôi, bọn hắn nguyên bản là muốn giết chết diệp thần phong cùng lương tả ý, tiếp lấy thưởng thức thủy tử yên các loại nữ nhân tiên huyết, có thể nói này hai nhóm người đều là diệp thần phong kẻ thù. Ninh tuyết tùng đám người và dương sát thiên đám người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn hắn đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra đối diệp thần phong một nhóm người sát ý, dương sát thiên đối với ninh tuyết tùng bọn hắn. Nói ra, xem ra các người cùng ý tưởng của chúng ta giống nhau này màu đen thành chỉ cửa thành sớm muộn cũng sẽ có biện pháp mở ra, ta cũng không muốn có quá nhiều người đến phân đi trong thành trì bảo tàng. Ninh Tuyết Tùng liếc nhìn Diệp Thần Phong đám người, cười lạnh nói, vậy chúng ta trước tiên đồng thời động thủ giải quyết xong những người này. Ta cũng đang có ý này, Dương Sát Thiên khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Tại Dương Sát Thiên tiếng nói vừa vặn hạ xuống thời khắc, Ninh Tuyết Tùng đám người dồn dập đem trong cơ thể khí thế để được đưa lên. Ninh Tuyết Tùng bàn tay sờ sờ thịt được đốt cháy sạch sẽ một bên gò má, thân sắc của hắn giữ tợn khủng bố lên, đối với Diệp Thần Phong quát lên, tiểu tử. Ở nơi này ngươi vẫn có thể khống hỏa sao? Ta muốn đem ngươi thịt trên người từng mảnh từng mảnh cắt đi. Thần niệm cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ vương tiềm, hắn chỉ vào Diệp Thần Phong nói ra, ngươi chính là Hân Di ưa thích người đàn ông kia. Nói thật, ngươi không xứng với Hân Di, hôm nay ngươi liền cho ta ngoan ngoãn lên đường thôi. Giang Mạc Thiên cũng lập tức nói ra, tiểu tử, vận khí của ngươi chấm dứt, ngươi tại ta Giang Mạc Thiên trong mắt mãi mãi cũng chỉ là chỉ run dế, ngươi đừng vọng tưởng yếu thay đổi sự thực này. Ninh Tuyết Ni đầy mặt lạnh lẽo nhìn xem Diệp Thần Phong. Người không tin nơi này nhiều cao thủ như vậy chả không giải quyết được Diệp Thần Phong một người. Mà Dương Sát Thiên hòa vương mộc lôi hai người này, Dương Sát Thiên có nhiều ý vị liếc nhìn Diệp Thần Phong, nói ra tiểu tử chỉ là hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, cựu nhân của ngươi cũng không ít a à hát. Ngươi lẽ nào không có làm một con dẹp tự mình biết mình sao? Dương sát thiên hòa vương mộc lôi không có từng chứng kiến diệp thần phong thực lực, hai người bọn họ căn bản không coi diệp thần phong là chuyện quan trọng tình. Trên lưng mang theo hắc huyền kiếm diệp thần phong, hắn nhìn xem đối với hắn tràn đầy sát ý ninh tuyết tùng đám người. Hắn thấp giọng với bên cạnh thủy tử yên đám người nói ra chúng ta bây giờ lập tức rút đi thủy tử yên đám người nhìn xem diệp thần phong trên mặt vẻ nghiêm túc trong lòng bọn họ cho rằng đây là ninh tuyết tùng đám người đưa đến nhưng kỳ thật đây nếu như vẻn vẹn là đối mặt ninh tuyết tùng đám người diệp thần phong ngược lại còn sẽ không như vậy căng thẳng hắn khẩn trương là chính đang nhanh chóng hồi phục lại là viễn cổ huyết hồn tộc mà ninh tuyết tùng cùng dương sát thiên loại này chút ngớ ngẩn bọn hắn dĩ nhiên còn băn khoăn màu đen trong thành trì bảo tàng e sợ một khi thành cửa mở ra, chính là huyết hồn tộc triệt để thức tỉnh lúc. Diệp thần phong tiếng nói vừa vặn hạ xuống, một bên lương tả ý dưới chân hắn bước chân liền không kịp chờ đợi sau này hơi di chuyển, tình cảnh này rơi vào âm minh tông vương tiềm trong mắt sau. Hắn lập tức nói ra, không tốt, những người này muốn chạy trốn. Dương sát thiên thể bên trong thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thật khí thế tăng vọt, hắn lạnh nhạt nói, bọn hắn trốn được không? Diệp Thần Phong khi nghe đến Vương Tiềm cùng Dương sát ngày lời nói sau, hắn không lo được mắng lương tả ý ngu xuẩn, chính lúc hắn muốn dẫn Thủy Tử Yên đám người lùi về sau thời điểm, chính lúc Ninh Tuyết Tùng đám người yếu toàn lực phát động công kích thời điểm. Bất ngờ lại một lần nữa xảy ra. Chỉ thấy màu đen thành chỉ chu vi trên mặt đất màu đen kịt bùn đất đột nhiên hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài, Diệp Thần Phong cùng Thủy Tử Yên đám người dưới chân bùn đất cũng trong nháy mắt biến thành màu đen kịt. Những này màu đen kịt bùn đất hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra hơn 500 mét sau liền lại đình chỉ, trong không khí đột nhiên sinh ra từng đạo sóng năng lượng, tại màu đen kịt bùn đất biên giới tạo thành một cái kết giới, diệp thần phong đám người nhiễm nhiên là bị nhốt tại trong kết giới rồi. Tại kết giới hình thành trong nháy mắt, trong không khí lại truyền tới răng giác. Giang giác, giang giác, thanh âm. Ninh tuyết cùng một nhóm nhân hòa diệp thần phong một nhóm người, bọn hắn không hẹn mà cùng vi vi dừng lại ánh mắt hướng về phát ra âm thanh địa phương nhìn sang. Chỉ thấy đứng tại thạch môn hai bên hai cái thạch nhân, trên người bọn hắn xuất hiện từng cái từng cái vết nứt, thanh âm này hẳn là từ hai cái này thạch trên thân người phát ra. Âm, âm, hai tiếng. Theo, hai cái thạch trên thân người vết nứt càng ngày càng dày đặc, bọn hắn mặt ngoài một tầng hòn đá bạo liệt ra, trong lúc nhất thời cửa thành là đá vụn 4P, trong không khí tràn ngập cho bụi cùng bùn đất. Đợi đến cho bụi cùng bùn đất tản đi thời điểm, hai cái nhìn qua hơn 40 tuổi đàn ông trung niên tiến vào ở đây tầm mắt mọi người bên trong. Bên trái tên kia thân thể nam nhân cực kỳ to lớn cường tráng, giống như một đầu tức giận châu hoang bình thường tên của hắn gọi là quỷ phàm lực. Bên phải tên kia thân thể so sánh gầy yếu, nhưng trên mặt từ đầu tới cuối duy trì vẻ âm trầm nam nhân, tên của hắn gọi là phùng niệm huyết. Diệp Thần Phong đang nhìn đến này hai trung niên nam nhân sau đó con ngươi của hắn vi vi co rụt lại. Hắn biết này hai trung niên nam nhân liền là vừa vặn cái kia hai cái thạch nhân. Đây cũng chính là nói này hai trung niên nam nhân chính là viễn cổ huyết hồn tộc. Bọn hắn ở bề ngoài xem có vẻ như chỉ có hơn 40 tuổi, nhưng số tuổi thật sự nói ra chỉ sợ cũng dọa người rồi. Ở đây những người còn lại đang nhìn đến thạch nhân biến thành người sống, bọn hắn chỉ là hơi chút chấn kinh rồi một phen, bởi vì bọn họ cũng không biết viễn cổ huyết hồn tộc đoạn này bí ẩn. Huyết hồn tộc thức tỉnh rồi, đây chính là viễn cổ thời đại sơ kỳ huyết hồn tộc. Diệp Thần Phong trong đầu vang lên bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm. Giang Vận Thiên tiếp tục nói, tiểu tử, hai cái này huyết hồn tộc người hẳn là mới nhất thức tỉnh, tại trong thành trì khẳng định còn có còn lại huyết hồn tộc tồn tại, càng trước tiên thức tỉnh huyết hồn tộc nhân, khả năng thực lực cũng là yếu nhất xem ra huyết hồn tộc người tại phong ấn trong lúc, tuổi tác của bọn họ cũng lập tức đình chỉ tăng trưởng, bằng không bọn hắn không thể sống lâu như vậy, lại mà bị phong ấn vài chục vạn năm, sợ sợ thực lực của bọn họ rút lui rất nhiều, muốn khôi phục năm đó trạng thái đỉnh cao cũng không phải chuyện một sớm một chiều rồi. Tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên bóng đen người thanh âm thời điểm, hồi phục lại huyết hồn tộc quỷ phàm lực cùng phùng niệm huyết, bọn hắn ánh mắt của hai người như ngừng lại Ninh Tuyết Tùng cùng Diệp Thần Phong nhóm người trên thân, quỷ phàm lực bẻ bẻ cổ, từ cổ hắn trong khớp xương bên trong truyền ra vượt á. Vượt á, thanh âm, yết hầu khàn khàn nói ra, phùng niệm huyết, chúng ta bị phong ấn đã bao nhiêu năm. Sắc mặt âm trầm phùng niệm huyết, hắn hít sâu một hơi, nói ra, thiên tài nhớ rõ đây. Bất quá, có một chút có thể khẳng định là, chúng ta bị phong ấn rất lâu thật lâu rồi, tự do mùi vị thật là khiến người ta vui vẻ. Hình thể to lớn cường tráng vô cùng quỷ phàm lực, hắn cười nói, không nghĩ tới vừa vặn thức tỉnh, là có thể để cho ta gặp phải người sống, ta trước tiên lung lay lung lay gân cốt. Quỷ phàm lực bàn tay nắm thành quyền đầu, nhất cổ thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong khí thế, cực kỳ tấn mãnh từ trên người hắn tăng vọt mà lên, hắn cực kỳ khó chịu nói ra, thực lực dĩ nhiên rút lui đã đến loại trình độ này. Đáng chết chính đạo, mà đạo cùng yêu đạo, quỷ phàm lực nhíu chặt hai hàng chân mày lại, hai cái tráng kiện mạnh mẽ bắp đùi hung hăng đạp ở trên mặt đất, ầm. Một tiếng, mặt đất trong nháy mắt nát tan nước ra, mà quỷ phàm lực nhưng là hướng về Ninh Tuyết Tùng đám người vào tới, bởi vì Ninh Tuyết Tùng một nhóm người là cách hắn gần nhất. Ninh Tuyết Tùng, Ninh Tuyết Nghi, Vương Tiềm, Giang Mạc Thiên, Dương Sát Thiên Hòa Vương Mộc Lôi bọn hắn đang nhìn đến quỷ phàm lực không nói lời gì hướng về bọn hắn hướng sau đó đi tới. Bọn hắn cũng dồn dập tướng khí thế tăng lên tới cực hạn. Dưới cái nhìn của bọn họ thực lực của đối phương cũng chỉ có thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, bọn hắn nhiều người như vậy miễn cưỡng vẫn là có thể đối phó. Nhưng kết quả đây, quỷ phàm lực thân thể lăng không mà lên rồi, hai nắm đấm thượng nổi lên hào quang màu trắng, song quyền đột nhiên hướng về ninh tuyết tùng một nhóm người vung ra, lực phá thiên địa. Tại quỷ phàm lực phung ra song quyền thời điểm, không khí đều vặn vẹo lên, ở trong không khí tạo thành lần lượt do linh khí tạo thành vòng xoáy, những này vòng xoáy hung hăng đập vào ninh tuyết tùng nhóm người trên thân. Được vòng xoáy đập chúng ninh tuyết tùng đám người, trên người bọn hắn tuôn ra một đoàn một đoàn xương máu, thân thể nặng nề té lăn quay trên mặt đất, căn bản không có sức mạnh lại bỏ dậy. Chỉ là khu khu một chiêu, quỷ phàm lực liền đem ninh tuyết tùng các loại tất cả mọi người công kích mất đi sức chiến đấu, đây chính là viễn cổ huyết hồn tộc sức chiến đấu. Này cũng quá cường hãn một điểm chứ. Trường 1388, quá ngu xuẩn. Mất đi chiến đấu lực nằm ở trên mặt đất Ninh Tuyết Tùng cùng Dương Sát Thiên đám người, bọn hắn nhìn xem ung dung tự tại quỷ phàm lực, trong con người của bọn họ tràn ngập không dám tin tưởng cùng vẻ sợ hãi. Quỷ này phàm lực cũng chỉ có thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, mà trong bọn họ, Dương Sát Thiên hữu thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực, Vương Mộc Lôi cùng Vương Tiềm đều có thần niệm cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực, Ninh Tuyết Tùng lại có thần niệm cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực. Về phần Giang Mạc Thiên cũng có thần niệm cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Nếu như nói là một gã thần niệm cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, đem bọn hắn tất cả mọi người cho đập phát chết luôn, như vậy Ninh Tuyết Tùng bọn hắn vẫn có thể tiếp thu, nhưng một tên thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cao thủ liền đem bọn hắn lập tức cho toàn bộ miểu sát này làm cho ninh tuyết tùng đám người trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được rồi huyết tông dương sát thiên bộ ngực hắn là máu thịt be bét liền liền hô hấp cũng có thể cảm giác được từng đợt đâm nhói trong miệng hắn thở hổn hển hướng về quỷ phàm lực hỏi các ngươi là người nào thân thể to lớn cường tráng như châu hoang quỷ phàm lực hắn thở dài nói ra ai xem ra bây giờ vùng thế giới này người đã đem chúng ta huyết hồn tộc hoàn toàn quên mất a hát. Bất quá, ta nghĩ huyết tên hồn tộc không tốn thời gian dài liền sẽ một lần nữa vang vọng vùng thế giới này, chúng ta huyết hồn tộc nhân tài là này mảnh người thống trị thế giới. Huyết hồn tộc Ninh Tuyết Thùng cùng Dương Sát Thiên bọn người ở tại nghe được huyết hồn tộc ba chữ này thời điểm, bọn hắn đột nhiên nhớ tới tại vừa vặn trời long đất lở thời điểm, thật giống từ trên bầu trời truyền ra một giọng già nua, đạo kia thanh âm giả nua bên trong cũng nhắc tới huyết hồn tộc. Đáng tiếc là Ninh Tuyết Tùng đám người nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện màu đen thành trì sau, bọn hắn hoàn toàn đem chuyện nào ném ra sau đầu rồi, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn có được màu đen trong thành trì bảo tàng cùng cường giả truyền thừa. Mà Diệp Thần Phong cùng Thủy Tử Yên một nhóm người, Diệp Thần Phong đang nhìn đến quỷ phàm lực sức chiến đấu sau, trong lòng của hắn cũng là kinh ngạc không thôi, chiếu bóng đen người giang vận thiên cách nói trước hết hồi phục lại có thể là yếu nhất huyết hồn tộc nhân nhưng là liền yếu nhất huyết hồn tộc nhân cũng có bực này cường hãn sức chiến đấu đây tuyệt đối là có thể vượt cấp giết chết đối thủ thiên tài chẳng trách nói viễn cổ thời đại sơ kỳ chính là một cái óng ánh nhất thời đại xem ra bóng trắng nhân hòa bóng đen nhân chi trước cũng không phải đang nổ tại quỷ phàm lực đập phát chết luôn dương sát thiên đám người sau Diệp Thần Phong liền lập tức mang theo Thủy Tử Yên bọn hắn đi tới màu đen kịt bùn đất biên giới, hắn để Tô Băng xoáy đám người tăng lên khởi hết thảy thực lực. Một nổi công kích này bao phủ tại đen nhánh bùn đất biên giới kết giới. Ầm, uhm, một tiếng. Làm Diệp Thần Phong đám người tập hợp tất cả sức mạnh phát ra công kích sau, bao phủ tại đen nhánh bùn đất biên giới kết giới liền một tia gợn sóng đều không có nhấc lên, có thể nói Diệp Thần Phong sự công kích của bọn họ một chút tác dụng cũng không có đưa đến tiểu gia hỏa, không nên lãng phí sức mạnh. Kết giới này tối thiểu yếu luân hồi cảnh cao thủ mới có thể phá tan, người không cần lãng phí nữa khí lực. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Mà ở Diệp Thần Phong đám người oanh kích kết giới thời điểm, huyết hồn tộc quỷ phàm lực cùng phùng niệm huyết hai người này, ánh mắt của bọn họ lại tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Phùng niệm huyết liếc nhìn nằm trên mặt đất thượng căn bản không đứng lên nổi ninh tuyết tùng đám người, nói ra quỷ phàm lực, người ra tay cũng quá nặng đi một ít chứ. Chúng ta huyết hồn tộc lập tức muốn toàn bộ thức tỉnh rồi. Những người này giữ lại có tác dụng đây. Quỷ phàm lực thuận miệng nói ra, yên tâm đi, ta chỉ là nhẹ nhàng vung hai quyền mà thôi, những người này còn chưa chết. Tiếp lấy, quỷ phàm lực ánh mắt tại Thủy Tử Yên, tô băng xoáy cùng Thủy Mộng Hàm trên người quét mắt. Hắn cực kỳ thoải mái cười nói, phùng niệm huyết, ta đã thật lâu rất lâu không chạm qua nữ nhân a hát không nghĩ tới vừa tỉnh lại tại trước mặt chúng ta liền xuất hiện cực phẩm mỹ nữ ta nhưng trước phải không khách khí hưởng thụ lấy phùng niệm huyết vai vi vi run lên nhất cổ thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế từ trên người hắn phóng lên trời Hắn khó chịu nói ra, thực lực này quay ngược lại cũng quá bất hợp lý đi nha. Quả thực cho người nén giận quỷ phàm lực toàn bộ ánh mắt tập trung vào tô băng xoáy nhóm người trên thân rồi hắn hướng về phía diệp thần phong cùng lương tả ý quát lên ba người nữ nhân này là các ngươi đem nữ nhân của các ngươi cống hiến cho ta đi bên cạnh ta chả vừa vặn thiếu hai cái nô bộc hai người các ngươi có thể lưu ở bên cạnh ta làm con chó nghe vậy diệp thần phong cùng lương tả ý sắc mặt khẽ thay đổi mà thủy tử yên tô băng xoáy cùng thủy mộng hàm sắc mặt có vẻ hơi trắng bệch Diệp Thần Phong trong đầu lại vang lên bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm, tiểu tử, hai cái này huyết hồn tộc người, nếu như thực lực của bọn họ tại đỉnh phong thời kỳ lời nói, ta nhìn bọn họ một ánh mắt là có thể để cho các ngươi tất cả mọi người bảo thể mà chết. Diệp Thần Phong ngạo khí tận trong xương tủy khí có thể nói vô cùng mãnh liệt, yếu hắn Diệp Thần Phong thành vì những thứ khác người nô bộc. Đây quả thực là không thể nào, lần sau Thủy Tử Yên, Tô Băng Xoáy cùng Thủy Mộng Hàm là hắn bây giờ đồng bạn, hắn Diệp Thần Phong không phải là loại kia hy sinh đồng bạn đến bảo toàn tính mạng mình người. Ở một bên lương tả ý sắc mặt liên tục biến đổi thời điểm, Diệp Thần Phong đã hướng phía trước bước ra ba bước, bạch. Một tiếng, hắn trực tiếp đem trên lưng to lớn hắc huyền kiếm cho rút ra, trong ánh mắt là tràn đầy chiến ý, quát lên, huyết hồn tộc. Các người bất quá chỉ là viễn cổ thời đại sơ kỳ chó nhà có tang mà thôi, ta Diệp Thần Phong cũng không có cho chó nhà có tang làm nô bộc thói quen, coi như là thiên vương lão tử cũng không có tư cách để cho ta Diệp Thần Phong làm nô bộc, chớ nói chi là các ngươi. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong lương tả ý, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong trực tiếp kêu gào lên, thân thể của hắn đột nhiên một cái run rẩy mà tô băng xoáy, Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng hàm ba người nữ nhân này, mắt của các nàng trong con ngươi tránh qua một đạo dị thải. Theo các nàng đại đa số nam nhân tại gặp phải tình huống như vậy thời điểm, bình thường đều sẽ không chút do so dự đưa các nàng giao ra, mà Diệp Thần Phong nhưng không có, hắn có chính hắn ngạo khí, hắn có hắn tôn nghiêm của mình. Quỷ phàm lực cùng phùng niệm huyết khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, bọn hắn sắc mặt khẽ thay đổi, bóng người trực tiếp vượt qua ninh tuyết tùng đám người, đi tới Diệp Thần Phong trước mặt bọn họ, ánh mắt chính là hí hành hạ quan sát Diệp Thần Phong. Nằm dưới đất ninh tuyết tùng đám người là khắc sâu cảm nhận được quỷ phàm lực sức chiến đấu rồi, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong hiện tại hẳn là đem tô băng xoáy đám người giao ra, này mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng Diệp Thần Phong lại lựa chọn đứng ra đối kháng. Cho nên, tại Ninh Tuyết Tùng các loại trong mắt người, Diệp Thần Phong quả thực là ngu xuẩn đủ lợi hại. Duy nhất không cho là Diệp Thần Phong ngu xuẩn chỉ có Ninh Tuyết Ni mà thôi, bởi vì nàng cũng thân là một người phụ nữ. Người từ Ninh Tuyết Tùng đám người trong con ngươi nhìn ra đối Diệp Thần Phong lựa chọn khinh thường, này không để cho nàng do liên tưởng đến chính mình, nếu như là Ninh Tuyết Tùng cùng Dương sát thiên đám người lời nói, vì mạng sống, e sợ hội không chút do dự đem nàng giao ra. Trong lòng nghĩ như vậy, Ninh Tuyết Nhi đối diệp thần phong hận ý trong nháy mắt giảm thiếu rất nhiều. Tiểu tử này cho rằng hắn là người nào? Là hắn cái kia chút thực lực còn muốn đi ra xính anh hùng Giang Mạc Thiên tạm thời đã quên mình bây giờ tình cảnh Hắn chính là xem Diệp Thần Phong vô cùng không sảng khoái hắn hy vọng nhất nhìn đến chính là Diệp Thần Phong chết ở trước mặt hắn. Một cái ngu xuẩn đến cực điểm ngớ ngẩn mà thôi, Ninh Tuyết Tùng cũng xì mũi coi thường nói ra. Mà cầm trong tay hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, ánh mắt của hắn nhìn xem phía trước mặt cách hắn có xa 10 mét quỷ phàm lực cùng phùng niệm huyết, lấy hắn hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, muốn chiến thắng thần niệm cảnh tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên cao thủ, đây cơ hồ là không thể nào lần sau quỷ phàm lực cùng phùng niệm huyết cũng không phải bình thường thần niệm cảnh tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên cao thủ, bọn hắn nhưng là viễn cổ thời đại sơ kỳ cường giả. Diệp thần phong bàn tay phải nắm thật chặt hắc huyền kiếm chuôi kiếm, trong lòng suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, hắn đang suy tư kế tiếp kế sách ứng đối, hắn tại bất kỳ nguy hiểm thời điểm, hắn cũng không phải một cái yêu thích tuyệt vọng người. Quỷ phàm lực khinh thường liếc nhìn Diệp thần phong, nói ra, hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực bây giờ lại liền mặt hàng này cũng dám cùng chúng ta kêu gào. Ta thật có loại muốn đem thân thể của ngươi xé nát cảm giác, vùng thế giới này sớm muộn cũng sẽ chân chính thuộc về chúng ta huyết hồn tộc. Sắc mặt trước sau âm trầm phùng niệm huyết, hắn lãnh đạm nói, tiểu tử, ngươi hiểu rõ ta nhóm huyết hồn tộc. Lại dám thanh huyết hồn tộc bị dụ thành chó nhà có tang. Xem ra ngươi hiểu được không ít ma. Đã như vậy, chúng ta liền để ngươi hiểu rõ hiểu rõ huyết hồn tộc thực lực, người căn bản không có tại trước mặt chúng ta kêu gào tư cách, ta lại muốn cho ngươi ngắm nghĩa cẩn thận ai mới là chó nhà có tang. Chương 1389, bỏ niêm phong thanh viêm. Thủy Tử Yên, Thủy Mộng Hàm cùng Tô Băng xoáy ba người nữ nhân này, các nàng đều đến đứng Diệp Thần Phong bên cạnh, nhìn dáng dấp các nàng là muốn cùng Diệp Thần Phong đồng thời đối địch rồi, trên mặt là một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Về phần Lương Tả Ý đang nhìn đến Thủy Tử Yên đám người cử động sau, hắn cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ vượt trước hai bước, hiện tại hắn cùng Diệp Thần Phong ngồi ở cùng trên một cái thuyền, Diệp Thần Phong lại nắm giữ trong cơ thể hắn bản mệnh tinh huyết, nếu như Diệp Thần Phong bị giết chết lời nói, như vậy Lương Tả Ý cũng căn bản không có còn sống khả năng, hắn đột nhiên cảm giác vận mệnh của mình làm sao cứ như vậy khổ rồi đâu này. Đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt bọn họ xa 10 mét quỷ phàm lực cùng phùng niệm huyết hai người bọn họ đang nhìn đến Thủy Tử Yên đám người đứng ra sau đó trong đó phùng niệm huyết trên mặt hiện lên một vệt âm trầm nụ cười, trên người hắn nổi lên một trận sóng linh khí, ánh mắt lần lượt quét qua Thủy Tử Yên, Thủy Mộng Hàm, Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý. Hắc huyết dây leo, Thủy Tử Yên đám người đột nhiên cảm giác dưới mặt đất chuyển đến tế vi động tính, đợi đến bọn hắn muốn lập tức rời đi thân thể thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Chỉ thấy từ trong lòng đất thoát ra từng cây từng cây màu đen dây leo, những này dây leo trọn vẹn có người thành niên ngón tay thô, dây leo thượng trả che kín từng cây từng cây gai nhọn. Những này màu đen dây leo trong nháy mắt đem thủy tử yên các loại thân thể của con người cho quấn chặt lấy rồi, gai nhọn đâm vào thân thể bọn họ rất nhiều trong huyệt đạo rồi, này để bên trong cơ thể của bọn họ trong nháy mắt mất đi sức mạnh, đối diện với mấy cái này màu đen dây leo căn bản liền sức phản kháng cũng không có. Thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ phùng niệm huyết, Hắn lạnh lẽo nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, tiểu tử, ngươi sẽ vì chính mình vừa vặn ngông cuồng trả giá thật lớn, chúng ta sẽ ở đồng bạn của ngươi trước mặt, đem ngươi chậm rãi, từ từ dần vặt đến chết. Này màu đen dây leo chính là là một loại chiến kỹ, tên là Hắc huyết dây leo, thông qua đem linh khí đưa vào trong lòng đất, sau đó lại đem linh khí chuyển hóa thành dây leo hình dạng, dùng này có thể cho địch nhân một trở tay không kịp công kích làm màu đen dây leo thượng gai nhọn đâm vào thân thể nhiều cái trong huyệt đạo sau, hội lập tức khiến người ta mất đi sức mạnh, trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp tăng lên khởi trong cơ thể linh khí. Đồng dạng chiêu này cũng là phùng niệm huyết sở trường chiến kỹ. Được màu đen dây leo quấn chặt lấy thủy tử yên đám người, bọn hắn ra sức muốn tránh thoát, đáng tiếc tất cả những thứ này chỉ là uổng công vô ích mà thôi. Cầm trong tay hắc huyền kiếm diệp thần phong, hắn liếc nhìn được màu đen dây leo quấn chặt lấy thủy tử yên đám người, lông mày của hắn nhíu càng gia tăng hơn rồi, quỷ phàm lực tại thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, phùng niệm huyết tại thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Bây giờ Diệp Thần Phong muốn chiến thắng hai người kia, hắn chỉ có thể đem thanh viêm cho bỏ niêm phong rồi, dù sao thanh viêm bây giờ cường độ đã có thể đốt cháy từ thần niệm cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Chỉ khi nào đem bên trong đan điền thanh viêm bỏ niêm phong, hay là liền diệp thần phong chính mình cũng hội chịu không được thanh viêm nhiệt độ nóng bỏng tại diệp thần phong trong đầu ngắn ngủi suy nghĩ thời khắc thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong quỷ phàm lực hắn vượt trước một bước đối với bên cạnh phùng niệm huyết nói ra tiểu tử này liền để để ta giải quyết đi ta sẽ cho hắn biết chúng ta huyết hồn tộc lợi hại phùng niệm huyết khẽ gật đầu dưới cái nhìn của hắn diệp thần phong căn bản sẽ không là quỷ phàm lực đối thủ cho nên hắn cũng lười động thủ nói ra, đừng cho tiểu tử này quá dễ dàng chết rồi, thật tốt khiến hắn hưởng thụ một chút cái gì gọi là thống khổ tư vị. Hiểu rõ, thân thể to lớn cường tráng như châu hoang quỷ phàm lực, hắn đè lên ngón tay của chính mình, từ ngón tay hắn khớp xương bên trong không ngừng truyền ra vượt á. Vượt á, xương tiếng ma sát. Quỷ này phàm lực sau lưng mang theo một cái màu đen kịt cự đại phủ tử. Hắn đem màu đen búa lớn rút ra, nói ra ta đây thanh địa ngục ma phủ đã thật lâu rất lâu không có hưởng qua máu tươi hôm nay liền để cho ta tới cùng ngươi tốt nhất vui đùa một chút sau đó ngươi thì sẽ biết kỳ thực ngươi ngay cả một cái chó nhà có tang cũng không bằng rồi ta sẽ cho ngươi xin ta giết chết ngươi diệp thần phong con mắt chăm chú nhìn kỹ quỷ phàm lực thân thể hắn vào tới trước trong cơ thể cấp hai hàn băng kiếm ý hơi động chỉnh thanh hắc huyền kiếm trong nháy mắt được xương ngủ màu trắng cho bao trùm rồi hai tiếng rồng gầm từ hắc huyền kiếm bên trong truyền ra, Diệp Thần Phong đem hắc huyền kiếm đột nhiên hướng về quỷ phàm lực vung ra ngoài, long tường cửu thiên. Hai cái màu trắng cự long đột nhiên từ hắc huyền kiếm từ bật đi ra, điên cuồng hướng về quỷ phàm lực bay lượn tới, oanh. Một tiếng, trực tiếp đem quỷ phàm lực nhấn chìm ở trong đó. Phải trong tay cầm địa ngục ma phủ quỷ phàm lực, trên người hắn khí thế tăng vọt, bàn tay phải không ngừng cua múa màu đen búa lớn hai cái màu trắng cự long rất nhanh liền biến mất ở trong không khí mà quỷ phàm lực trên người không có chịu đến bất cứ thương tổn gì quỷ phàm lực cười lạnh nói tiểu tử không nghĩ tới ngươi trả lĩnh ngộ kiếm ý đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu ầm um, một tiếng vừa dứt lời quỷ phàm lực một chân đạp đất bóng người giống như quỷ mị xuất hiện tại diệp thần phong trước mặt trong tay màu đen búa lớn bay thẳng đến diệp thần phong bả vai trái chém đi xuống Quỷ phạm lực tốc độ quá nhanh rồi diệp thần phong căn bản phản ứng không kịp nữa lại đây bất quá cũng may diệp thần phong ý thức chiến đấu vô cùng cường hãn tay phải hắn bên trong hắc huyền kiếm không tự chủ được cản đi tới con một tiếng diệp thần phong trực tiếp được đẩy lui sáu bước nắm hắc huyền kiếm tay phải là một trận tê dại bàn tay phải bên trong nứt toác ra từng cái từng cái vết máu máu tươi từ trong bàn tay của hắn không ngừng tràn ra ngoài tiểu tử người ngược lại là thật sự có tài, người thật sự không phải bình thường hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Quỷ phàm lực không chút nào cho Diệp Thần Phong thở dốc cơ hội, trong lúc nói chuyện, thân ảnh của hắn lần nữa áp sát Diệp Thần Phong. Mà lần này Diệp Thần Phong đã có chuẩn bị, nhìn xem hướng chính mình chém tới màu đen búa lớn, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí điên cuồng trào vào hắc huyền kiếm bên trong, linh khí đang không ngừng chuyển hóa thành hắc huyền kiếm mũi kiếm. Diệp Thần Phong cũng đem Hắc Huyền Kiếm hướng về Quỷ Phạm Lực màu đen búa lớn quất tới. Chiêu kiếm này nhìn như vô cùng phổ thông, thế nhưng cho Quỷ Phạm Lực một loại làm sao cũng không tránh thoát cảm giác thật giống bên trong đất trời toàn bộ được Diệp Thần Phong chiêu kiếm này cho tràn ngập đầy Nhất Kiếm Phá Thiên Dưới. Com một tiếng Hắc Huyền Kiếm cùng màu đen búa lớn một lần nữa chạm đến, do linh khí chuyển hóa thành Hắc Huyền Kiếm mũi kiếm một mạch trào vào búa lớn bên trong sau đó thông qua búa lớn lại trào vào quỷ phàm lực cánh tay phải bên trong này làm cho quỷ phàm lực thay đổi sắc mặt dưới chân hắn bước chân đột nhiên lui về phía sau bát bộ hắn cảm giác tay phải của mình cánh tay có loại căng đau cảm giác dường như muốn bạo bình thường hắn lập tức đem trong cơ thể linh khí chuyển đến trên cánh tay phải nỗ lực muốn hóa giải này cỗ mũi kiếm âm um, một tiếng quỷ phàm lực cánh tay phải không có triệt để bạo chỉ là của hắn trên cánh tay phải nổ tung suốt vô số đầu vết máu, tiên huyết liên tục theo cánh tay của hắn trơn trượt rơi trên mặt đất, cảm thụ trên cánh tay phải đau đớn, quỷ phàm lực trên mặt phong đạm vân khinh biểu lộ biến mất rồi, thay vào đó là một vệt dữ tợn, hắn vừa vặn suýt chút nữa tại lật thuyền trong mương. Một bên phùng niệm huyết hắn tại thấy cảnh này sau, hắn thu hồi xem trò vui tâm thái, lập tức hỏi quỷ phàm lực, chuyện gì thế này? Cầm trong tay địa ngục ma phủ quỷ phàm lực, hắn nói ra, vừa nãy tiểu tử này thi triển kiếm chiêu, hẳn là hạ vô cực tuyệt học trọng kiếm vô phong bên trong thức thứ nhất, năm đó hạ vô cực nhưng là giết chúng ta không ít huyết hồn tộc nhân. Nói như vậy tiểu tử này là hạ vô cực truyền nhân. Vậy ta cũng không thể ở một bên xem cuộc vui rồi, bất quá, đối phó loại tiểu nhân vật này, chúng ta căn bản không dùng tới khiến dùng vũ khí cùng chiến kỹ, ta muốn từng quyền từng quyền đem tiểu tử này cho nện thành thịt băm. Phùng niệm huyết cũng tinh thần tỉnh táo, thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế, đột nhiên từ trên người hắn tăng vọt mà thôi. Quỷ phàm lực trực tiếp đem màu đen búa lớn ném vào trên mặt đất, âm thanh khàn giọng nói, đúng, chúng ta yếu từng quyền từng quyền đập chết hắn. Đem búa lớn ném xuống đất quỷ phàm lực, tốc độ của hắn trở nên càng tăng nhanh hơn rồi, có thể nói hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại diệp thần phong trước mặt. Tại Diệp Thần Phong trả chưa kịp phản ứng thời khắc, quả đấm của hắn đã đập vào Diệp Thần Phong trên bụng rồi. Ầm, um, một tiếng. Diệp Thần Phong thân thể bay ngược ra ngoài, oa, một tiếng, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Hắc Huyền kiếm cũng rời tay cắm vào một bên trong lòng đất. Diệp Thần Phong bây giờ sức chiến đấu cùng tốc độ đều còn kém rất rất xa quỷ phạm lực cùng phùng niệm huyết, tiếp tục như vậy hắn chỉ có một con đường chết, ngay vào lúc này trong đầu hắn vang lên bóng trắng người ngô phong rỗi rảnh thanh âm, tiểu gia hỏa bây giờ ngươi chỉ có duy nhất một cái biện pháp rồi, cái kia chính là bỏ niêm phong thanh viêm, hay là bỏ niêm phong thanh viêm, ngươi toàn thân gân mạch sẽ bị đốt cháy rồi, nhưng mà nếu như không giải phong thanh viêm, ngươi lập tức liền sẽ chết tại đây hai cái huyết hồn tộc nhân trong tay. chương 1390, đây là các người buộc ta. Âm, um, sang giác, sang giác, sang giác tại quỷ phàm lực một quyền đem Diệp Thần Phong đánh bay ra ngoài sau đó phùng niệm huyết thân ảnh lại xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, hắn trực tiếp một cước đá vào Diệp Thần Phong trên ngực, làm cho Diệp Thần Phong ngực xương đứt gãy vải gốc, bên khóe miệng thượng là không ngừng tràn ra tiên huyết đến. Được màu đen dây leo quấn chặt lấy thân thể thủy mộng hàm, người trong cổ họng điên cuồng quát, Diệp Đại Ca, Diệp Đại Ca. Thủy tử yên cùng tô băng xoáy trên mặt cũng dồn dập hiện lên vẻ lo âu, hai người bọn họ đôi mắt đẹp bên trong được lửa giận cho lấp đầy. Về phần lương tả ý cũng là mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nguyên bản Diệp Thần Phong chết sống cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, nhưng hắn một giọt bản mệnh tinh huyết tại Diệp Thần Phong trong cơ thể, giờ khắc này, Diệp Thần Phong sống chết cùng hắn liên hệ chặt chẽ lại với nhau. Cách đó không xa nằm ở trên mặt đất ninh tuyết tùng đám người, bọn hắn vừa vặn nhìn thấy Diệp Thần Phong tổn thương quỷ phàm lực, Điều này thực để cho bọn họ kinh ngạc một chút, mà bây giờ lại nhìn thấy Diệp Thần Phong tại Quỷ Phàm Lực cùng Phùng Niệm Huyết trước mặt không còn sức đánh trả, trên mặt bọn họ trào phúng cùng thần sắc khinh thường càng ngày càng nồng đậm. Tuy rằng Ninh Tuyết thùng bọn họ là được Quỷ Phàm Lực đánh ngã, nhưng là trong lòng bọn họ càng thêm không sảng khoái Diệp Thần Phong, bọn hắn hy vọng nhìn thấy Diệp Thần Phong chết ở trước mặt mình, bọn hắn hy vọng nhìn thấy Diệp Thần Phong được Quỷ Phàm Lực cùng Phùng Niệm Huyết từng quyền từng quyền nện thành thịt nát. Âm minh tông giang mạc thiên, khóe miệng hắn chảy ra từng tia từng tia tiên huyết, nói ra ta xem hai người kia sẽ không dễ dàng giết chết chúng ta, chúng ta sau đó chỉ cần đối với bọn họ chịu thua, đồng thời thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, chúng ta hẳn có thể bảo vệ một cái mạng. Trong khi nói chuyện, giang mạc thiên ánh mắt không khỏi nhìn một chút ninh tuyết ni, này ninh tuyết ni dáng dấp cũng không kém, chỉ cần bọn hắn thuận theo đem ninh tuyết ni giao cho quỷ phàm lực cùng phùng niệm huyết là được rồi. Tại Giang Mạc Thiên ánh mắt nhìn về phía Ninh Tuyết Ni thời điểm, huyết tông dương sát thiên hòa vương mộc lôi, âm minh tông vương tiềm, liền ngay cả hàn băng tông Ninh Tuyết Tùng, ánh mắt của những người này dồn dập nhìn hướng Ninh Tuyết Ni trong con người của bọn họ tràn đầy lãnh huyết vẻ. Ninh Tuyết Ni sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh, trên mặt nàng tràn ngập vẻ tuyệt vọng, trong nháy mắt này, trong lòng nàng đối diệp thần phong hận ý vô ảnh vô tung biến mất rồi. Dưới cái nhìn của nàng Diệp Thần Phong là một cái nam nhân có tình có nghĩa, mà Ninh Tuyết Tùng đám người chỉ là khoác chính nhân quân tử vỏ ngoài tiểu nhân mà thôi. Ninh Tuyết Tùng không để ý chút nào Ninh Tuyết Ni biểu tình biến hóa, thanh âm hắn có phần hư nhược nói ra, tiểu tử kia chính là cái ngu xuẩn ngớ ngẩn, chúng ta cũng sẽ không giống tiểu tử kia như thế ngu xuẩn. Giang Mạc Thiên gật đầu cười lạnh nói, đáng tiếc là không thể đủ tự tay giết tiểu tử kia. Chúng ta nên ngẫm lại sau đó kế sách ứng đối rồi, tuyệt đối không thể chọc hai người kia tức giận rồi. Tại Ninh Tuyết Tùng đám người nói chuyện giữa, được phùng nghiệm huyết đá gãy ngực đầu khớp xương Diệp Thần Phong, trong đầu hắn bóng trắng thanh âm của người không có gián đoạn qua, tiểu gia hỏa, người bên trong đan điền vạn năm băng tuyết liên hoa, có thể ở một mức độ nào đó áp chế thanh viêm nhiệt độ. Bất quá, nếu như ngươi để vạn năm băng tuyết liên hoa áp chế thanh viêm lời nói, như vậy thanh viêm liền bày ra không ra nguyên bản uy lực. Cho nên, ngươi chỉ có thể làm cho vạn năm băng tuyết liên hoa bảo vệ tâm mạch của ngươi, như vậy liền bảo đảm ngươi sẽ không được thanh viêm cho đốt cháy chết rồi. Thân thể to lớn cường tráng như châu hoang quỷ phàm lực, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong lung la lung lay từ mặt đất đứng lên sau, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa ở Diệp Thần Phong trước mặt. Hắn trực tiếp đem Diệp Thần Phong thân thể dở lên, một quyền lại đánh vào Diệp Thần Phong trên bụng, Diệp Thần Phong trên bụng tuôn ra một đám mưa máu, thân thể của hắn hướng về giữa không trung bay đi tới. Ầm, uhm, một tiếng không bao lâu thời gian, Diệp Thần Phong thân thể liền từ giữa không chung, trong giây lát rơi xuống đất bên trên, trong miệng hắn là không ngừng tuôn ra tiên huyết đến, được màu đen dây leo quấn chặt lấy thủy tử yên đám người. Bọn hắn đã không đành lòng đến xem Diệp Thần Phong rồi, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong căn bản cũng không phải là quỷ phàm lực cùng phùng niệm huyết đối thủ, còn tiếp tục như vậy Diệp Thần Phong chỉ có chết thảm tại quỷ phàm lực cùng phùng niệm huyết trong tay rồi. Thủy mộng hàm nha đầu này hốc mắt trong đã sớm là che kín sương mù, nước mắt không ngừng từ viền mắt của nàng chảy ra, trong miệng nàng nghẹn ngào hô các ngươi dừng tay, các ngươi dừng tay cho ta. Thủy tử yên đôi mắt đẹp cũng là đỏ chót một mảnh, người hàm răng cắn môi. Liều mạng muốn muốn tăng lên khởi trong cơ thể linh khí, nhưng trong cơ thể nàng linh khí không có phản ứng chút nào. Vạn nguyệt các tô băng xoáy, của nàng hai cái mày liếu cũng là nhíu thật chặt, trái tim của nàng là từng đợt đâm nhói. Đây là người từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất vì một người đàn ông đau lòng. Mà lương tả ý trong miệng là nhiều lần lẩm bẩm, người không thể chết a hát. Người ngàn vạn không thể chết a hát, lương tả ý bây giờ tính mạng nhưng là cùng diệp thần phong móc nối lắm. Từ giữa không trung rơi xuống mặt đất diệp thần phong, hắn cảm giác mình cả người xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, ngực gãy vỡ xương là từng đợt đau đớn, bên trong thân thể là huyết khí dâng lên. Diệp thần phong chật vật từ trên mặt đất đứng lên, khóe miệng dính đầy vết máu, quần áo trên người cũng biến thành rách tả tơi được rồi, thân thể hơi có chút huốn lượn, bất quá, hắn trong con người chiến ý trở nên càng thêm minh mông, khóe miệng buộc vòng quanh một vệt uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Diệp thần phong ý thức cảm ứng bên trong đan điền vạn năm băng tuyết liên hoa, này vạn năm băng tuyết liên hoa cảm thấy diệp thần phong ý tứ, một trận lạnh lẽo hàn khí trong nháy mắt che ở diệp thần phong tâm mạch. Tại vạn năm băng tuyết liên hoa hàn khí che ở diệp thần phong tâm mạch sau đó diệp thần phong ý thức lại lần thứ hai chuyển đến bị phong ấn thanh viêm trên người. Giờ khắc này, tại diệp thần phong bên trong đan điền thiêu đốt thanh viêm không có một chút nào nhiệt độ. Diệp thần phong ý thức hơi động, thanh viêm trên người phong ấn nhất thời mở ra, cực hạn nhiệt độ nhất thời tại diệp thần phong bên trong đan điền khuếch tán ra, để Diệp Thần Phong đan điền có loại yếu bị thiêu đốt nổ tung cảm giác. Diệp Thần Phong ý thức không ngừng điều khiển thanh viêm, này thanh viêm từ bên trong đan điền trốn ra, không ngừng thông qua từng cái từng cái gân mạch, tại nhanh tuôn hướng Diệp Thần Phong bàn tay phải. Phàm là được thanh viêm trải qua gân mạch, trong nháy mắt được đốt cháy vô cùng thê thảm, đau đớn kịch liệt trải rộng Diệp Thần Phong toàn thân. Diệp Thần Phong trong miệng cắn răng thật chặt răng, tiên huyết không ngừng từ miệng hắn bên trong tràn ra tới, hai con mắt của hắn bên trong là hoàn toàn đỏ đậm. Ồ, một tiếng. Một đóa ngọn lửa màu xanh sấm xuất hiện tại Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trên, bởi Diệp Thần Phong bàn tay phải là đúng chuẩn của mình, ở đây ai cũng không có xuất hiện trong bàn tay hắn biến hóa. Thanh viêm chính là tại Diệp Thần Phong bên trong thân thể hình thành, tương đối với những người khác mà nói, hắn càng có thể thừa nhận được thanh viêm nhiệt độ. Quỷ phàm lực đang nhìn đến Diệp Thần Phong lại đứng lên, hắn xoa tay nói ra, ha ha ha, tiểu tử, sức sống của ngươi vẫn đúng là đủ ngoan cường, ta phi thường yêu thích. Quỷ phàm lực trên người thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong khí thế không ngừng phun trào, hai nắm đấm hoàn toàn bị linh khí nồng nặc cho bao trùm rồi, hắn dường như mãnh hổ hạ sơn bình thường bóng người lần nữa hướng về diệp thần phong nhào tới, nắm tay phải hướng về diệp thần phong đầu đập xuống. Cách đó không xa nằm ở trên mặt đất ninh tuyết tùng đám người, bọn hắn rõ ràng cảm thấy quỷ phàm lực một quyền này bên trong sức mạnh, Giang Mạc Thiên lạnh nói tiểu tử này lúc này là chắc chắn phải chết rồi. Này ngu xuẩn ngớ ngẩn là chết chưa hết tội, Ninh Tuyết Tùng cắn răng nói ra, mà bị màu đen dây leo quấn chặt lấy thủy tử yên đám người, bọn hắn trong nháy mắt nín thở, bọn hắn sợ sệt một giây sau diệp thần phong đầu đã bị quỷ phàm lực cho đánh bể. Vù vù, vù vù, quỷ phàm lực quả đấm ở trong không khí truyền ra thanh âm chói tai, mắt thấy quả đấm của hắn sắp đập trúng Diệp Thần Phong đầu. Trước sau cúi đầu Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn hoàn toàn đỏ đậm con ngươi để quỷ phàm lực là một trận khó chịu. Diệp Thần Phong bàn tay phải nhanh dơ lên, trực tiếp chặn lại rồi quỷ phàm lực quả đấm, nhưng quỷ phàm lực lại xem thường quát lên, tiểu tử, người cánh tay này cho ta đoạn, cho ta đoạn, cho quỷ phàm lực thanh âm đột nhiên im bặt đi, trên mặt hắn còn đến không kịp làm ra vẻ mặt sợ hãi, oanh. Một tiếng, từ tay phải của hắn cánh tay bắt đầu, cả người hắn tại mấy giây bên trong trong nháy mắt biến thành cho tàn. Diệp thần phong trong tay phải thanh viêm không để cho bất luận người nào nhìn thấy, ánh mắt của hắn rời đi hướng về phía phùng niệm huyết, tiếng nói của hắn lạnh lẽo vô tình nói ra, đây là các người buộc ta, xuất hiện tại các người đều hài lòng chưa? Diệp thần phong thân ảnh hướng về phùng niệm huyết phò tới, trong cơ thể hắn gân mạch đốt cháy đau đớn cực kỳ, hắn kiên trì không được bao lâu, hắn nhất định muốn lập tức giết phùng niệm huyết. Mà ở quỷ phàm lực không giải thích được hóa thành cho tàn sau. Ở đây bầu không khí trong nháy mắt động lại. chương 1391, cửa đá mở ra, triệt để thức tình. Được màu đen dây leo quấn chặt lấy thủy tử yên đám người, bọn hắn nhìn thấy quỷ phàm lực trong nháy mắt hóa thành cho tàn sau đó bọn hắn tại sửng suốt hai giây đồng hồ sau, trên mặt bỗng nhiên bắn ra vui sướng cùng thần sắc hưng phấn, bọn hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Thần Phong ở tình huống như vậy vẫn có thể xoay chuyển cục diệt, phải biết Diệp Thần Phong mới hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, mà quỷ phàm lực lại có thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, huống hồ quỷ phàm lực còn không phải phổ thông thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Cùng Diệp Thần Phong tính mạng móc nối lương tả ý, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong cũng không hề có chuyện, trái lại là quỷ phàm lực không giải thích được biến thành cho tàn sau đó trong miệng hắn là nặng nề thở ra một hơi, hắn quần áo trên người đã hoàn toàn được mồ hôi cho thấm ướt. Về phần cách đó không xa nằm ở trên mặt đất ninh viết thùng đám người, bọn hắn nguyên bản trên mặt khinh thường cùng cười gần cứng ngắc ở, bọn hắn dùng sức chừng mắt nhìn, bọn hắn không tin mình nhìn đến là sự thực. Diệp Thần Phong lại có thể đem quỷ phàm lực giải quyết xong. Hơn nữa còn là lấy như thế thẳng thắn dứt khoát phương thức. Nửa bên mặt gò má triệt để hủy dung ninh tuyết tùng, hắn không ngừng lắc đầu, nói ra, không thể, đây tuyệt đối không thể, này ngớ ngẩn tiểu tử chỉ có vẻn vẹn hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, hắn không thể giết thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Âm minh tông giang mạc thiên sắc mặt của hắn là một mảnh trắng xanh, lúc trước Diệp Thần Phong còn tại thế tục giới thời điểm, hắn chính là vẫn cho rằng Diệp Thần Phong là chỉ run dế, là một con hắn tiện tay có thể bóp chết run dế, là một con vĩnh viễn cũng không cách nào đến địa huyền giới run dế. Thế nhưng, Diệp Thần Phong lại một lần lại một lần lật đổ Giang Mạc Thiên ý nghĩ, thanh Giang Mạc Thiên nội tâm tự tin là đã kích phá thành mảnh nhỏ. Hiện thực tàn khốc nói cho Giang Mạc Thiên, hắn tại Diệp Thần Phong trước mặt mới là một con từ đầu đến đuôi run dế nằm trên đất, khóe miệng tràn ra tiên huyết Giang Mạc Thiên. Hắn gần xanh trên trán nổi lên, điên cuồng quát, ta Giang Mạc Thiên làm sao có thể sẽ bại bởi hạ đẳng vị diện run dế. Ta Giang Mạc Thiên không thể nào biết bại bởi hạ đẳng vị diện run dế. Âm minh tông vương tiềm, sắc mặt của hắn cũng là biến hóa không ngừng, hắn vừa vặn còn khinh thường mà nói qua, Diệp Thần Phong chỉ là một cái hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tiểu tử mà thôi, nhưng hiện thực lại cho hắn một cái hung hăng bạt tai, để bộ ngực hắn là một trận khó chịu. Huyết Tông Dương sát thiên hòa vương mộc lôi hai người này. Trong lòng bọn họ là một trận nghĩ mà sợ, trên gương mặt là che kín rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh, lúc trước bọn hắn tại trên núi cao. Nhưng là suýt chút nữa cùng Diệp thần phong đám người động thủ, liền ngay cả thần niệm cảnh tam trọng thiên đỉnh phong quỷ phàm lực trong tay Diệp thần phong cũng biến thành cho tàn, nếu như Dương Sát Thiên Hòa Vương Mộc Lôi lúc trước động thủ thật rồi, chỉ sợ bọn họ hiện tại cần phải cũng sớm liền biến thành cho bụi chứ. Hai người bọn họ trong lòng không khỏi là một trận may mắn, trên mặt đối với Diệp Thần Phong trào phúng đã sớm biến mất không còn chút nào. Về phần ninh tuyết ni nha đầu này, người đối Diệp Thần Phong hận ý hoàn toàn biến mất rồi sau. Người đang nhìn đến Diệp Thần Phong giải quyết xong quỷ phàm lực sau, của nàng một đôi mắt đẹp bên trong tránh qua một vệt dị thải. Tại tất cả mọi người rơi vào trong khiếp sợ thời điểm, Diệp Thần Phong thân ảnh đã lại áp sát Phùng Niệm Huyết, mà Phùng Niệm Huyết trên mặt biểu lộ có phần ngây người, xem ra hắn cũng là được tình cảnh vừa nãy cho ngạc nhiên đã đến. Trong tay phải thiêu đốt một đóa ngọn lửa màu xanh sấm Diệp Thần Phong, hắn cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch, gân mạch cùng xương phảng phất toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, loại này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cảm giác đau đớn, để trên mặt hắn biểu lộ đều có vẻ hơi dữ tợn lên nằm ở ngắn ngồi ngây người bên trong phùng niệm huyết, hắn đang nhìn đến Diệp thần phong áp sát sau đó hắn sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn đã tới không kịp tránh mở ra, hắn cũng không biết vừa vặn Diệp thần phong thi triển chiêu thức gì. Đối với loại này không biết, này làm cho phùng niệm huyết trong lòng sinh ra sợ hãi. Phùng niệm huyết trong cơ thể thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế không ngừng tăng vọt, hắn miệng quát, tiểu tử, ngươi lập tức dừng tay cho ta chúng ta huyết hồn tộc lập tức liền yếu toàn bộ thức tỉnh rồi, người bây giờ ngừng tay vẫn tới kịp, bằng không ngươi nhất định sẽ chết không chỗ chôn mà. Hai con mắt hoàn toàn đỏ đậm, biểu lộ thập phần giữ tận diệp thần phong, khóe miệng hắn xẹt qua một nụ cười gần, bên trong thân thể thiêu đốt đau nhức, khiến hắn muốn phát tiết, khiến hắn muốn đem này cỗ đau nhức hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Diệp thần phong đã giết một tên huyết hồn tộc người rồi, nhiều thêm giết một người có khác biệt gì sao? thân ảnh của hắn cũng không có đình chỉ xu thế, trong miệng nói ra, ta đã sớm nói các ngươi huyết hồn tộc là chó nhà có tang rồi, sớm tại viễn cổ thời đại các ngươi nên yếu biến mất rồi. Phùng niệm huyết thấy Diệp Thần Phong cũng không nghe lời từ hắn, mà Diệp Thần Phong bàn tay phải cũng hướng về hắn đập đi qua, Diệp Thần Phong đem thanh viêm ẩn giấu ở trong bàn tay rồi, từ ở bề ngoài cũng nhìn không ra Diệp Thần Phong một trưởng này có cái gì đặc biệt. Phùng niệm huyết cũng không lo được suy nghĩ nhiều như vậy, Hắn quát lên: "Tiểu tử, ta liền không tin vào ma quỷ, ta có thần niệm cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực, chẳng lẽ còn biết sợ ngươi này hợp biển cảnh ngũ trọng thiên thực lực người sao?" Phùng niệm huyết hắn cũng đột nhiên vung ra tay phải của mình bàn tay, từ trong lòng bàn tay của hắn không ngừng có linh khí phun trào đi ra, nhưng mà, tại Phùng niệm huyết thủ trưởng cùng Diệp thần phong thủ trưởng yếu chạm vào nháy mắt, thanh viêm đột nhiên từ Diệp thần phong trong lòng bàn tay trốn ra nhiệt độ nóng bỏng để phùng niệm huyết thầm nghĩ không tốt mà khi hắn yếu rút tay của mình về trường lúc diệp thần phong trong bàn tay thanh viêm đã chạm vào phùng niệm huyết bàn tay phải rồi thanh viêm trực tiếp xâm nhập phùng niệm huyết cánh tay bên trong từ phùng niệm huyết cánh tay phải bắt đầu đầu của hắn thân thể vân vân ở trong không khí nhanh chóng biến thành cho tàn toàn bộ quá trình trong hắn liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra tại phùng niệm huyết triệt để biến thành cho tàn sau đó thanh viêm ở những người khác đều không có chú ý tới dưới tình huống, nó lần nữa về tới Diệp Thần Phong trong cơ thể. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong trong cơ thể rất nhiều gân mạch đều bị đốt cháy không ra dáng tử rồi, tại phùng niệm huyết bị giết chết rồi sau đó bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh lại dạy cho Diệp Thần một loại ở trong người phong ấn thanh viêm phương pháp xử lý, Diệp Thần Phong đem thanh viêm dẫn về bên trong đan điền sau đó hắn là nhanh chóng đem thanh viêm lần nữa phong ấn lên. Tại đem thanh viêm phong ấn sau đó Diệp Thần Phong trong cơ thể thiêu đốt cảm giác mới từ từ biến mất rồi, cũng may tâm mạch của hắn một mực được vạn năm băng tuyết liên hoa hàn khí cho che ở, bằng không lấy vừa vặn tình huống, tâm mạch của hắn cũng rất có thể sẽ bị hao tổn. Bất quá, cho dù như thế, Diệp Thần Phong trong cơ thể cũng là một mảnh gai gâu, hắn đi lại tập tính đi tới cắm trên mặt đất bên trong hắc huyền kiếm bên lấy hắc huyền kiếm đến chống đỡ lấy thân thể của hắn bằng không chỉ sợ hắn còn thật sự đứng không yên mà ở phùng niệm huyết sau khi chết quấn chặt lấy thủy tử yên đám người màu đen dây leo cũng đã biến mất dù sao một chiêu này chính là phùng niệm huyết thi triển ra về phần cách đó không xa nằm ở trên mặt đất ninh viết tùng đám người bọn hắn đang nhìn đến phùng niệm huyết cũng bị đốt cháy thành cho bụi sau đó bọn hắn sớm đã là không biết làm sao rồi, từng cái trong lòng là phiên giang đảo hải. Dùng hắc huyền kiếm chống đỡ lấy thân thể Diệp Thần Phong, trong miệng hắn hơi có chút thở hổn hển thế nhưng, thật giống lên trời chính là không cho hắn thở dốc cơ hội. Oanh, một tiếng, màu đen trong thành chỉ đột nhiên hung khí tăng mạnh, nồng nặc hung khí không ngừng từ trong thành chỉ tràn ra đi ra, thật giống vùng thế giới này đều phải bị hung khí cho lấp đầy như thế. Két, 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 két. Màu đen thành trì hai cánh cửa đá phát ra thanh âm rất nhỏ, cái này hai phiến cửa đá dĩ nhiên đang chậm rãi từng điểm từng điểm mở ra. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh thanh âm trở nên ngưng trọng lên, nói ra tiểu gia hỏa, thật đúng là một làn sóng mới vừa bình, một làn sóng lại lên, xem ra này màu đen trong thành trì viễn cổ huyết hồn tộc cũng toàn bộ thức tỉnh rồi, lúc này đúng là khó giải quyết. Thân thể của ngươi không cách nào nữa chịu đựng lần thứ hai bỏ niêm phong sau thanh viêm rồi, lần sau này màu đen trong thành chỉ viễn cổ huyết hồn tộc, e là cho dù sử dụng tới thanh viêm cũng không đối phó được được rồi. Diệp thần phong trong đầu quanh quẩn bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh thanh âm, hai tay là nắm thật chặt cắm trên mặt đất bên trong hắc huyền kiếm chuôi kiếm, trong miệng là cắn chặt hàm răng, lấy hắn tình huống bây giờ tới nói, đừng nói là chiến đấu, hắn liền bước đi đều cơ hồ thành vấn đề rồi. Mà ở chàng những người khác đang nhìn đến thạch cửa tự động mở ra sau đó bọn hắn từng cái cũng không nhịn trợn to hai mắt, có vừa vặn quỷ phàm lực cùng phùng niệm huyết biến cố sau đó bọn hắn nhưng cũng không cho là chỗ này màu đen thành trì vẫn là một cái tràn ngập bảo tàng cùng cường giả truyền thừa địa phương. Tại ánh mắt của mọi người đều tập trung ở hai cánh to lớn mà lại dày nặng trên cửa đá sau, cũng không lâu lắm, cái này hai phiến cửa đá liền hoàn toàn mở ra, cửa đá sau lưng cảnh tượng là rõ ràng ánh vào ở đây tầm mắt mọi người bên trong. Chương 1392, ta có biện pháp. Âm phong miên cuồng gào thét. Lệ khí bao phủ, tại màu đen thành trì hai cánh to lớn thạch môn mở ra trong nháy mắt, sắc trời trở nên càng thêm u ám rồi, không khí chung quanh vậy đột nhiên giữa cải biến, cho người một loại phảng phất đến tới địa ngục cảm giác. Lấy Hắc Huyền kiếm đến chống đỡ lấy thân thể Diệp Thần Phong, hắn là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm mở ra cửa đá, chỉ thấy hai cái lão đầu, một người trung niên nam nhân cùng một người thanh niên đi ra, đương nhiên bốn người này nhất định là thức tỉnh đâu huyết hồn tộc nhân, cho nên bọn hắn số tuổi thật sự e sợ nói ra đều dọa người rồi. Cầm đầu là một người trung niên nam nhân, trên mặt hắn hiện lên nghiêm túc biểu lộ, trên người mơ hồ nhấp nhô sát ý, tuy rằng hắn đang cực lực áp chế nhưng hắn vẫn là không cách nào đem này cỗ sát ý hoàn toàn áp chế xuống. Hắn căn bản không có để ý tới Diệp Thần Phong đám người ý tứ, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bao nhiêu vạn năm. Chúng ta huyết hồn tộc cuối cùng cũng coi như lại lại thấy ánh mặt trời rồi. Tên này đàn ông trung niên tên là Huyết Lịch Dương, một thân thực lực tải tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Đứng tại đàn ông trung niên bên cạnh thanh niên, trên mặt hắn là kiêu căng khó thuần vẻ mặt, trên người không ngừng tản ra nồng nặc oán khí, hắn chính là huyết lịch dương nhi tử huyết ngạo, một thân thực lực tại tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Huyết ngạo bàn tay chăm chú nắm thành quyền đầu, quát lên, vùng thế giới này nguyên bản nên là như vậy thuộc về chúng ta huyết hồn tộc, chúng ta huyết hồn tộc muốn giết sạch hết thảy chính đạo, mà đạo cùng yêu đạo người. Về phần đi theo huyết lịch dương cùng huyết ngạo sau lưng hai cái lão đầu, thực lực của bọn họ đều tải tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Hai cái này lão đầu dáng dấp cùng vừa vặn chết đi quỷ phàm lực cùng phùng niệm huyết có phần tương tự, không sai. Hai cái này lão đầu chính là quỷ phàm lực cùng phùng niệm huyết phụ thân, bọn hắn phân biệt gọi là quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu. Quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu không hẹn mà cùng hít lấy mũi, hai người bọn họ lông mày chăm chú nhíu lại. Quỷ hùng thiên nói ra, trong không khí con của ta tử quỷ phàm lực mùi, tại máu của chúng ta hồn thành bị phong ấn thời điểm, con trai của ta hẳn là liền bị phong ấn ở thành này bên ngoài. Quỷ hùng thiên trong miệng huyết hồn thành làm lại chính là tòa này màu đen thành trì rồi, tại quỷ hùng thiên tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, phùng lãnh diệu cũng mở miệng, trong không khí cũng con của ta tử phùng niệm huyết mùi, lúc trước con trai của ta cũng có thể bị phong ấn ở ngoài thành, xuất hiện ở trong không khí chỉ để lại con trai của ta mùi. Nói như vậy con trai của ta vừa vặn bị người giết chết rồi. Trong khi nói chuyện, Quỷ Hùng Thiên Hòa Phùng Lãnh Diệu ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong các loại cả đám, bọn hắn mới vừa vặn một lần nữa thu được tự do. Bị phong ấn nhiều năm như vậy, trong lòng bọn họ hung khí cùng oán khí nồng nặc làm, nhưng này lại lập tức đã được biết đến con trai mình tin qua đời, này làm cho Quỷ Hùng Thiên Hòa Phùng Lãnh Diệu làm sao có thể chịu được. .vn các ngươi những này con dẹp các ngươi lại dám giết con trai của ta? Ta các ngươi phải cho con trai của ta đi chôn cùng." Quỷ Hùng Thiên quát khàn cả giọng. Phùng Lãnh Diệu trên người cũng là tạo hóa cảnh Tam Trọng Thiên Sơ Kỳ thật khí thế bốc hơi mà lên. Ánh mắt của hắn như ngừng lại Diệp Thần Phong bọn người trên thân, quát, rất lâu không có thi triển huyết hồn quyết luyện hóa những người khác hồn phách. Lợi dụng Hắc Huyền kiếm chống đỡ lấy thân thể Diệp Thần Phong, hắn cảm giác được đứng ra trước bốn người này đều tại tạo hóa cảnh thực lực hơn nữa huyết hồn tộc bị phong ấn lâu như vậy, thực lực nhất định là rút lui nhiều vô cùng, những người này nguyên bản thực lực e sợ cường hãn dọa người. Đối phó thần niệm cảnh cường giả, Diệp Thần Phong đã muốn sử dụng thanh viêm rồi, mà đối mặt tạo hóa cảnh cường giả. Liền ngay cả thanh viêm cũng không làm nên chuyện gì rồi, trong đầu hắn không ngừng nghĩ kế sách ứng đối. Nhưng hầu như suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra hóa giải tràng nguy cơ này phương pháp xử lý. Tại màu đen dây leo biến mất sau đó Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm bọn người thân thể bên trong nhưng vẫn là tạm thời không làm được gì số lượng. Bọn hắn nhìn xem huyết lịch dương bọn bốn người, trong lòng bọn họ là càng ngày càng nghi ngờ, đến cùng huyết hồn tộc là cái gì. Mà nằm dưới đất ninh tuyết tùng đám người, bọn hắn khi nghe đến quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu lời nói sau, bọn hắn cũng đã suy đoán ra vừa vặn quỷ phàm lực cùng phùng niệm huyết là hai cái này con trai của lão đầu, bọn hắn đương nhiên chả không muốn chết được rồi, hiện tại chỉ có đối với mấy cái này từ màu đen trong thành chỉ đi ra người cúi đầu. Âm minh tông giang mạc thiên, hắn cái thứ nhất cung kính hô các vị tiền bối, vừa vặn là tiểu tử kia ở nơi này giết hai người, đây căn bản việc không liên quan đến chúng ta tình, chúng ta cũng là kẻ thù của hắn. Giang Mạc Thiên ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong. Ninh Tuyết Tùng cũng lập tức nói ra, đúng, là tiểu tử này một người giết hai vị tiền bối nhi tử, nguyên bản chúng ta cũng là muốn giết tiểu tử này. Ninh Tuyết Tùng đám người dồn dập đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Thần Phong, trong đó duy chỉ có Ninh Tuyết Ni trầm mặc không nói, trong con ngươi xinh đẹp thậm chí còn tránh qua một vệt vẻ lo âu. Mà Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng hàm đám người nghe được Ninh Tuyết Tùng lời của bọn hắn sau, Thủy Tử Yên đám người từng cái mở phá mắng to Ninh Tuyết Tùng bọn hắn vô sỉ, về phần lương tả ý hắn là hoàn toàn lâm vào trong tuyệt vọng, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong đối mặt bốn tên tạo hóa cảnh cao thủ, Diệp Thần Phong tuyệt đối không có còn sống khả năng, chỉ cần Diệp Thần Phong một khi bị giết chết, như vậy hắn lương tả ý cũng sẽ lập tức tử vong, ai bảo bổn mạng của hắn tinh huyết được Diệp Thần Phong cho nắm giữ đây. Quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu khi nghe đến Ninh Tuyết Tùng đám người lời nói sau, hai người bọn họ lập tức đối Diệp Thần Phong lộ ra sát ý ngút trời, quỷ hùng thiên cao mày nói ra, Rõ ràng chỉ là cái hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tiểu tử, như loại này rác rưởi có thể giết được con trai của ta sao? Quả thực là thật là tức cười, bất quá, liền trước từ tiểu tử này động thủ đi. Đầy mặt kiêu căng khó thuần huyết ngạo, hắn mở miệng nói, ta cũng có quá lâu không có hưởng thụ qua cảm giác giết người rồi, hai vị không bằng để cho ta đến động thủ làm sao? Thiếu chủ, chuyện này, Quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu là có chút do dự bọn hắn muốn chính mình vì con trai của chính mình báo thù. Máu này ngạo chính là huyết hồn tộc thiếu chủ, mà huyết lịch dương tự nhiên chính là huyết hồn tộc tộc trường. Huyết lịch dương trong cổ họng thanh âm có phần già nua, liền để huyết ngạo trước tiên nóng người đi. Bất quá, huyết lịch dương ngược lại rồi hướng huyết ngạo, nói ra, ngoại trừ tiểu tử kia có thể giết chết bên ngoài, những người còn lại đều phải để lại dưới người sống, quan hệ này chúng ta huyết hồn tộc đại sự, Bọn hắn đối với chúng ta huyết hồn tộc tới nói còn có tác dụng." Huyết Ngạo trịnh trọng gật gật đầu, hắn đi lên năm bước, trên người tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thật khí thế tuôn ra chuyển động, nhìn xem Diệp Thần Phong, khinh thường nói, chỉ là một con con dẹp mà thôi. Ninh Tuyết Tùng bọn người ở tại nhìn thấy Huyết Ngạo sẽ đối Diệp Thần Phong động thủ sau đó trong lòng bọn họ là không khỏi một trận nhìn có chút hả hê, dưới cái nhìn của hắn mặc kệ Diệp Thần Phong sức chiến đấu lại làm sao nghịch thiên. Diệp Thần Phong chắc chắn sẽ không là tạo hóa cảnh cường giả đối thủ. Mà thủy tử yên đám người bây giờ căn bản là không giúp được Diệp Thần Phong một tay, chỉ có thể một mặt lo lắng nhìn xem Diệp Thần Phong bóng lưng. Tại tình thế động một cái liền bùng nổ. Huyết ngạo muốn động thủ thời điểm, chỉ thấy lấy Hắc Huyền kiếm đến chống đỡ lấy thân thể Diệp Thần Phong, hắn nhấc lên sức mạnh quát chậm đá. Các ngươi huyết hồn tộc vẫn không có chân chính thoát khỏi nơi này nếu như theo dựa vào chính các ngươi, tại 100 năm trong vòng, các ngươi không thể rời đi khu di tích này. Diệp Thần Phong lời thề son sắt nói. Tại vừa vặn Diệp Thần Phong trong đầu lại vang lên bóng trắng nhân hòa bóng đen thanh âm của người, này màu đen thành chỉ bốn phía cao lớn trên tường rào là khắc họa vô số đồ án, căn cứ bóng trắng nhân hòa bóng đen người một loạt phân tích, những này đồ án chính là từng cái từng cái trận pháp. Bây giờ huyết hồn tộc người tuy rằng thanh tỉnh lại, thế nhưng có những trận pháp này tồn tại, bọn hắn sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi chỗ này di tích, trừ phi là đem những trận pháp này toàn bộ phá tan. Ta có biện pháp giúp các người phá tan hạn chế trụ các ngươi trận pháp. Diệp thần phong lại không nhanh không chậm nói ra. Diệp thần phong câu nói này giống như một nhớ trọng trùy, hung hăng đập vào huyết lịch dương trên trái tim, huyết lịch dương trên mặt biểu lộ vi vi ngưng lại, hô hấp cũng trong nháy mắt ngừng lại rồi một cái. Hắn nói ra, huyết ngạo, người trước dừng tay tiếp lấy huyết lịch dương lại nhìn xem diệp thần phong hỏi người hiểu rõ ta nhóm huyết hồn tộc người thật sự có thể phá tan hạn chế trụ chúng ta trận pháp máu này lịch dương trong lòng là động dung diệp thần phong đối với trận pháp căn bản một chữ cũng không biết lại nói cho dù hắn có thể đủ phá tan trận pháp hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm như thế trước mắt hắn chỉ là vì kéo dài thời gian này chính là một chiêu kế hoãn binh hắn không chút do dự nói ra xuất hiện tại các ngươi cũng chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là tin tưởng ta, hoặc là không tin ta. Nếu như các ngươi không tin lời của ta, như vậy các ngươi có thể lập tức động thủ. Nếu như các ngươi tin tưởng lời nói của ta, như vậy các ngươi nên coi ta là làm là các ngươi khách quý đối xử. Chương 1393, bất kể như thế nào, hắn đều phải chết. Phụ thân, không muốn nghe tiểu tử này ăn nói linh tinh, trên tường thành các loại trận pháp chính là lúc trước 20 tên trận pháp cường giả khắc họa, tiểu tử này mới chỉ là hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, hắn rõ ràng chính là muốn kéo dài thời gian. Huyết ngạo đối với cha của hắn huyết lịch dương nói ra. Quỷ hùng trời cũng vội vàng nói, tộc trưởng, thiếu chủ nói không sai, tiểu tử này khẳng định không hiểu bất kỳ trận pháp. Phùng lãnh diệu đồng dạng là phụ họa nói, tộc trưởng, ngài không nên được tiểu tử này cho che mắt. Huyết lịch dương khi nghe đến huyết ngạo đám người khuyến cáo sau đó trên mặt hắn vẻ mặt biến hóa rất nhỏ, ánh mắt của hắn nhìn vẻ mặt tự tin Diệp Thần Phong, hắn nói ra, chính như hắn chỗ nói, nơi này hạn chế chúng ta trong thời gian ngắn căn bản vô pháp phá tan, lấy chúng ta tình huống bây giờ, hay là thật sự yếu 100 năm về sau mới có thể phá tan trận pháp, chân chính rời đi nơi này rồi, ta đã đợi không kịp rồi, lẽ nào các ngươi chả muốn ở chỗ này ở lại 100 năm sao? Bây giờ thực lực của chúng ta toàn bộ rút lui nhiều vô cùng, này cũng không có đầy đủ người tu luyện hồn phách đến cho chúng ta luyện hóa, e sợ huyết hồn trong thành rất nhiều người đều sống không tới phá tan trận pháp lúc. Khi nghe đến huyết lịch Dương lời nói sau, huyết ngạo đám người trầm mặc không nói, bọn hắn đương nhiên cũng không hy vọng bị vây ở chỗ này 100 năm lâu, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn chấn chỉnh lại huyết hồn tộc rồi, trước mắt Diệp Thần Phong là bọn hắn hy vọng duy nhất. Huyết Lịch Dương đang nhìn đến huyết ngạo đám người trầm mặc không nói, sau đó hắn lại nói, ta không muốn buông tha bất kỳ một chút hy vọng, cho dù là một cái chút hy vọng phi thường vô cùng xa vời. Tiếp lấy, Huyết Lịch Dương nhìn hướng lấy Hắc Huyền kiếm chống đỡ Diệp Thần Phong, nói ra, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta huyết hồn tộc phá tan trận pháp, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu như ngươi không phá ra được trận pháp, như vậy ta nghĩ ngươi hẳn phải biết kết quả chứ? bên trong thân thể phần lớn vân mạch đều bị đốt cháy thành thật nứt nứt ra, Diệp Thần Phong cố nén loại đau nhức này, Phong Đạm Vân khinh nói ra, cho ta thời gian 2 tháng, ta nhất định phải thật tốt chuẩn bị một chút, còn muốn nghiên cứu một chút những trận pháp này. Tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong huyết lịch dương, hắn một mặt kiên định nói ra, ta chỉ có thể cho ngươi thời gian một tháng. Diệp thần phong cũng nhìn ra được huyết lịch dương hẳn là sẽ không nhượng bộ nữa rồi, Thời gian một tháng cũng đầy đủ hắn nghĩ biện pháp rồi, thế là, hắn nói ra, được, một tháng liền một tháng. Ngược lại, diệp thần phong lại nói các ngươi làm sao sẽ được phong ấn ở nơi này. Lẽ nào viễn cổ thời đại tràng đại chiến kia, chính đạo, mà đạo cùng yêu đạo liên hợp cũng không có chiến thắng các ngươi? Hừ, huyết lịch dương trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng, nói ra, nếu không phải lúc trước chính đạo, mà đạo cùng yêu đạo liên hợp, chúng ta huyết hồn tộc sớm chính là vùng thế giới này chúa tể giả rồi. Xem ra tiểu tử ngươi đối với chúng ta huyết hồn tộc cũng hiểu rõ không ít, ta liền nói với ngươi kể chuyện xưa trận đại chiến này đi. Năm đó chính đạo, mà đạo cùng yêu đạo tập hợp 10.000 tên cường giả, mà chúng ta huyết hồn tộc cũng có trọn vẹn 10.000 tên cường giả, cuộc chiến đấu này kéo dài đến một năm. Có thể nói mỗi ngày đều có cao thủ tại vẫn lạc. Thẳng đến cuối cùng song phương cường giả đều ít ỏi không có mấy rồi, ta thân là huyết hồn tộc tộc trưởng, dẫn còn lại huyết hồn tộc thành viên tiến vào huyết hồn thành tạm thời tĩnh dưỡng, mà chính đạo, ma đạo cùng yêu đạo người cũng đuổi tới huyết hồn ngoài thành. Bất quá, bọn họ là trong khoảng thời gian ngắn cũng tấn công không vào huyết hồn thành đến, cuối cùng bọn hắn đề tiện vô sỉ tập hợp 20 tên trận pháp cường giả, cái kia 20 tên trận pháp cường giả đối với trận pháp là cực kỳ tinh thông. Bọn hắn liên hợp bố trí ra một cái siêu cường phong ấn trận, đang bố trí xong cái kia phong ấn trận sau, cái kia 20 tên trận pháp cường giả liền đã tiêu hao hết tinh lực tử vong. Nhưng mà, mở ra cái kia phong ấn trận cũng là yêu cầu tiêu hao vô số sức mạnh, lại có hơn 100 tên chính đạo, mà đạo cùng yêu đạo cường giả, bọn hắn tại mở ra phong ấn trận trong quá trình tử vong. Ở cái này phong ấn trận mở ra sau đó cả tòa huyết hồn thành trong nháy mắt toàn bộ bị phong ấn lên, thậm chí ngay cả ta cũng không thể may mắn thoát khỏi khó khăn kết quả chúng ta một phong ấn liền bị phong ấn vô số thời đại a -Hát. Mối thù này chúng ta huyết hồn tộc nhất định phải báo. Diệp thần phong đối với huyết lịch dương lời nói là xì mũi coi thường, máu này hồn tộc tu luyện huyết hồn quyết, chính là lấy luyện hóa người tu luyện hồn phách đến tăng cao thực lực. Theo diệp thần phong huyết hồn tộc người chết chưa hết tội, bất quá, trên mặt hắn cũng không hề lộ ra bất kỳ cái gì biểu lộ đến. Diệp thần phong chỉ vào cách đó không xa thủy tử yên đám người, nói ra, bọn hắn là bằng hữu của ta. Chúng ta yêu cầu một chỗ nghỉ. Huyết lịch dương nhíu nhíu mày, nói ra, đối với ngươi, ta có thể giúp ngươi tại huyết hồn trong thành sắp xếp nơi ở, mà ngươi những người bạn này. Bọn hắn không thể bước vào huyết hồn thành, chỉ cần ngươi mau chút phá tan trận pháp, ngươi và bằng hữu của ngươi liền lập tức có thể an toàn rời đi nơi này rồi. Bất quá, tại chúng ta ước định trong một tháng này, Ta có thể cam đoan bằng hữu của ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào." Thấy máu Lịch Dương đều tỏ rõ thái độ rồi, Diệp Thần Phong cũng không tiện nói cái gì nữa rồi, chỉ cần thủy tử yên đám người có thể tạm thời an toàn là được rồi, hắn lại chỉ vào Ninh Tuyết Tùng đám người, nói ra ta yếu giết bọn hắn mấy cái. Cách đó không xa Ninh Tuyết Tùng bọn người ở tại nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, bọn hắn cả người một cái đột nhiên run cầm cập bọn hắn vốn cho là diệp thần phong lúc này nhất định sẽ chết ở huyết lịch dương các loại trong tay của người rồi nhưng trong nháy mắt diệp thần phong dĩ nhiên cùng huyết lịch dương đám người đã đạt thành thỏa thuận này để cho bọn họ có loại đầu choáng váng lập tức yếu bất tỉnh đi cảm giác này diệp thần phong sức chiến đấu cường hãn ngược lại cũng thôi hắn thậm chí ngay cả khẩu tài cũng tốt như vậy dựa vào miệng răm ba câu liền hóa giải tình thế chắc chắn phải chết huyết lịch dương lắc lắc đầu nói ra, mấy người kia ngươi cũng không thể giết, thế nhưng, bọn hắn cũng không sống nổi thời gian dài bao lâu. Chúng ta huyết hồn tộc có một loại huyết tế phương pháp, mỗi qua 20 ngày liền cần một người sống đến huyết tế, bọn hắn những người này đều là dùng để huyết tế. Đương nhiên nếu như ngươi trong vòng một tháng không phá ra được trận pháp lời nói, ngươi và bằng hữu của ngươi đều sắp trở thành máu của chúng ta tế phẩm. Ninh Tuyết Tùng bọn người ở tại nghe được huyết lịch dương lời nói sau, sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt dường như vừa vặn chát phấn qua vách tường, bọn hắn trong đầu là trống rỗng, huyết tế phương pháp chính là là phi thường ác độc, đặc biệt là quá trình này có thể nói là cực kỳ thống khổ, cuối cùng bất kể là linh hồn cùng thân thể đều sẽ biến mất ở vùng thế giới này trong lúc đó. Tại huyết lịch dương tiếng nói vừa vặn hạ xuống không bao lâu, từ huyết hồn trong thành liền đi ra chừng 10 tên thân thể to lớn tráng nam nhân, trên người bọn họ đều khiêng một cái cự đại lồng sắt, những nam nhân này thực lực đều tại thần niệm cảnh tầng thứ bọn hắn đem từng cái lồng sắt đem đến thủy tử yên cùng ninh tuyết tùng đám người bên cạnh đem thủy tử yên cùng ninh tuyết tùng đám người toàn bộ nhốt vào thiết trong lồng sau đó bọn hắn lại đem lồng sắt môn đóng lại rồi tại lồng sắt chi bên trên có khắc họa từng cái từng cái ký hiệu có những phù văn này sau đó coi như là thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ cũng đừng hòng muốn từ lồng sắt bên trong tránh ra Chúng ta tòa này huyết hồn trong thành còn có hơn 100 tên huyết hồn tộc người, người bây giờ có thể tiến vào huyết hồn trong thành rồi, ta đã khiến người ta an bài cho ngươi chỗ ở." Huyết Lịch Dương đối với Diệp Thần Phong nói ra. Diệp Thần Phong cho Thủy Tử Yên đám người một cái yên tâm ánh mắt, sau đó tại một tên vừa vặn khiêng lồng sắt nam nhân dẫn dắt đi, hắn chậm rãi hướng về huyết hồn trong thành đi đến. Tại Diệp Thần Phong tiến vào huyết hồn thành sau, Huyết Ngạo hỏi, "Phụ thân nếu như tiểu tử này thật sự có thể phá tan trận pháp, lẽ nào chúng ta liền thật sự muốn thả hắn sao? Huyết lịch dương mặt trong nháy mắt tràn đầy hung khí, nói ra, người cho rằng người có phụ thân là một cái lòng dạ mềm yếu người sao? Chúng ta huyết hồn tộc được chính đạo, mà đạo cùng yêu đạo xem là tội ác tài trời người, giống chúng ta loại này tội ác tài trời người hội coi trọng chữ tín sao? Lại nói, huyết hồn thành trừ chúng ta huyết hồn tộc bên ngoài, chả không có bất kỳ một cái chính đạo. Mà đạo cùng yêu đạo người có thể bước vào Hiện tại cũng không ngoại lệ Mặc kệ tiểu tử này có thể hay không phá tan trận pháp Hắn đều nhất định phải chết Huyết ngạo rũi ra đầu lưỡi đỏ thắm Hắn tùy ý liếm môi một cái Nói ra, phụ thân Đến lúc đó, tiểu tử này tính mạng vẫn là giao cho để ta giải quyết Thuộc về ta huyết ngạo con mồi Ta mãi mãi cũng sẽ không để cho hắn chạy ra lòng bàn tay của ta Lại nói tiểu tử này tối đa chỉ là một con con dẹp mà thôi huyết lịch dương thanh âm nói phi thường thấp, cho nên nơi xa đang ở lồng sắt trong thủy tử yên đám người, bọn hắn căn bản không nghe được huyết lịch dương đám người nội dung nói chuyện. Từ trước đây đến bây giờ, thông thường muốn vũng hố Diệp Thần Phong người, cuối cùng đều sẽ được Diệp Thần Phong cho hãm hại, lần này chả sẽ như thế sao? chương 1394, Bất Tử Kim Thân Diệp Thần Phong tại đi vào huyết hồn thành sau đập vào nghi mắt là một khối có tới cao hơn 10 mét bia đá, trên bia đá lấy màu máu đỏ kiểu chữ viết huyết hồn thành này ba chữ lớn. Máu này hồn trong thành diện tích cũng vô cùng lớn, hai bên đường phố là phòng ốc san sát, tại trên đường phố có thật lưa thưa huyết hồn tộc nhân, bọn hắn cảm thấy Diệp Thần Phong trên người cùng mình không giống với khí tức, cho nên bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong trong ánh mắt là không hề che giấu chút nào sát ý. Tên kia dẫn Diệp Thần Phong đi vào huyết hồn thành, vừa vặn khiêng lồng sắt nam nhân, trên người hắn là hung khí lượn lờ, hắn một đường mang theo diệp thần phong hướng về huyết hồn thành tận cùng bên trong đi đến. Ở nơi đó có một tòa phi thường xa hoa mà lại đổ sổ cung điện, tên kia nam nhân mang theo diệp thần phong đi vào cung điện trong một gian phòng sau, hắn liền một câu nói cũng không có để lại trực tiếp rời khỏi. Một mực lấy hắc huyền kiếm đến chống đỡ lấy chậm chậm hành tẩu diệp thần phong, Hắn đang nhìn đến tên kia nam người đi rồi sau đó hắn lập tức đem cửa phòng đóng lại rồi, sau đó phù phù. Một tiếng, hắn trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, trong miệng vi vi thở hổn hển, bên trong thân thể từng cây từng cây gân mạch thượng truyền tới đau đớn, làm cho Diệp Thần Phong trên gương mặt cơ bắp không khỏi có phần co quắp. Vừa nãy Diệp Thần Phong hoàn toàn là dựa vào ý chí lực tại hành tẩu, bên trong thân thể của hắn đại đa số gân mạch đều đoạn nứt ra. Hắn xuất hiện ở trong thân thể là căn bản không nhấc lên được một tia sức mạnh. Diệp Thần phong tiện tay đem Hắc Huyền kiếm vứt xuống một bên, thân thể tựa vào cửa phòng sau lưng, trên người hắn vừa không có tái tạo gân mạch đan dược, lấy hiện tại bên trong thân thể của hắn gân mạch bị hao tổn tình huống đến xem, không có thời gian 3, 4 tháng. Này là căn bản không khôi phục lại được. Tiểu Gia Hỏa, chỉ là tâm mạch của ngươi không có thuộc tổn hại trong thân thể ngươi cái khác gân mạch khôi phục lại cũng sẽ không quá khó khăn. Thật không nghĩ tới viễn cổ huyết hồn tộc lại vẫn tồn sống trên thế giới này. May mắn là trải qua này vài chục vạn năm phong ấn, thực lực của bọn họ đã bị suy yếu nhiều vô cùng rồi, nếu để cho huyết hồn tộc đi tới đất huyền giới, e sợ toàn bộ huyền giới tại trong vòng 5 năm sắp trở thành huyết hồn tộc thiên hạ rồi. Bóng trắng người ngô phong rỗi rảnh thanh âm vang lên. Bóng đen người Giang Vận Thiên cũng liền vội vàng nói: "Tiểu tử, ngươi thật đúng là một cái phiền phức người chế tạo, thật giống mỗi lần ngươi đi tới chỗ nào, phiền phức liền sẽ cùng tới chỗ nào." Lần này thậm chí ngay cả viễn cổ huyết hồn tộc đều xuất hiện. Bất quá, tại đi về con đường thành cường giả thượng, cũng đã chú định hội phiền phức quấn quanh người. Năm đó ta tại vẫn không có chân chính trưởng thành lúc thức dậy, ta nhưng là bị vô số cường giả truy sát, rất nhiều lần đều tại bên bờ sinh tử còn sống. Ngươi ở nơi này gặp phải huyết hồn tộc có thể nói là cái bất hạnh của ngươi, cũng có thể nói là vận may của ngươi. Dù sao máu này hồn trong thành thứ tốt khẳng định không ít. Diệp thần phong hữu khí vô lực trợn tròn mắt, nói ra, lão hắc, lời này của ngươi ngược lại là nói đến phi thường ung dung, vấn đề là ta hiện tại yếu làm sao thoát khỏi huyết hồn tộc. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh tiếp thượng lời nói đến, nói ra, được rồi, tiểu gia hỏa, Người trước đem trong cơ thể mình gân mạch khôi phục rồi hãy nói Tại ta dạy cho người thần huyết huyết trong Có một loại chiêu thức tên là bất tử kim thân Trước đó bên trong cơ thể người thần huyết quá mức mỏng manh Hoàn toàn không thể chống đỡ thi triển bất tử kim thân Lấy người bây giờ trong cơ thể thần huyết mức độ đậm đặc Hẳn là miễn cưỡng có thể thi triển một lần bất tử kim thân Này bất tử kim thân chính là kích phát trong cơ thể thần huyết trong khoảng thời gian ngắn khôi phục trong cơ thể thương thế một loại chiêu thức này bất tử kim thân thi triển xong toàn bộ là dựa vào ở trong cơ thể thần huyết mỗi thi triển một lần bất tử kim thân bên trong cơ thể người thần huyết sẽ có nhất định tiêu hao bất quá mức tiêu hao này cũng không phải là vĩnh viễn các loại qua một đoạn thời gian bên trong cơ thể người thần huyết liền lại sẽ khôi phục lại thì ra là mức độ đậm đặc rồi nếu như người huyết dịch toàn thân toàn bộ chuyển hóa thành thần huyết rồi như vậy ngươi có thể liên tục thi triển 30 lần bất tử kim thân, bất luận ngươi được tổn thương nặng thế nào đi nữa thế đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, điều này cũng chẳng khác gì là ngươi có thêm 30 cái mạng. Bất tử kim thân Diệp thần phong khi nghe đến bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh tự thuật sau đó hắn lập tức cảm thấy thần huyết quyết bên trong chiêu này bất tử kim thân, có vẻ như vô cùng trâu bò à. Hắn vội vàng nói, lão bạch, ta làm sao kích phát trong cơ thể thần huyết, dùng này đến thi triển bất tử kim thân. Ta sẽ đem vận chuyển thần huyết phương thức tại ngươi trong đầu biểu thị đi ra ngoài, ngươi nhìn kỹ được rồi. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh tại Diệp Thần Phong trong đầu biểu diễn lên. Diệp Thần Phong tại cẩn thận xem xong rồi bóng trắng người biểu thị sau đó hắn chật vật đem hai chân bàn lên, cặp mắt cũng lập tức nhắm lại, cảm ứng trong máu những kia điểm sáng màu vàng óng. Hắn đem các loại điểm sáng màu vàng óng toàn bộ tập trung vào bị hao tổn gân mạch phụ cận, trong cơ thể thần huyết huyết bỗng nhiên vận chuyển, bất tử kim thân. Xé tan, xé tan, xé tan. Từ Diệp Thần Phong trong cơ thể đột nhiên đã tuôn ra một cỗ sóng năng lượng, trực tiếp đem y phục trên người hắn cho lôi kéo ra, nửa người trên của hắn thân thể toàn bộ hiện lên hiện tại trong không khí. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, giờ khắc này, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt mơ hồ nổi lên một tầng hào quang màu vàng, theo Hào quang màu vàng óng này nổi lên, trong cơ thể hắn bị tổn thương gân mạch tại dùng một loại cực kỳ nhanh tốc độ khép lại, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới cảm giác noãn rung rung, vô cùng thoải mái, giống như là đắm chìm trong trong ánh nắng bình thường. Ước chừng 2 phút sau, Diệp Thần Phong từ từ mở mắt ra, hắn cảm ứng một thoáng trong cơ thể gân mạch, hắn phát hiện hết thảy gân mạch toàn bộ đều khép lại, này bất tử kim thân không khỏi cũng quá thần kỳ một ít đi. Bất quá đang sử dụng xong một lần bất tử kim thân sau đó Diệp Thần Phong trong cơ thể thần huyết là mức độ lớn bị pha loãng, e sợ yếu qua một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại. Diệp Thần Phong từ trên mặt đất đứng lên, tiện tay đem một bên hắc huyền kiếm thả lại trên lưng, hắn vẩy vẩy cánh tay cùng bắp đùi, hắn phát hiện khôi phục cùng trước đó không có thụ thương giống nhau như đúc, trong lòng của hắn cười nói, lão bạch, chiều này bất tử kim thân vẫn là rất không sai mà bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh lại nói, tiểu gia hỏa, người tốc độ khôi phục quá chậm, nếu như ở trong chiến đấu, ai cho ngươi thời gian dài như vậy khôi phục thương thế. Nhớ năm đó ta sử dụng tới bất tử kim thân sau, ta đều là ở một hai giây bên trong liền khôi phục thương thế, bất quá, điều này cũng không có thể trách ngươi, thật sự là bên trong cơ thể ngươi thần huyết quá mỏng manh một ít, có thể sử dụng tới bất tử kim thân đã là vô cùng miễn cưỡng. Lão Bạch, Bây giờ không phải là cùng tiểu tử này nói chuyện phiếm lúc, ta luôn cảm giác trên tường thành những kia trận pháp có phần quen thuộc, chúng ta nhất định phải muốn hảo hảo nghiên cứu một chút, nói không chắc chả thật sự có thể ở đằng kia chút trong trận pháp tìm tới chuyển cơ. Bóng đen người Giang Vận Thiên nói ra, ừm, um, được ngươi vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy những kia trận pháp giống như đã từng quen biết. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh cũng nói, mà chính lúc thời điểm này, kẹt kẹt, một tiếng, Diệp thần phong gian phòng cửa được mở ra. Huyết hồn tộc thiếu chủ huyết ngạo, hắn một mặt kiêu căng khó thuần đi vào, hắn khinh thường liếc nhìn Diệp thần phong, nói ra, làm sao? An bài cho ngươi căn phòng trả hài lòng không? Ngươi tốt nhất không nên ở chỗ này đùa nghịch trò gian, bằng không ngươi sớm muộn cũng sẽ trở thành ta huyết ngạo thủ hạ phong hồn. Diệp thần phong nhìn xem trong con người phun trào sát cơ huyết ngạo, hắn nhún nhún vai, nói ra, chỉ sợ ta không đùa nghịch trò gian, các người cũng sẽ không bỏ qua cho ta chứ. Bất quá, người nói, ta và ngươi trong lúc đó, ai sẽ chết trước? Huyết ngạo thấy Diệp Thần Phong thái độ ác liệt như vậy, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên dữ tợn lên, bất quá, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Diệp Thần Phong lại nói, chó ngoan không cản đường, ta hiện tại muốn đi nghiên cứu trên tường thành trận pháp, làm sao? Lẽ nào ngươi muốn động thủ với ta sao? Ta hiện tại nhưng là các ngươi huyết hồn tộc hy vọng, Diệp thần phong là chắc chắn huyết ngạo sẽ không động thủ với hắn, hắn nhìn ra được huyết lịch dương vị tộc trưởng này có tuyệt đối uy nghiêm, cho dù huyết ngạo là huyết lịch dương nhi tử, hắn cũng không dám vi phạm huyết lịch dương lời đã nói, cho nên, diệp thần phong nhìn xem gân xanh trên trán nổi lên huyết ngạo, hắn là nghênh ngang đi ra khỏi phòng. Huyết ngạo đang nhìn đến Diệp thần phong bóng lưng biến mất trong tầm mắt sau đó trong lòng của hắn cố nén lửa giận rốt cục bạo phát ra, bên trong thân thể tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thật khí thế nhấp nhô, vung tay phải lên, ầm. Một tiếng, bên trong căn phòng một cái bàn trực tiếp biến thành bột phấn. Huyết ngạo đôi bàn tay cầm chít rồi, chít rồi, vang vọng, trong miệng hắn trầm thấp nói ra, con dẹp, con này đáng chết con dẹp, ta liền kiên nhẫn chờ hơn một tháng, mặc kệ kết quả làm sao, này con dẹp đến lúc đó đều sẽ được ta huyết ngạo cho bóp chết. Trường 1395, chuyển cơ, huyết hồn tộc tất diệt. Huyết hồn ngoài thành Thủy tử yên cùng ninh tuyết tùng đám người phân biệt được nhốt ở từng cái từng cái thiết trong lồng, tại lồng sắt chu vi có máu hồn tộc cường giả canh gác. Diệp thần phong lần nữa đi tới huyết hồn ngoài thành sau, hắn vốn là muốn muốn đi lên cùng thủy tử yên đám người trò chuyện vài câu, bất quá, còn không có đợi hắn đến gần, hắn đã bị lồng sắt chung quanh huyết hồn tộc cường giả ngăn lại, những này huyết hồn tộc cường giả đối diệp thần phong lộ ra không hề che giấu chút nào sát ý, nói là tộc trưởng đã phân phó rồi, bất luận người nào đều không được đến gần lồng sắt. Diệp thần phong biết xuất hiện tại chính mình vẫn không có thực lực và huyết hồn tộc trở mặt, một khi trở mặt, không chỉ có hắn diệp thần phong muốn chết, thủy tử yên cùng thủy mộng hàm một nhóm người cũng khẳng định sống không nổi. Cho nên, diệp thần phong là bất động thanh sắc nhún nhún vai, để lồng sắt bên trong thủy tử yên đám người rõ ràng hắn hiện tại rất tốt, hắn sẽ nghĩ biện pháp đem bọn họ toàn bộ cứu ra ngoài. Bởi không thể khoảng cách gần cùng thủy tử yên đám người trò chuyện, Diệp Thần Phong chỉ có thể đi trở về huyết hồn thành bốn phía trước tường thành, hắn dự định để bóng trắng nhân hòa bóng đen người thật tốt nghiên cứu một chút trên tường thành trận pháp. Thủy tử yên, thủy mộng hàm, tô băng xoáy cùng lương tả ý bốn người này lồng sắt là nhanh kề cùng một chỗ, Thủy Mộng Hàm đang nhìn đến Diệp Thần Phong không những không có chuyện gì, vẫn có thể tự do ra vào huyết hồn thành sau. Người kiên định đối với Thủy Tử Hiên nói ra thì Diệp Đại Ca nhất định sẽ có biện pháp cứu chúng ta đi ra. Mà Thủy Tử Hiên, Tô Bang xoáy cùng lương tả ý thì là hơi khẽ cau mày. Đầu tiên bọn hắn cũng không biết máu này hồn tộc rốt cuộc là lai lịch gì, vì sao lại được phong ấn ở nơi này. Bất quá, liền coi như bọn họ không cần đầu óc suy nghĩ bọn hắn cũng biết máu này hồn tộc tuyệt đối không phải phổ thông tồn tại. Lần sau Diệp Thần Phong chỉ có hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, hắn làm sao từ nơi này chút ít máu hồn tộc nhân trong tay cứu bọn họ. Cho dù Diệp Thần Phong bây giờ cùng huyết hồn tộc người đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, Thủy Tử Yên mấy người cũng đều không cho là huyết hồn tộc hội tuân giữ chữ tín. Bên cạnh cách đó không xa đồng dạng bị giam tại lồng sắt trong ninh tuyết tùng, ninh tuyết ni, vương tiềm, Giang Mạc Thiên, Dương Sát Thiên Hòa Vương Mộc Lôi sáu người này, bọn hắn nguyên bản sắc mặt tái nhợt khôi phục một ít, trong lòng là từ từ bình tĩnh lại. Bọn hắn nhìn phía xa đứng ở trước tường thành Diệp Thần Phong, bọn hắn cũng nghe được vừa vặn Thủy Mộng Hàm lời nói, dù sao dù sao đều là một cái chết rồi, Ninh Tuyết Tùng các loại người thật giống như cũng đã bất cứ giá nào. Ninh Tuyết Tùng hướng về phía Thủy Tử Yên đám người quát lên, các ngươi không nên hy vọng tiểu tử kia cứu các ngươi rồi. Hắn thật sự cứu được các người sao? Hắn bây giờ là tự thân khó bảo toàn. Giang Mạc Thiên nhìn phía xa diệp thần phong bóng lưng. Nói ra, chả thật không cam lòng cùng con kiến cỏ này đồng thời chết ở chỗ này, bất quá. Con kiến cỏ này vĩnh viễn cũng không cách nào chiến thắng ta Giang Mạc Thiên. Những kia canh gác tại lồng sắt chung quanh huyết hồn tộc cường giả, bọn hắn khi nghe đến ninh tuyết tùng mấy người cũng tức tức oai oai lên một tên trong đó thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong đàn ông trung niên ánh mắt của hắn lạnh lẽo lướt nhìn ninh tuyết tùng bọn hắn lãnh đạm nói các ngươi những rác rưởi này tốt nhất lập tức câm miệng cho ta sự kiên nhẫn của chúng ta là phi thường có hạn ở tên này thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong đàn ông trung niên vừa dứt lời dưới ninh tuyết tùng đám người lập tức liền cái rắm cũng không dám thả mà nơi xa đứng ở huyết hồn thành trước tường thành diệp thần phong hắn chính cẩn thận suy nghĩ trên tường thành từng cái trận pháp hắn đối với trận pháp căn bản là một chữ cũng không biết nhưng thật ra là bóng trắng nhân hỏa bóng đen người đang cảm thụ trận pháp sắp xếp tại huyết hồn thành trong cửa thành cũng có huyết hồn tộc nhân thỉnh thoảng đi ra nhìn xem diệp thần phong bọn hắn ở cửa thành bên trong nhỏ giọng nghị luận ầm ỉ lên bất quá bọn hắn không biết diệp thần phong thính giác vô cùng nhạy cảm bọn hắn nghị luận được diệp thần phong một tia không lầm thu nhập trong tai tiểu tử này là chính đạo, ma đạo, vẫn là yêu đạo người, chỉ bằng hắn cũng muốn phá vỡ hạn chế trụ chúng ta trận pháp. Đây quả thực là đùa giỡn ma, như loại này con dẹp, ta tiện tay đều có thể ép chết. Tộc trưởng cũng là vì chúng ta cân nhắc, nếu như dựa vào chúng ta sức mạnh của mình, hay là yếu 100 năm về sau, chúng ta mới có thể chân chính rời đi nơi này rồi, tộc trưởng không muốn buông tha bất kỳ một tia hy vọng a -Hát. Đúng vậy, Điều tử này tốt xấu cũng là chúng ta một cái hy vọng, bất quá, mặc kệ hắn có thể hay không giúp đến chúng ta, hắn cuối cùng chung quy sẽ chết tại chúng ta huyết hồn tộc trên tay, chúng ta huyết hồn thành từ trước đây đến bây giờ, chả không có bất kỳ một người ngoài, có thể sống đi tới, chả có thể sống đi ra. Diệp thần phong nghe trộm trong cửa thành tiếng bàn luận, trong lòng của hắn là một trận cười gần, hắn đã sớm đoán được kết quả này, cho dù hắn có thể đủ chân chính phá tan nơi này trận pháp huyết hồn tộc người cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tại một trận cười gần sau đó lại có nhất cổ cảm giác gấp gáp ập lên Diệp Thần Phong trong đầu, thật sự nếu không mau chút nghĩ ra biện pháp ứng đối lời nói, nơi này e sợ hội thật sự trở thành hắn Diệp Thần Phong nơi táng thân rồi. Diệp Thần Phong ở trong lòng hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, các ngươi nhìn suốt chút môn đạo sao? Bóng đen người giang vận thiên, nói ra tiểu tử, người phí cái gì lời nói? Máu này hồn thành bốn phía trên thành tường đều khắc họa bất đồng trận pháp, người trước tại tường thành chu vi chạy một vòng, để hai chúng ta đại khái tìm hiểu một chút trận pháp phân bố cùng sắp xếp. Nghe vậy, Diệp Thần phong chiếu vào bóng đen nhân, hắn bắt đầu ở huyết hồn ngoài thành tường thành chu vi lượn quanh lên vòng đến, lượn quanh xong một lần, bóng đen người khiến hắn lại lượn quanh một lần, trọn vẹn đi vòng 20 vòng mấy lúc sau, bóng đen người giang vận thiên mới khiến cho hắn đình chỉ lại. Lão Bạch, người xem suốt chút vấn đề gì tới sao? Bóng đen người Giang Vận Thiên hỏi. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh đang trầm tư chỉ chốc lát sau, nói ra, những trận pháp này sắp xếp càng xem càng quen thuộc, nếu như ta không có phán đoán lỗi, trên tường thành lớn lớn nhỏ nhỏ các loại trận pháp tổ hợp thành một cái trận pháp, trận pháp này tên là Cửu Thiên Phong Ấn Trận, bây giờ đã hoàn toàn thất truyền, ta cũng là một lần tình cờ từng thấy quan vô Cửu Thiên Phong Ấn Trận sắp xếp giới thiệu, Bóng đen người Giang Vận Thiên cũng tán đồng nói ra, ta cùng phán đoán của ngươi như thế, vậy thì hầu như có thể khẳng định tường thành bên ngoài trận pháp chính là cửu thiên phong ấn trận. Tiếp lấy, bóng đen người Giang Vận Thiên lại nói, tiểu tử, xem ra vận khí của ngươi trả thật không phải thổi, này cửu thiên phong ấn trận chỉ là một cái phụ trợ trận pháp, nó trả khiếm khuyết một cái chủ trận pháp, chỉ cần đem cái này chủ trận pháp bố đưa đi ra, này cửu thiên phong ấn trận lập tức sẽ biến thành chu thần tuyệt sát trận. Chu thần tuyệt sát trận chính là vô thượng trận pháp, trận này một khi mở ra, có thể đem huyết hồn trong thành sở hữu tất cả máu hồn tộc nhân toàn bộ chu diệt. Hơn nữa cửu thiên phong ấn trận cái này phụ trợ trong trận pháp năng lượng kỳ thực cũng không hề suy yếu, chỉ là phong ấn của nó lực lượng giảm thiếu rất nhiều, lúc này mới sẽ để cho huyết hồn tộc người hồi phục lại. Nhưng, một khi người đem cuối cùng chủ trận pháp tại huyết hồn thành vị trí trung tâm bố trí đi ra, phụ trợ trong trận pháp năng lượng đem toàn bộ hội tụ đến chủ trong trận pháp, những năng lượng này đủ để diệt bây giờ huyết hồn tộc rồi. Ta nhớ năm đó viễn cổ thời đại sơ kỳ những kia trận pháp cường giả, bọn hắn sở dĩ không có đem chu thần tuyệt sát trận bố trí đi ra, là bọn hắn vào không được máu này hồn thành, chủ trận pháp nhất định muốn bố trí tại phụ trợ trận pháp trung tâm, cho nên bọn hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác mở ra cửu thiên phong ấn trận cái này phụ trợ trận pháp. Diệp Thần Phong khi nghe đến bóng đen người Giang Vận Thiên giải thích sau đó hắn không có lập tức trở nên hưng phấn, mà là bình tĩnh mà hỏi, nếu bây giờ liền phụ trợ trận pháp cửu thiên phong ấn trận đều thất truyền, như vậy các người hội bố trí chủ trận pháp sao? Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh thật giống tâm tình không tệ nói ra, tiểu gia hỏa, vừa nãy lão hắc nói vận khí của ngươi trả thật không phải thổi, lẽ nào ngươi trả không có nghe được ý tứ trong đó sao? Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh vi vi dừng lại một chút sau đó lại tiếp tục nói, phụ trợ trận pháp là đã sớm thất truyền, bất quá, nơi này đã bố trí sẵn có phụ trợ trận pháp, hơn nữa phụ trợ trận pháp bố trí vô cùng tiêu hao tinh lực, không phải ngươi có thể bố trí đi ra ngoài. Thế nhưng, chủ trận pháp là hoàn toàn dựa vào tại phụ trợ trận pháp trên cơ sở, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch là có thể đem chủ trận pháp bố đưa đi ra, bố trí hoàn thành chu thần tuyệt sát trận mở ra, tuyệt đối sẽ không như cửu thiên phong ấn trận khó như vậy. Huyết lịch dương cũng không phải đã nói nha, lúc trước mở ra cửu thiên phong ấn trận liền hy sinh hơn 100 tên chính đạo, ma đạo cùng yêu đạo cường giả. Những kia chết đi cường giả chẳng khác gì là trợ ngươi một chút sức lực, lấy tình huống bây giờ chỉ cần đem chủ trận pháp bố đưa đi ra, ngươi liền tuyệt đối có thể mở ra chu thần tuyệt sát trận. Còn có, may mắn nhất chính là, chủ này trận pháp bố trí phương thức, lúc trước một nửa nắm giữ ở gia tộc của ta bên trong, nửa kia nắm giữ ở lão hắc trong gia tộc, khả năng này cũng là đã chú định muốn chúng ta đến động thủ đem huyết hồn tộc cho toàn bộ tiêu diệt. Khi nghe đến bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh lời nói sau đó Diệp Thần Phong trong lòng còn có cái gì tốt nghi vấn. Trong lòng của hắn còn có cái gì tốt lo lắng. Dưới cái nhìn của hắn máu này hồn tộc là tất diệt rồi. chương 1396, Long Tâm Quả, Điên cuồng cướp đoạt. Huyết hồn trong thành. Tòa kia xa hoa vô cùng cung điện trong đại điện. Huyết hồn tộc tộc trưởng Huyết Lịch Dương ngồi ở một tấm kim bích huy hoàng trên ghế. Mà con trai của hắn huyết ngạo nhưng là đứng ở bên cạnh hắn. Về phần quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu nhưng là đứng ở Huyết Lịch Dương phía dưới. Xem ra tại bây giờ gần như sắp việt diệt huyết hồn trong tộc. Quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu ở trong đó địa vị cũng không bình thường. Diệp Thần Phong khi biết một chút cũng không có ra trận pháp Chu Thần Tuyệt Sát trận sau, hắn liền đi tới trong đại điện tìm huyết lịch dương cao, dù sao ở trong mắt hắn chỉ cần Chu Thần Tuyệt Sát trận bố trí thành công, máu này hồn tộc liền muốn từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất rồi, như vậy huyết hồn tộc bảo khố, Diệp Thần Phong nhưng không muốn lãng phí một cách vô ích. Diệp Thần Phong nhìn xem huyết lịch dương, nói ra ta đã bước đầu biết như thế nào phá mở hạn chế trụ các ngươi trận pháp, bất quá ta hiện tại cần đại lượng linh thạch cùng tài liệu, ta nghĩ các người huyết hồn tộc có chuyên môn tàng bảo khố A. Có thể hay không mang ta đi nhìn xem. Đứng ở huyết lịch dương bên cạnh huyết ngạo, hắn trợn mắt chừng chừng nhìn chằm chằm diệp thần phong, mà ở huyết lịch dương không có mở miệng trước đó, huyết ngạo cũng không dám sen mồm, mà huyết lịch dương chỉ là đã trầm mặc 3 giây đồng hồ, hắn liền sảng khoái nói, được. Để quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu dẫn ngươi đi chúng ta huyết hồn trong thành bảo khố đi. Chẳng qua là năm đó trận chiến đấu kia tiêu hao chúng ta huyết hồn tộc vô số tài nguyên, hiện tại trong bảo khố cũng không có bao nhiêu linh thạch cùng thiên tài địa bảo rồi, chỉ cần là thứ mà ngươi cần, ngươi có thể tùy tiện lấy đi. Quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu khi nghe đến huyết lịch dương lời nói sau, bọn hắn lập tức mang theo diệp thần phong hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Tại diệp thần phong sau khi bọn hắn rời đi, huyết ngạo thận trọng hỏi, phụ thân, người tại sao phải đáp ứng tiểu tử kia yêu cầu? chả đồng ý tiểu tử kia tùy tiện lấy đi trong bảo khố bất kỳ vật gì. Ngồi ở kim bích huy hoàng trên ghế huyết lịch dương, hắn liếc nhìn bên cạnh huyết ngạo, lắc lắc đầu, nói ra, huyết ngạo, người yếu như kỹ một điểm, mặc kệ kết quả làm sao, tiểu tử này đều không thể sống sót rời đi chúng ta huyết hồn thành. Khiến hắn hiện tại lấy đi một ít thiên tài địa bảo, đến lúc đó những thiên tài địa bảo này còn không phải hội vật quy nguyên chủ. Lần sau, cho dù tiểu tử này tại trong bảo khố lập tức phục dụng một ít thiên tài địa bảo, đồng thời dùng này tăng lên thực lực, nhưng thực lực của hắn càng mạnh, hồn phách của hắn cũng càng mạnh, chúng ta tu luyện huyết hồn quyết là luyện hóa hồn phách. Cuối cùng tiểu tử này hồn phách nhất định sẽ được chúng ta luyện hóa, cho nên, chúng ta ăn thiệt thòi sao? Về sau, người nói chuyện trước trước tiên động não, nếu như tiểu tử kia thật sự có biện pháp phá tan hạn chế trụ chúng ta trận pháp đâu này. Cho nên, trong một tháng này, chúng ta liền tận lực để tiểu tử kia đi dần vặt được rồi, dù sao một tháng sau, tiểu tử kia cũng chỉ biết biến thành một chiếc thi thể rồi. Đang nghe huyết lịch dương gian dậy sau đó huyết ngạo trịnh trọng gật gật đầu, nói ra, phụ thân, có thể là trong lòng ta quá muốn giết này con dẹp rồi, trong một tháng này. Ta sẽ ước thúc tốt của mình, mà Quỷ Hùng Thiên Hòa Phùng Lãnh Diệu mang theo Diệp Thần Phong đi ra đại điện, sau đó hai người bọn họ dẫn Diệp Thần Phong hướng về cung điện mặt sau đi ra. Ước chừng lại đi sau 5 phút, Quỷ Hùng Thiên Hòa Phùng Lãnh Diệu mang theo Diệp Thần Phong, tại vỗ một cái to lớn màu đen thạch môn trước mặt ngừng lại, tại màu đen trên cửa đá có hai cái hình tròn rãnh, Quỷ Hùng Thiên Hòa Phùng Lãnh Diệu phân biệt lấy ra hai khối hình tròn ngọc bội, bọn hắn tại đem hình tròn ngọc bội để vào rãnh chi về sau, lại đem trong cơ thể linh khí truyền vào trong ngọc bội, chỉnh phiến trên cửa đá đột nhiên nổi lên hào quang màu đen. Két, 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 két. Từ màu đen trong cửa đá không ngừng truyền ra thanh âm rất nhỏ. Mà chỉnh phiến màu đen cửa đá cũng chậm chậm tự động mở ra. Quỷ này được thiên hòa phùng lãnh diệu là huyết hồn thành bảo khố canh gác người, mà hai người bọn họ lấy ra ngọc bội liền muốn mở ra bảo khố chìa khóa, nhất định muốn hai khối ngọc bội đồng thời để vào rãnh bên trong đồng thời đem linh khí đưa vào trong ngọc bội, lúc này mới có thể đem bảo khố cửa mở ra. Tại màu đen cửa đá tự động mở ra, sau đó Quỷ Hùng Thiên ngữ khí lạnh lẽo đối với Diệp Thần Phong, nói ra, ngươi có thể tiến vào. Chúng ta chờ ở cửa ngươi. Diệp Thần Phong đương nhiên không sẽ cùng Quỷ Hùng Thiên khách khí, hắn nghênh ngang đi vào trong bảo khố. Này bảo khố không gian vô cùng rộng rãi, trong bảo khố đầu tiên hấp dẫn Diệp Thần Phong ánh mắt chính là vậy được xếp thành xếp linh thạch thượng phẩm. Diệp Thần Phong trực tiếp đi tới vậy được xếp linh thạch thượng phẩm trước. Nhìn xem phía trước mặt này từng đống giống như núi nhỏ cao linh thạch thượng phẩm, hắn thô sơ giản lược đoán chừng một chút, nơi này linh thạch thượng phẩm ước chừng có 70 triệu khối khoảng chừng. Mà Diệp Thần Phong bây giờ trong nhẫn chứa đồ linh thạch thượng phẩm có 8 triệu khoảng chừng, đây là hắn tiến vào viễn cổ thần ma nghĩa địa sau, quét sạch trong sơn cốc một cái linh mạch sau kết quả bằng không hắn nguyên bản trên người chỉ có hơn một triệu linh thạch thượng phẩm. Diệp thần phong nhìn xem này ước chừng 70 triệu khối linh thạch thượng phẩm, khóe miệng hắn chậm rãi hiện lên một vệt nụ cười, xem ra sau này hắn tu luyện cần thiết linh thạch là không cần phải lo lắng rồi, thậm chí là diệp môn các đệ tử tu luyện cần thiết linh thạch là không cần phải lo lắng rồi, chờ lần này trở về diệp môn, hắn lại có thể cho môn hạ đệ tử tăng cường phái phát linh thạch số lượng này ước chừng 70 triệu khối linh thạch thượng phẩm, một con chữ vật giới chỉ nhất định là không chứa nổi được rồi, cũng còn tốt diệp thần phong trước đó luyện chế chữ vật giới chỉ có rất nhiều còn lại đây. Trên người của hắn hết thảy chữ vật giới chỉ đủ để đem cái này bảo khố cho giờ trống. Diệp Thần Phong là điên cuồng đem ước chừng 70 triệu khối linh thạch thượng phẩm, không ngừng thu nhập một con lại một con trong nhẫn chứa đồ, rất nhanh, 70 triệu khối linh thạch thượng phẩm bị hắn quét một cái sạch sành xanh rồi e sợ lấy Diệp Thần Phong bây giờ linh thạch thượng phẩm của cải, coi như là địa huyền giới đỉnh cấp tông môn, cũng phải bị hắn bỏ qua tốt mấy con phố rồi. Tại cướp đoạt xong 70 triệu linh thạch thượng phẩm sau, Diệp Thần Phong lại tại trong bảo khố chạy suốt, do vô cửu thiên phong ấn trận đem toàn bộ huyết hồn thành đô phong ấn lên, cho nên trong bảo khố hết thảy thiên tài địa bảo trước kia cũng đều bị phong ấn. Bằng không trải qua vài chục vạn năm, những thiên tài địa bảo này đã sớm mất đi hiệu quả. Bất quá, có cửu thiên phong ấn trận sau, những này vừa vặn được bỏ niêm phong không bao lâu thiên tài địa bảo, chúng nó đều bị bảo tồn phi thường hoàn hảo. Diệp thần phong nhìn xem trong bảo khố các loại linh thảo, trong đầu của hắn không ngừng vang lên bóng trắng nhân hỏa bóng đen thanh âm của người. Tiểu tử, đây là trăm năm mềm tử hoa. Tiểu gia hỏa, đây là bách niên mộc lam căn. Chả có trăm năm long tu quả. Ồ, thậm chí ngay cả ngàn năm nam ôm ấp mộc cũng có. Diệp Thần Phong một bên nghe bóng trắng nhân hòa bóng đen người giới thiệu, tay của hắn là chưa từng có đỉnh chỉ qua. Hắn một bên đem các loại thiên tài địa bảo đều thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Này không chút kiêng kỵ càn quét nhìn quỷ hùng thiên hòa Phùng Lãnh Diệu là một trận lòng buồn bực, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nhìn xem không ngừng đem các loại thiên tài địa bảo thu nhập trong nhẫn chứa đồ Diệp Thần Phong, bọn hắn hận không thể đem Diệp Thần Phong cho lột da chóc thịt rồi. Phùng Lãnh Diệu thuận thuận khí nói ra, chúng ta không dùng tới cùng tiểu tử này so đo, dù sao bất kể như thế nào hắn đều chỉ là một cái chết người đi được, tại trước khi chết, chúng ta liền để hắn đắc ý mấy ngày đi. Mà ở trong bảo khố diệp thần phong, trong đầu hắn liền nghĩ tới bóng trắng người tiếng hét thất thanh, tiểu gia hỏa, người trước chậm đã, tại bên trái của người phải hay không để đó từng viên một màu xanh trái cây. Nghe vậy, Diệp Thần Phong nhìn hướng bên trái của chính mình, nơi đó xác thực để đó ba viên thành nhân nắm tay lớn nhỏ màu xanh trái cây. Diệp thần phong theo tay cầm lên một viên, này màu xanh trái cây thượng tản ra một loại thấm ruột thấm gan hương thơm. Diệp thần phong không nhịn ở trong lòng hỏi, lão bạch, này màu xanh trái cây có chỗ lợi gì sao? Tiểu gia hỏa, này màu xanh trái cây tên là long tâm quả, chỉ có tại long nghỉ lại mà mới có thể sinh trưởng. Hiện tại e sợ đã sớm tuyệt tích rồi, này Long Tâm quả đối với hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong người có phi thường trợ giúp cực lớn, nó có thể trợ giúp hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong người bước vào thần niệm cảnh. Bây giờ thực lực của ngươi có thể tăng lên một phần liền tăng lên một phần. ở tình huống như vậy thực lực cao một chút, tuyệt đối là đối với người mới có lợi. người ở nơi này trước đem thực lực tăng lên tới thần niệm cảnh rồi hãy nói. dù sao hiện tại huyết hồn tộc người còn sẽ không ra tay với ngươi. Diệp Thần Phong biết bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh nói phi thường có đạo lý, cho nên, hắn không nhìn thẳng cửa ra vào quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn trong tay một viên long tâm quả, trong lòng đang hỏi bóng trắng nhân hòa bóng đen người, từ hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong bước vào thần niệm cảnh có những địa phương nào là cần phải chú ý. chương 1397, Thần Niệm Cảnh Hai Mảnh Thức Hải Hợp biển cảnh cường giả hắn trong gân mạch linh khí dòng sông đem lao nhanh như biển rộng. Mà thần niệm cảnh cường giả cũng không phải tăng cường linh khí dòng sông tốc độ, từ hợp biển cảnh bước vào thần niệm cảnh có thể làm cho người tu luyện sản sinh thần niệm, thần niệm một loại cách nói khác cũng gọi là thần thức. Thần niệm là một loại cực kỳ phiêu miểu lực lượng tinh thần, thần niệm cảnh cường giả có thể thông qua thần niệm, phạm vi lớn tra xét bốn phía tình huống cùng với gió thổi cỏ lay đương nhiên cũng có liên quan với thần niệm chiến kỹ loại tinh thần này thượng công kích có thể cho địch nhân một cái xuất kỳ bất ý thế nhưng liên quan với thần niệm chiến kỹ xưa nay là phi thường thưa thớt thậm chí địa huyền giới rất nhiều đại tông môn bên trong cũng không có loại này chiến kỹ bất quá muốn cho tự thân nắm giữ thần niệm như vậy liền tất cần phải tại mi tâm khai thác thức hải này thức hải chính là thần niệm khởi nguồn rồi thần niệm cảnh cùng hợp biển cảnh điểm khác biệt lớn nhất chính là thần niệm cảnh cường giả tại mi tâm mở ra thức hải. Bóng trắng nhân hòa bóng đen người đại khái cho Diệp Thần Phong giới thiệu một chút thần niệm cảnh tầng thứ này, sau đó, bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh lại nói, tiểu gia hỏa, người thực lực hôm nay đã tại hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, chỉ cần tại mi tâm mở ra thức hải, ngươi là có thể thuận lợi bước vào thần niệm cảnh tầng thứ, hiện tại ngươi liền đem long tâm quả ăn đi. Diệp thần phong khi nghe đến bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh sau khi phân phó, hắn xem trong tay như thành nhân nắm tay lớn nhỏ long tâm quả, hắn không chút do so dự từng miếng từng miếng đem long tâm quả cho nuốt vào trong bụng. Tại đem long tâm quả nuốt vào bụng bên trong sau đó Diệp Thần Phong cảm giác được có một nguồn sức mạnh đang không ngừng hướng về mi tâm của hắn hội tụ, bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh tiếp tục nói, tiểu gia hỏa nhắm mắt, nín thở ngưng thần, ngươi cẩn thận cảm ứng hướng về ngươi mi tâm hội tụ sức mạnh, ngươi trước thanh nguồn sức mạnh này khống chế lại, tại đem nguồn sức mạnh này không ngừng áp xúc, sau đó lại đi xung kích mi tâm. Diệp thần phong cảm ứng trong cơ thể không ngừng hướng về mi tâm hội tụ sức mạnh, hắn phi thường thuận lợi liền đem nguồn sức mạnh này nắm giữ ở trong tay chính mình, sau đó. Căn cứ bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh theo như lời nói, Diệp thần phong không ngừng đem nguồn sức mạnh này áp xúc, áp xúc lại áp xúc, thẳng đến áp xúc không cách nào áp xúc sau đó Diệp Thần Phong lại lập tức buông tha cho đối nguồn sức mạnh này trưởng khống. Này cỗ không ngừng áp xúc sau sức mạnh, tại không có Diệp Thần Phong khống chế sau đó nó dường như như hồng thủy hướng về Diệp Thần Phong mi tâm phóng đi, oanh. Một tiếng, tại nguồn sức mạnh này xung kích tại Diệp Thần Phong chỗ mi tâm lúc. Diệp thần phong cảm giác đầu của mình đều phải nổ tung bình thường trong đầu là hỗn loạn tương bừng, khóe mắt cơ bắp vi vi co quắp, mi tâm của hắn căn bản không có động tĩnh chút nào. Này cố áp xúc sau sức mạnh tại không có trùng kích ra mi tâm thức hải sau đó nó lại phản bắn trở về. Hướng về diệp thần phong thân thể các bộ vị tản đi rồi. Tiểu gia hỏa, người tiếp tục đem nguồn sức mạnh này khống chế lại, thẳng đến người mở ra thức hải đến. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh lại nói. Trong đầu hỏng bét diệp thần phong, hắn không hề do dự lần nữa khống chế đứng lên sức mạnh trong cơ thể, đối với hiện tại diệp thần phong tới nói hắn vô cùng khát vọng đạt được sức mạnh ở bên trong thân thể nguồn sức mạnh kia lần thứ hai khống chế lại sau đó diệp thần phong lại lần nữa đem nguồn sức mạnh này áp súc áp súc lại áp súc thẳng đến không cách nào áp súc sau diệp thần phong mới lại buông tha cho khống chế nguồn sức mạnh này lại là oanh một tiếng lúc này sung kích so với vừa nãy càng thêm kịch liệt để diệp thần phong cả người không nghe sai khiến co quắp bất quá chỗ nghi tâm thức hải nhưng vẫn là không có mở ra đến. Diệp thần phong từ trước đến giờ là không chịu thua tính cách, một lần không đi tới hai lần, hai lần không đi tới ba lần, ba lần không đi tới bốn lần. Đứng ở cửa bảo khố quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu. Bọn hắn cũng nhìn thấy Diệp thần phong nuốt một viên long tâm quả, bọn hắn nhìn xem Diệp thần phong chậm chạp khai thác không ra thức hải, khuôn mặt lộ ra một vệt thần sắc khinh thường quỷ hùng thiên cười lạnh nói, tiểu tử này tư chất hẳn là vô cùng kém, có long tâm quả phụ trợ, hắn lại vẫn chậm chạp khai thác không ra thức hải. Nhớ năm đó ta phục dụng long tâm quả sau đó chỉ đánh sâu vào hai lần liền đem thức hải mở ra tới. Phùng lãnh diệu cũng tán đồng gật gật đầu, nói ra chúng ta huyết hồn tộc bị phong ấn vài chục vạn năm. Trải qua lúc trước chàng đại chiến kia, e sợ bây giờ bên trong vùng thế giới này cường giả là kém xa tiết tắp chúng ta thời đại kia rồi. Tại quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu nói chuyện thời khắc, Diệp thần phong trọn vẹn đã đánh sâu vào 9 lần, nhưng mi tâm của hắn vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Thế là, hắn chỉ có thể lần nữa đem người bên trong nguồn sức mạnh kia khống chế lại, lúc này hắn là áp xúc càng thêm hoàn toàn, tại hầu như không cách nào áp xúc dưới tình huống, hắn chả đang liều mạng áp xúc trong cơ thể nguồn sức mạnh kia. Có thể là áp xúc đã đã vượt qua cực hạn, lúc này còn không có đợi diệp thần phong chủ động từ bỏ trưởng khống nguồn sức mạnh này, nguồn sức mạnh này liền trực tiếp tránh thoát diệp thần phong trưởng khống hướng về mi tâm của hắn tấn mãnh xung kích tới. oanh một tiếng trải qua chín vị trí đầu lần xung kích, diệp thần phong đã gần như thích hướng xung kích lúc đau đớn, nhưng mà lần này đau đớn lại làm đến càng thêm kịch liệt, phảng phất diệp thần phong não bộ mỗi một cái thần kinh đều phải băng liệt bình thường chán của hắn cùng trên gương mặt là mồ hôi đầm đìa mà đang ở Diệp Thần Phong lấy vì lần này xung kích lại muốn thất bại thời điểm, mi tâm của hắn đột nhiên tránh qua một tia sáng trắng. Nhắm cặp mắt Diệp Thần Phong, hắn rõ ràng cảm thấy mi tâm của hắn trở nên rộng rãi sáng sủa lên, một mảnh trắng xóa thức hải cùng một mảnh màu đen thức hải hiện lên hiện tại Diệp Thần Phong trong đầu. Này màu trắng cùng màu đen thức hải, chúng nó phảng phất tại tranh cướp Diệp Thần Phong mi tâm vị trí, chúng nó lẫn nhau đều muốn thanh đối phương chen ra ngoài. Theo cái này hai mảnh thức hải lẫn nhau tranh cướp, diệp thần phong trong đầu đau đớn là càng lúc càng kịch liệt rồi, miệng hắn bên trong cắn răng thật chặt răng, có thể là kẹp lại lực quá nặng đi, thậm chí là từng tia từng tia máu tươi từ trong miệng của hắn tràn ra tới rồi. Tiểu gia hỏa, khó trách người đánh sâu vào nhiều lần như vậy mới mở ra thức hải, tất cả tu luyện người đều cũng có một mảnh thức hải, mà ngươi lại có hai mảnh thức hải, chính như tất cả tu luyện người trong gân mạch chỉ có một cái linh khí dòng sông mà ngươi lại có hai cái linh khí dòng sông như thế, đây cũng là ngươi tu luyện hai loại thần cấp công pháp nguyên nhân. Hiện tại thần của ngươi niệm đã tạo thành, ngươi thử đi để mi tâm hai mảnh thức hải hà bình ở chung, bằng không tình huống của ngươi hội vô cùng nguy hiểm, bất quá, nắm giữ hai mảnh thức hải, tương lai có lẽ sẽ mang cho ngươi đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh trịnh trọng âm thanh tại diệp thần phong trong đầu vang lên. Thức hải đã khai thác, Diệp thần phong có thể rõ ràng cảm giác được giữa chân mày thần niệm rồi, hắn thuận lợi liền khống chế lên trong nghi tâm tuôn ra thần niệm, lợi dụng này cỗ thần niệm nỗ lực tách ra màu trắng cùng màu đen thức hải lẫn nhau xa lánh. Vừa bắt đầu cái này hai mảnh thức hải căn bản không để ý tới diệp thần phong ngăn cản, nhưng chúng nó dù sao cũng là tại diệp thần phong trong nghi tâm sinh ra, chúng nó không cách nào vượt qua diệp thần phong lực cản lại lẫn nhau xa lánh, cuối cùng chúng nó chỉ có thể từ từ yên tĩnh lại, này màu trắng cùng màu đen trong óc tách rời ra một cái tuyến, lẫn nhau trong lúc đó ngươi không phạm ta, ta không đáng ngươi. Cửa vào bên trong Quỷ Hùng Thiên Hòa Phùng Lãnh Diệu, bọn hắn bây giờ là ngay cả xem Diệp Thần Phong hứng thú cũng không có, nguyên bản bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong tư chất chỉ là kém một chút, bây giờ nhìn lại Diệp Thần Phong tư chất là phi thường kém. Quỷ Hùng Thiên Hòa Phùng Lãnh Diệu đã cảm giác ra Diệp Thần Phong mở ra thức hải nhưng là bọn hắn chưa bao giờ từng thấy có người ở mở ra thức hải sau, trên mặt còn có thể hiện ra một bộ thống khổ biểu lộ, giống như là làm một loại nào đó dẫy ruộng như thế. Đừng đi quản tiểu tử này, dù sao hắn là chắc chắn phải chết được rồi, chỉ là không nghĩ tới tư chất của hắn hội kém như vậy, xem ra hồn phách của hắn cũng sẽ không cường hãn đi nơi nào. Phùng lãnh diệu lãnh đạm nói, ta xem tiểu tử này nói cái gì có thể phá tan hạn chế trụ chúng ta trận pháp, Vốn là đang trì hoãn thời gian, bằng hắn tư chất như vậy, hắn tại những phương diện khác hội cường hãn đi nơi nào? Quỷ hùng trời cũng cực kỳ khinh thường lắc đầu. Nếu để cho bọn hắn biết Diệp Thần Phong vừa vặn là mở ra hai mảnh thức hải, chỉ sợ bọn họ hai cái liền sẽ không như thế nghĩ đến, bởi vì tại bọn hắn viễn cổ thời đại sơ kỳ, bọn hắn cũng chưa từng nghe nói có ai có thể mở ra hai mảnh thức hải tới. Mà để hai mảnh thức hải bình ổn lại Diệp Thần Phong, hắn tại mở ra thức hải sau, trong cơ thể hắn khí thế cũng thuận lý thành trương khóa nhập thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Hắn mở mắt ra, vươn người một cái sau, hắn từ trên mặt đất đứng lên, hắn tiếp tục bắt đầu siêu thổi lên trong bảo khố các loại thiên tài địa bảo rồi. chương 1398, đến cùng ai tại vũng hố ai? Đứng ở cửa bảo khố quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu, bọn hắn đang nhìn đến diệp thần phong tăng lên song thực lực sau, dĩ nhiên lại tiếp tục cướp đoạt các loại thiên tài địa bảo rồi. bọn hắn nhìn xem trong bảo khố càng ngày càng ít đồ vật. bọn hắn tuy rằng trong lòng biết diệp thần phong là tuyệt đối mang không đi những thứ này, nhưng bọn họ vẫn là suýt chút nữa thanh tức đến méo mũi. diệp thần phong chữ vật giới chỉ là so sánh nhiều lắm. hắn cuối cùng trực tiếp thanh huyết hồn tộc bảo khố rời trống. tại xác thực đã định chưa bất kỳ để lại sau đó hắn mới sái bước đi ra bảo khố. đối với quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu nói ra, được rồi ta muốn tài liệu cũng đã tìm tới, ta có thể động thủ phá tan hạn chế trụ các ngươi trận pháp. Quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu hai người này, bọn hắn tận lực không nhìn tới một mặt thỏa mãn diệp thần phong, bọn hắn trên trán là nổi gân xanh, bọn hắn sợ chính mình nhất thời nhịn không được sẽ đem diệp thần phong cho trực tiếp đập chết. Tại quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu dẫn dắt đi, diệp thần phong lần nữa đi tới bên trong đại điện, quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu đi tới huyết lịch dương cùng huyết ngạo bên cạnh, thấp giọng tại hai người bọn họ bên tai nói một lần vừa vặn Diệp Thần Phong tại trong bảo khố hành vi. Huyết lịch dương trên mặt cũng không hề lộ suốt bất kỳ thần sắc tức giận đến, liền ngay cả huyết ngạo trải qua huyết lịch dương gian dậy sau đó tâm tình của hắn cũng thu liếm, bất quá, trong ánh mắt phun trào sát ý, vẫn là biểu hiện ra huyết ngạo hiện tại làm phẫn nộ, vô cùng tức giận. Người cần đều tìm tới, người dự định làm sao phá tan hạn chế chúng ta trận pháp. Huyết lịch dương mặt không thay đổi nhìn xem Diệp Thần Phong hỏi. Diệp Thần Phong tùy ý hồi đáp, đương nhiên là lấy trận pháp đến phá tan trận pháp. Ta dự định tại huyết hồn trong thành cũng bố trí một cái trận pháp. Chỉ cần ta bố trí trận pháp một khi mở ra, hạn chế trụ các người trận pháp hội lập tức biến mất. Huyết ngạo, quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu kiểm thượng tràn đầy châm chọc. Dưới cái nhìn của bọn họ huyết hồn thành trên tường thành trận pháp là 20 tên trận pháp cường giả hy sinh tính mạng bố trí mà thành, sau đó mở ra trận pháp lại hy sinh hơn 100 tên cường giả. Bọn hắn nhìn ra được Diệp Thần Phong tối đa cũng mới hơn 20 tuổi, cứ như vậy một tiểu tử chưa giáo máu đầu, hắn trận pháp trình độ có thể thật lợi hại đi nơi nào. Có thể nói bọn họ là không có tin tưởng Diệp Thần Phong có thể lấy trận pháp đến phá tan trận pháp được rồi. Bất quá, Huyết Lịch Dương khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, trên mặt hắn vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa hắn nói ra, được, dù sao ước định của chúng ta là một tháng, ngươi không để cho ta thất vọng a hát. Diệp thần phong nhún nhún vai, nói ra, chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng, ta thấy tại huyết hồn trong thành có một mảnh to lớn quảng trường, ta là ở chỗ đó bố trí trận pháp được rồi. Mảnh kia quảng trường chính là huyết hồn thành vị trí trung tâm, là bố trí chu thần tuyệt sát trận chủ trận pháp vị trí tốt nhất rồi. Huyết lịch dương phất phất tay, nói ra, quỷ hùng thiên, phùng lãnh diệu, hai người các ngươi cùng hắn đồng thời đi quảng trường, ta sau đó cũng sẽ tới. Tại quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu mang theo diệp thần phong hướng về quảng trường phương hướng đi đến sau, huyết ngạo nói ra, phụ thân, này con dẹp quả thực quá vô pháp vô thiên. Hắn dĩ nhiên đem chúng ta bảo khố cho rời trống, hắn lại vẫn lợi dụng chúng ta trong bảo khố thiên tài địa bảo đột phá đến thần niệm cảnh, quả thực không cách nào tha thứ huyết lịch dương trên mặt cũng là sát cơ hiện lên bên trong thân thể không ngừng bốc lên hung khí đến khóe miệng hung tàn cười nói chúng ta không cần thiết cùng một kẻ đã chết tức giận đi chúng ta cũng đi xem xem tiểu tử kia có phải không thật sự có biện pháp hay là hắn chỉ là tại kéo dài thời gian huyết hồn thành vị trí trung tâm trên quảng trường tại diệp thần phong đi theo quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu đi tới nơi này không bao lâu sau huyết lịch dương cùng huyết ngạo cũng đến nơi này Diệp thần phong đứng ở trong sân rộng ở giữa, trong đầu hắn vang lên bóng trắng thanh âm của người, tiểu gia hỏa, trải qua ta cùng lão hắc thảo luận, chúng ta đã trải qua sơ bộ nắm giữ bố trí chủ trận pháp phương thức rồi, ngươi chỉ cần nghe chỉ huy của chúng ta bố trí là được rồi, đến lúc đó nhất định có thể cho huyết hồn tộc người một cái kinh hỉ. Chủ này trận pháp tổng cộng do bốn cái tiểu trận pháp tạo thành, này bốn cái tiểu trận pháp nhất định muốn một vòng chụp một vòng, mỗi chụp một vòng, tuyệt sát lực lượng đem đến gấp trăm lần tăng cường, căn cứ chúng ta đoán chừng, ngươi chỉ cần hai ngày, ngươi là có thể đem chủ trận pháp bố đưa thành công. Tiểu gia hỏa, kế tiếp ngươi liền nghe chỉ huy của chúng ta bố trí đi. Bố trí chủ trận pháp thời điểm, nhất định muốn tinh thần cao độ tập trung, cho dù là một chút xíu sai lầm cũng không thể xuất. Cho nên này là cực kỳ tiêu hao tinh lực. Người trước lấy ra 5 triệu linh thạch thượng phẩm đi ra, bố trí cái này chủ trận pháp gần như yếu tiêu hao 5 triệu linh thạch thượng phẩm. Diệp thần phong nghe xong bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh lời nói, hắn là hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nguyên bản trên người tổng tư sản cũng chỉ có 8 triệu tả hữu linh thạch thượng phẩm. Cũng còn tốt hắn tại huyết hồn tộc trong bảo khố vơ vét ước chừng 70 triệu linh thạch thượng phẩm, bằng không hắn vẫn đúng là yếu lập tức biến thành một cái quỷ nghèo rồi. Diệp thần phong trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, trực tiếp đem 5 triệu linh thạch thượng phẩm lấy ra, một bên nghe bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh chỉ huy, một bên hết sức chuyên chú bắt đầu bố trí lên chủ trận pháp. Tại cách đó không xa nhìn huyết lịch dương, huyết ngạo, quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu, trong đó quỷ hùng thiên thận trọng hỏi, tộc trưởng người thật tin tưởng tiểu tử này có thể phá tan hạn chế trụ chúng ta trận pháp sao? Phùng lãnh diệu cũng lập tức nói ra, tộc trưởng ta luôn cảm giác tiểu tử này là tại giả thần giả quỷ, Huyết lịch dương giọng âm trầm thấp nói ra, mặc kệ tiểu tử này là đang trì hoãn thời gian. Vẫn là ở giả thần giả quỷ, này đối với chúng ta mà nói có tổn thất sao? Bị hắn thu vào trong nhẫn chứa đồ linh thạch cùng thiên tài địa bảo hắn cũng mang không đi, trái lại hồn phách của hắn còn có thể được chúng ta luyện hóa. Chúng ta khiến hắn dằn vặt được rồi, lấy hắn như vậy thực lực người, hắn tại trước mặt chúng ta có thể lật được nổi bọt nước tới sao? vạn nhất nếu như hắn thật sự có thể phá tan hạn chế trụ chúng ta trận pháp đâu này. Kỳ thực ta cũng cũng không cho là hắn có thể đủ phá tan trận pháp, nhưng chỉ cần có một phần vạn hy vọng, ta cũng không muốn từ bỏ. Song toàn bộ tập trung tinh thần đang bố trí chủ trận pháp Diệp Thần Phong, hắn căn bản không nghe được huyết lịch dương đám người nói chuyện, hắn cái chán cùng trên gương mặt mồ hôi hột là không ngừng tích đã rơi vào linh trên đá, tại bạch bóng người dưới sự chỉ huy, trọn vẹn bỏ ra 5 tiếng, Diệp Thần Phong mới đưa cái thứ nhất tiểu trận pháp bố trí đi ra. Tại cái thứ nhất tiểu trận pháp bố trí thành sau đó huyết hồn thành trên tường thành trong trận pháp năng lượng, có một phần tại chiều tiểu trận này pháp hội tụ đã tới, đồng thời hạn chế huyết hồn tộc nhân sức mạnh cũng suy yếu không ít. Đang bố trí cái này chủ trận pháp thời điểm, trên tường thành cửu thiên phong ấn trong trận năng lượng sẽ không ngừng hướng về chủ trong trận pháp hội tụ, đồng thời phong ấn lực cũng sẽ càng ngày càng yếu, bởi vì cửu thiên phong ấn trận đang chậm rãi chuyển hóa thành chu thần tuyệt sát trận. Bất quá, cứ như vậy cũng tốt, có thể làm cho huyết hồn tộc người ta buông lỏng cảnh giác, bọn hắn sẽ cho rằng Diệp Thần Phong bố trí trận pháp xác thực hữu dụng. Quả nhiên, tại Diệp Thần Phong cái thứ nhất tiểu trận pháp bố trí hoàn thành sau. Huyết lịch dương, huyết ngạo, quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu bốn người này, bọn hắn cũng cảm thấy bên trong đất trời biến hóa, huyết lịch dương trong con ngươi mơ hồ tránh qua một vệt kinh hỉ nói ra xem ra tiểu tử này đối với trận pháp vẫn còn có chút môn đạo nói không chắc hắn trả thật sự có thể phá tan hạn chế đây quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu kiểm thượng cũng lộ ra thần sắc hưng phấn quỷ hùng thiên nói ra tiểu tử này tư chất kém như vậy không nghĩ tới hắn tại trên trận pháp trình độ thật không ngờ cường hãn phùng lãnh diệu cũng nói chả là tộc trưởng có thấy xa a hát bằng không chúng ta huyết hồn tộc trả phải ở chỗ này ở lại 100 năm rồi. Huyết ngạo khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, nói ra, này con dẹp đến vẫn có chút tác dụng, nếu như có thể giúp chúng ta phá tan hạn chế, như vậy ta liền lòng từ bi cho hắn thoải mái một chút được rồi, vậy cũng là thể hiện chúng ta huyết hồn tộc đại nhân có đại lượng. Huyết lịch dương vỗ vỗ huyết ngạo vai, nói ra, về sau tính khí của ngươi muốn hảo hảo thu lại thu liếm, muốn học làm sao lợi dụng những người khác, rất nhiều lúc chỉ dựa vào thực lực vẫn chưa đủ đủ huyết lịch dương ánh mắt hữu ý vô ý nhìn cách đó không xa diệp thần phong mà bố trí xong cái thứ nhất tiểu trận pháp diệp thần phong hắn nhất định muốn dừng lại khôi phục một ít tinh lực rồi hắn nhìn xem huyết lịch dương đám người trên mặt như có như không nụ cười trên mặt hắn là không chút biến sắc bất quá trong lòng của hắn lại xẹt qua một nụ cười gần đợi được chu thần tuyệt sát trận bố trí thành công thời điểm không biết huyết lịch dương đám người còn có thể hay không thể như vậy bình tĩnh. Đây rốt cuộc là ai tại vũng hố ai? Đây rốt cuộc là ai đang lợi dụng ai? Diệp thần phong là kẻ đần, vẫn là huyết hồn tộc huyết lịch dương đám người là kẻ đần. chương 1399, người không có giá trị lợi dụng. Viễn cổ thần ma trong mộ địa. Không có ban ngày cùng ngày đêm phân chia. Bất quá, Diệp Thần Phong có thể tinh chuẩn tính toán suốt thời gian trôi qua, Chu Thần Tuyệt sát trận chủ trận pháp do bốn cái tiểu trận pháp tạo thành, Diệp Thần Phong đang bố trí xong hai cái tiểu trận pháp sau đó hắn cũng không hề bố trí lại đi xuống, thật sự là bố trí chủ trận pháp quá tiêu hao tinh lực rồi. Hắn nhất định phải phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một ngày tại động thủ bố trí còn lại hai cái tiểu trận pháp mà huyết hồn tộc huyết lịch dương bọn người ở tại cảm giác được Diệp Thần Phong bố trí trận pháp thật sự có hiệu quả, sau đó bọn hắn đối Diệp Thần Phong là càng thêm khách khí, chỉ cần là Diệp Thần Phong nói lên yêu cầu, bọn hắn liền sẽ toàn bộ thỏa mãn, phản chính ở trong mắt bọn họ, một khi Diệp Thần Phong phá tan rồi hạn chế, như vậy Diệp Thần Phong lập tức sẽ biến thành trong tay bọn họ vong hồn rồi. Nghỉ ngơi sau một ngày Diệp Thần Phong, hắn cũng không hề lập tức ra tay bố trí còn lại hai cái trận pháp hắn là đi tới huyết hồn ngoài thành, đi tới thủy tử yên đám người lồng sắt trước, do ở hiện tại diệp thần phong nguyên vẹn chứng minh rồi thật có của chính mình năng lực phá tan hạn chế. Hắn đối huyết lịch dương đưa ra muốn cùng thủy tử yên đám người khoảng cách gần lúc gặp mặt, huyết lịch dương là trực tiếp đồng ý. Ngày hôm qua lúc nghỉ ngơi, bóng trắng nhân hòa bóng đen người lần nữa nói với Diệp thần phong sáng tỏ chu thần tuyệt sát trận các loại chi tiết nhỏ. Một khi chu thần tuyệt sát trận mở ra, chu thần tuyệt sát trận bao trùm phạm vi đem toàn bộ bị phá hủy, mà Diệp Thần Phong nhất định muốn đứng ở chủ trận Pháp trung tâm mở ra chu thần tuyệt sát trận, chu thần tuyệt sát trận mở ra sau liền không cách nào tại dừng lại rồi. Mà chu thần tuyệt sát trận chủ trận Pháp, trong đó đã bao hàm truyền tống công năng, đây chính là tránh ra mở trận Pháp người, có thể thuận lợi rời đi chu thần tuyệt sát trận phạm vi, căn cứ bóng trắng nhân hỏa bóng đen người đoán chừng, tại bắt đầu chu thần tuyệt sát trận sau, Diệp Thần Phong rất có thể sẽ được truyền tống ra chỗ này di tích. Nhưng Diệp Thần Phong lại không thể đủ mang theo Thủy Tử Yên đám người đồng thời mở ra trận pháp, trước tiên không nói huyết lịch dương đám người hội sẽ không đồng ý. Huyết lịch dương đám người có khả năng sẽ đối Diệp Thần Phong sản sinh hoài nghi, đến lúc đó hắn và Thủy Tử Yên đám người liền đều đừng muốn sống rời đi nơi này rồi. Bất quá, tại mở ra Chu Thần Tuyệt Sát trận thời điểm, hết thảy huyết hồn tộc người đều sẽ đi trên quảng trường. Đây là Diệp Thần Phong nói lên yêu cầu, hắn đối huyết lịch Dương đã nói, hắn không cách nào bảo đảm có thể phá tan hạn chế thời gian bao lâu, nhất định muốn thời điểm còn muốn huyết hồn tộc nhân trợ giúp, cho nên nhất định muốn để hết thảy huyết hồn tộc nhân đều trình diện, huyết lịch Dương lúc đó do dự một hồi liền cũng đồng ý. Huyết hồn thành bên ngoài cũng không tại Chu thần Tuyệt sát trận phạm vi bên trong. Chỉ cần huyết hồn tộc người được đều bị giết, như vậy thủy tử yên đám người là có thể tìm cơ hội rời đi nhốt lại thủy tử yên đám người cũng không phải lồng sắt, mà là lồng sắt bên trên ký hiệu. Mà căn cứ bóng trắng người ngô phong dỗi rảnh từng nói, chỉ cần đem diệp thần phong trong cơ thể thần huyết bôi lên tại ký hiệu thường, có thể làm cho ký hiệu tạm thời mất đi hiệu quả. Lấy thủy tử yên đám người thực lực, này lồng sắt là căn bản giữ không nổi bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn là có thể chạy khỏi nơi này rồi. Diệp thần phong tại đến gần thủy tử yên, thủy mộng hàm, Tô băng xoáy cùng lương tả ý lồng sắt sau, hắn len lén đưa cho bọn hắn một cái màu trắng bình xứ, đồng thời để cho bọn họ đem bình sứ cho thu lại. Bởi Diệp Thần Phong thực lực đột phá đến thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, trong cơ thể hắn thần huyết lại khôi phục rất nhiều, này màu trắng bình xứ bên trong chứa chính là Diệp Thần Phong trong cơ thể huyết dịch. Diệp Thần Phong nhìn cách đó không xa phụ trách canh gác lồng sắt huyết hồn tộc nhân, hắn đối với Thủy Tử Yên nhỏ giọng nói, cái gì đều không cần hỏi, hôm nay huyết hồn trong thành có thể sẽ sinh sự tình, bình xứ trên có khắc vài chữ, đến lúc đó các ngươi chỉ cần chiếu vào cái kia mấy chữ y tứ đi làm là được rồi. Chính lúc Thủy Tử Yên còn muốn mở miệng nghi vấn thời điểm, Diệp Thần Phong đã lần thứ hai hướng về huyết hồn trong thành đi đến, bởi vì hắn xuất hiện một tên canh gác lồng sắt người tại nhìn hướng Thủy Tử Yên đám người bên này. Thủy tử yên cùng thủy mộng hàm đám người tràn ngập nghi hoặc nhìn diệp thần phong bóng lưng, bởi vì bọn họ bây giờ còn chưa có thời gian kiểm tra bình xứ thượng vài chữ, bọn hắn cũng sợ bình xứ được cái kia vài tên canh gác lồng sắt huyết hồn tộc nhân nhìn thấy. Mà một bên khác cũng bị nhốt tại lồng sắt bên trong ninh tuyết thùng cùng giang mạc thiên đám người. Bọn họ là tức giận trừng lên diệp thần phong bóng lưng rời đi, có canh gác lồng sắt huyết hồn tộc nhân tại, bọn hắn cũng không dám giống lớn kêu. Diệp Thần Phong lại đi tiến huyết hồn trong thành sau, hắn đi tới bố trí chủ trận pháp trên quảng trường. Chủ trong trận pháp hai cái tiểu trận pháp đã bố trí xong, trên tường thành Cửu Thiên Phong ấn trong trận năng lượng đã có một nửa tụ hợp vào hai cái tiểu trong trận pháp, mà hạn chế huyết hồn tộc nhân phong ấn cũng biến thành càng ngày càng yếu. Diệp Thần Phong tại đi tới trên quảng trường thời điểm, nơi này đã tụ tập rất nhiều huyết hồn tộc nhân, tại Diệp Thần Phong đi vào huyết hồn thành sau, cái kia vài tên phụ trách canh gác lồng sắt huyết hồn tộc nhân, bọn hắn cũng đi tới trên quảng trường. Tại huyết lịch dương xem ra lồng sắt bên trên có ký hiệu tại, thủy tử yên đám người dựa vào sức mạnh của mình là căn bản không phá ra được lồng sắt. Vạn nhất đến lúc Diệp Thần Phong thật sự muốn ngượn ở huyết hồn tộc nhân sức mạnh, lại đi đem người vội vội vàng vàng đi tìm đến, trong này hội lãng phí rất nhiều thời gian, dù sao hắn cũng biết trận pháp mỗi một bước đều phi thường trọng yếu. Diệp Thần Phong nhìn thấy hết thảy huyết hồn tộc nhân đều đến đông đủ, hắn mới lần nữa bắt đầu bố trí chủ trận pháp cái thứ ba tiểu trận pháp, trong đầu có bóng trắng nhân hòa bóng đen người chỉ huy, Diệp Thần Phong chỉ cần chiếu vào ý của bọn họ đi bố trí là được rồi. Ước chừng là sau 10 tiếng, Diệp Thần Phong đem cái thứ ba cùng cái thứ tư tiểu trận pháp cũng bố trí thành công, hắn quần áo trên người hoàn toàn bị mồ hôi cho thấm ướt, trong miệng hơi hơi thở hổn hển, trên tường thành cửu thiên phong ấn trong trận năng lượng hầu như toàn bộ hội tụ đến chủ trong trận pháp, bên trong đất trời phong ấn lực chỉ còn dư lại cực kỳ bé nhỏ một tia rồi. Đứng ở chủ trận trận pháp mắt bên cạnh Diệp Thần Phong, hắn trực tiếp tay phải của mình bàn tay bị rạch sách rồi, để máu tươi của mình chảy vào trong mắt trận. Này chu thần tuyệt sát trận là lấy bảy trận người tiên huyết làm dẫn tử, tiên huyết tràn ngập trong mắt trận, Diệp Thần Phong sắc mặt có chút tái nhợt, dưới chân bước chân cũng trở nên hơi bất ổn lên. Oanh, một tiếng. Tại Diệp Thần Phong Tiên huyết chảy vào trong mắt trận thời điểm này, Chu Thần việt sát trận là hoàn toàn bố trí mà thành rồi. Bên trong đất trời cuối cùng một tia phong ấn lực lượng cũng vô ảnh vô tung biến mất rồi. Ở đây hết thảy huyết hồn tộc nhân đều cảm thấy biến hóa này, bọn hắn từng cái khuôn mặt lộ ra cực kỳ hưng phấn nụ cười, huyết lịch dương trong cổ họng cũng sâu đậm nôn thở ra một hơi. Bây giờ phong ấn lực lượng hoàn toàn biến mất rồi nơi này căn bản giữ không nổi bọn hắn huyết hồn tộc nhân rồi. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong căn bản không yêu cầu huyết hồn tộc nhân trợ giúp, Diệp Thần Phong hắn liền chính mình một người phá tan rồi hạn chế. Huyết ngạo phảng phất đã cảm nhận được di tích ra Mỹ hảo không khí, trên mặt hắn hiện lên cực kỳ hưởng thụ biểu lộ, đột nhiên, huyết ngạo một đôi mắt bên trong hiện ra sát ý vô tận, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, cười lạnh nói con dẹp, làm cảm tạ ngươi giúp chúng ta phá tan rồi hạn chế, ngươi nói chúng ta hẳn là phải làm sao cảm tạ ngươi. Đứng ở chủ trong trận pháp diệp thần phong, trên mặt hắn lại là suốt kỳ bình tĩnh, huyết lịch dương bọn người đứng ở chủ trận pháp ở ngoài, ánh mắt của hắn nhìn xem huyết lịch dương, nói ra lẽ nào các ngươi huyết hồn tộc người muốn đổi ý sao? Trước đó chúng ta nhưng là có ước hẹn, hạn chế bị phá ra rồi, huyết lịch dương liền mắt cũng chả thèm liếc diệp thần phong rồi, hắn lãnh đạm nói có sao giữa chúng ta có những gì ước định nếu không có ước hẹn liền tốt nhất rồi các người huyết hồn tộc sớm nên tại viễn cổ thời đại sơ kỳ liền biến mất rồi các người hiện tại như chó nhà có tang như thế sống sót có mệt hay không xem ra cũng chỉ có ta có thể giúp các người một tay rồi diệp thần phong tùy ý nhún nhún vai nói ra mà huyết lịch dương khi nghe đến diệp thần phong lời nói nhìn thấy diệp thần phong phi thường biểu tình bình tĩnh sau hắn luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Nhưng bây giờ hạn chế cũng phá tan rồi, lấy Diệp Thần Phong thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực, Diệp Thần Phong đối với huyết hồn tộc căn bản liền một chút xíu uy hiếp cũng không tạo thành được. Con dẹp, người con này đáng chết con dẹp, nguyên bản ta còn muốn cho ngươi một cái thống khoái, người dĩ nhiên nói chúng ta huyết hồn tộc là chó nhà có tang. Người giá trị lợi dụng đã không có, chúng ta không cần lại khách khí với ngươi rồi huyết ngạo bên trong thân thể khí thế cường hãn chậm rãi lăn chuyển động. Huyết lịch dương đối với huyết ngạo, nói ra sẽ đem tiểu tử dùng để huyết tế đi. Huyết ngạo, lần này do người tới thi triển huyết tế phương pháp, để tiểu tử này thành vì chúng ta huyết hồn tộc huyết tế phẩm, vậy cũng là chúc mừng chúng ta huyết hồn tộc đem lại thấy ánh mặt trời rồi. Tốt, phụ thân, huyết ngạo sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, thân thể hung khí không ngừng dâng lên chương 1400, trận pháp oai. Lại dám nói chúng ta huyết hồn tộc là chó nhà có tang. Tiểu tử này cho là mình là ai? Hắn liền cho chúng ta huyết hồn tộc liếm đáy giày tư cách cũng không có. Thật không nghĩ tới tiểu tử này chả thật sự có thể phá tan hạn chế. Ý nghĩ của hắn thật đúng là ngây thơ. Hắn cho là chúng ta huyết hồn tộc sẽ bỏ qua cho hắn sao? Quả thực là si nhân nằm mơ. Đêm này con dẹp huyết tế chu vi hơn 100 tên huyết hồn tộc người, bọn hắn từng cái vung tay gieo hò, bọn hắn không chút nào đối Diệp Thần Phong sản sinh bất kỳ lòng cảm kích, dưới cái nhìn của bọn họ thật giống Diệp Thần Phong giúp bọn họ phá tan hạn chế là cần phải, mà Diệp Thần Phong cũng nhất định phải chết tại bọn hắn huyết hồn tộc nhân trong tay. Quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu hai cái này lão đầu, bọn họ là gương mặt sảng khoái, đáng tiếc nhất là bọn hắn không thể tự mình giải quyết xong Diệp Thần Phong tính mạng, Quỷ hùng trời lạnh tiếng uống nói: "Tiểu tử, những bằng hữu kia của ngươi cũng rất nhanh hội cùng ngươi lên đường. Ngươi cho rằng rời chống chúng ta huyết hồn tộc bảo khố, ngươi là có thể đem linh thạch cùng thiên tài địa bảo mang đi sao?" Quay đầu lại hồn phách của ngươi cũng chỉ biết biến mất ở bên trong trời đất, ngươi sẽ vĩnh viễn cũng không được đi vào trong luân hồi rồi. Phùng Lãnh Diệu khinh thường nói: "Mà huyết ngạo đã đem trong cơ thể tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thật khí thế để được đưa lên Hắn nhìn xem chủ trong trận pháp Diệp Thần Phong, nói ra con dẹp, đem ngươi chữ vật giới chỉ toàn bộ giao ra đây, lẽ nào ngươi còn muốn ta đến tự mình nắm sao? Diệp Thần Phong trên mặt không có kinh sợ, trái lại buộc vòng quanh một vệt nụ cười đến, nói ra, chó mất chủ chính là chó mất chủ, các ngươi ngoại trừ sủa loạn, các ngươi còn có thể làm gì? Con dẹp, ngươi muốn chết, lấy thực lực của ngươi ngươi ngay cả của ta một đầu ngón tay cũng so không hơn để cho ta tới trước đem tay chân của ngươi cho vặn gãy, sẽ đem ngươi cho từ từ huyết tế rồi." Huyết ngạo trên người khí thế tăng mạnh, trong con người tràn đầy sát ý vô tận, bóng người nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong lướt tới. Chung quanh huyết hồn tộc nhân, bọn hắn đang nhìn đến của mình thiếu chủ động thủ, sau đó trên mặt hắn từng cái hiện lên nụ cười tàn nhẫn, thuận miệng nghị luận ầm ỉ lên. "Thật không biết tiểu tử này đầu là làm sao lớn lên." nếu như hắn nguyện ý nghe thiếu chủ lời nói, như vậy hắn hay là vẫn có thể thiếu được một ít thống khổ. Từ trước đây đến bây giờ không có bất kỳ người ngoài có thể bước vào chúng ta huyết hồn thành. Tiểu tử này có thể làm ẩm ý liền không thể tốt hơn rồi, như vậy thiếu chủ tựu sẽ khiến hắn tại lớn nhất trong thống khổ tử vong. Bóng người nhanh chóng hướng về diệp thần phong lao đi huyết ngạo, mắt thấy huyết ngạo thân thể liền muốn đi vào chủ trong trận pháp rồi. Diệp thần phong hai bàn tay nhanh chóng ở trong không khí kết ấn, trên người không ngừng nổi lên thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thật khí thế, miệng quát chu thần tuyệt sát trận, mở. Tại diệp thần phong tiếng nói vừa vặn hạ xuống thời khắc. Bên trong đất trời lập tức biến sắc, chỉ thấy mãnh liệt vô cùng năng lượng từ chủ trong trận pháp phóng lên trời, cả tòa huyết hồn thành trong nháy mắt được một lớp bụi sắc kết giới bao phủ ở trong đó. Mà diệp thần phong chỗ ở chủ trận pháp chu vi, được một tầng màu xanh kết giới bao trùm lại rồi. Ầm. Một tiếng, huyết ngạo thân thể trực tiếp đụng vào màu xanh kết giới bên trên, thân thể của hắn căn bản không tiến vào được chủ trong trận pháp. Thân thể té lăn trên đất huyết ngạo, hắn đụng phải là trong cơ thể một trận huyết khí dâng lên, hắn từ dưới đất đứng lên sau. Hắn nhìn xem phía trước mặt được màu xanh kết giới bảo hộ được Diệp thần phong, song quyền của hắn bỗng nhiên nắm chặt lên. Bất thình lình biến hóa, làm cho ở đây huyết hồn tộc nhân sắc mặt đều hơi đổi, huyết hồn tộc tộc trưởng huyết lịch dương, trên mặt hắn vẻ mặt ngược lại không có quá nhiều biến hóa, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra tiểu tử, khó trách ngươi sẽ nhanh như thế bố trí suốt trận pháp này đến rồi, cái này chính là ngươi bảo lưu lá bài tẩy. Chỉ bằng một mình ngươi bố trí đi ra ngoài trận pháp, ngươi cho rằng có thể nhốt được chúng ta sao? Ngươi đem ta huyết lịch dương cho chọc giận, nguyên bản ta chả chỉ là muốn đem ngươi cho huyết tế rồi, nhưng bây giờ ta tuyệt đối yếu bảo lưu hồn phách của ngươi, để hồn phách của ngươi mãi mãi cũng sống ở trong thống khổ. Huyết Lịch Dương trên người tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên thật khí thế đột nhiên tăng vọt, hai tay thật cao là nhấc lên, trong miệng lớn tiếng quát lên, phá cho ta. Oanh, một tiếng. Từ Huyết Lịch Dương trong cơ thể nhanh chóng phi bắn ra nhất cổ ngập trời năng lượng, nguồn năng lượng này hướng về giữa không trung màu xám kết giới oanh kích mà đi. Nguyên bản Huyết Lịch Dương cho là mình có thể nhẹ nhõm phá tan kết giới, bởi vì hắn cũng không có cảm giác đến kết giới này có cỡ nào cường hãn. Nhưng tại Huyết Lịch Dương một đòn toàn lực cùng màu xám kết giới đụng vào sau đó trên mặt hắn biểu lộ cứng ngắc xuống đến, chỉ thấy một đòn toàn lực của hắn căn bản không có để màu xám kết giới nhấc lên bất luận rung động gì, trái lại thật giống hắn đòn đánh này bên trong năng lượng toàn bộ được màu xám kết giới cho hấp thu đi rồi. Huyết Lịch Dương nhìn thấy kết quả này sau hắn lại lập tức nói ra, hết thảy huyết hồn tộc thành viên nghe lệnh, cho ta một nổi công kích giữa không chung kết giới. Ta cũng không tin tiểu tử này bố trí suốt trận pháp, có thể ngăn cản được mọi người chúng ta công kích, tiểu tử này mới chỉ là thần niệm cảnh nhất trọng thiên thực lực. Tại huyết lịch dương ra lệnh sau đó hết thảy huyết hồn tộc thành viên, bao quát huyết ngạo, quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu, bọn hắn đều đem cánh tay của mình dơ lên thật cao rồi, bên trong thân thể đem linh khí thôi phát đã đến cực hạn oanh, 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 oanh. Từng đạo cường hãn năng lượng đồng thời phóng lên trời, chuẩn xác vô cùng đánh vào màu xám kết giới bên trên, nhưng toàn bộ màu xám kết giới nhưng vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, nó một mạch đem tất cả công kích năng lượng đều hấp thu đi rồi, này làm cho huyết lịch Dương sắc mặt hoàn toàn khó coi xuống. Bây giờ cả tòa huyết hồn thành đô được màu xám kết giới bọc lại, mà đứng tại chủ trong trận pháp Diệp Thần Phong, hắn lại bị màu xanh kết giới cho bao trùm rồi. Căn cứ vừa vặn không ngừng công kích, huyết lịch Dương tuy rằng phi thường không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn biết lấy bây giờ huyết hồn tộc sức mạnh, bọn họ là không phá ra được nơi này màu xám kết giới. Nếu không phá ra được màu xám kết giới, như vậy huyết lịch Dương lại đem đầu mâu nhắm ngay bảo vệ Diệp Thần Phong màu xanh kết giới, nhưng tại hết thảy huyết hồn tộc nhân công kích, màu xanh kết giới cũng là đem tất cả công kích năng lượng chiếu đơn toàn bộ thu. Này làm cho huyết hồn tộc người bắt đầu bất an từng cái huyết hồn tộc thành viên, bọn hắn đã không có vừa vặn cười nhạo Diệp Thần Phong tâm tình rồi. Không thể, người làm sao có khả năng bố trí suốt mạnh mẽ như vậy trận pháp đến. Huyết lịch dương hướng về phía màu xanh trong kết giới Diệp Thần Phong quát. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, lấy ta sức mạnh của một người đương nhiên bố trí không ra như vậy trận pháp đến rồi, ta còn muốn cảm tạ tại trên tường thành bố trí trận pháp mà hy sinh tiền bối, Kỳ thực bọn hắn lúc trước cũng không hề đem trận pháp này bố trí xong, ta hiện tại chỉ là đem khiếm khuyết bộ phận bổ sung xong mà thôi, ta nghĩ các ngươi tuyệt đối cũng sẽ không nghĩ tới hội là kết quả như thế chứ. Huyết Lịch Dương trên mặt vẻ mặt liên tục biến đổi, một lát sau, hắn nói ra, tiểu tử, lần này tính ngươi thắng, ta huyết hồn tộc có thể lùi một bước, người trận pháp này chỉ có thể làm cho chúng ta không thể rời bỏ huyết hồn thành, mà ngươi không phải là như thế cũng không cách nào rời đi sao? chỉ cần ngươi đem trận pháp triệt hồi, ta bảo đảm thả ngươi cùng bằng hữu của ngươi an toàn rời đi. Đứng ở huyết lịch dương bên cạnh huyết ngạo, hắn nguyên bản cho là mình có thể giết Diệp Thần Phong, nhưng bây giờ hắn nhưng lại ngay cả Diệp Thần Phong một đầu ngón tay cũng không đụng tới, này làm cho hắn tức giận cặp mắt đỏ bừng, bất quá, hắn biết xuất hiện tại chính mình nhất định muốn bình tĩnh, hắn cũng nói tiểu tử, phụ thân ta nói không sai, đây là ngươi hiện tại lựa chọn duy nhất, ngươi mới chỉ là thần niệm cảnh thực lực, Ngươi có thể ở nơi này sống bao lâu? Tiểu tử, tộc trưởng cùng thiếu chủ nói đúng vô cùng, ta nghĩ ngươi sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Quỷ hùng thiên trên mặt khinh thường cũng đã biến mất, cái này đột nhiên giữa chi biến hóa không thể không khiến hắn trịnh trọng lên rồi. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đem trận pháp triệt hồi, hết thảy đều tốt thương lượng. Phùng lãnh diệu cũng lập tức mở miệng nói. Trung quanh huyết hồn tộc nhân cũng ngươi một câu ta một câu mở miệng. Tiểu tử, chúng ta huyết hồn tộc nhất định là tương lai thống trị vùng thế giới này người, người trợ giúp chúng ta, chuyện này đối với người có chỗ tốt vô cùng lớn. Tiểu tử, chúng ta tộc trưởng cùng thiếu chủ đều cho người bảo đảm, người còn có cái gì không yên lòng. Bây giờ là ngươi không làm gì được chúng ta, chúng ta cũng không làm gì được ngươi. Đứng ở chủ trong trận pháp diệp thần phong, khóe miệng hắn nụ cười từ từ chán phóng ra, hắn một tay nâng qua đỉnh đầu, hắn ánh mắt nhìn huyết lịch dương, Nói ra cái gì gọi là coi như ta thắng. Ta muốn thắng liền muốn thắng cái triệt để, ai nói trận pháp này chỉ có thể đem bọn ngươi hạn chế tại huyết hồn trong thành. Diệp thần phong tiên huyết đã chảy vào chủ trận pháp trong mắt trận rồi, hắn bây giờ đối với cái này Chu thần tuyệt sát trận có tuyệt đối quyền khống chế, một tay nâng qua đỉnh đầu Diệp thần phong, trên người hắn không ngừng tỏa ra thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thật khí thế, miệng quát Chu thần tuyệt sát trận, Chu thiên địa chi vạn vật tuyệt thế giữa chị yêu ma. Được màu xám kết giới bao vây lấy huyết hồn trong thành, sắc trời trong nháy mắt trở nên càng thêm âm tối lại, tại diệp thần phong trong miệng tiếng quát đình chỉ sau đó từng đạo tuyệt sát lực lượng nhanh chóng từ trong lòng đất sông ra, không bao lâu thời gian, vô số tuyệt sát lực lượng liền đem cả tòa huyết hồn thành đô tràn ngập đầy. Ở trong không khí tràn đầy tuyệt sát lực lượng sau, hết thảy huyết hồn tộc người căn bản không dám nhúc nhích mảy may rồi, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được những này tuyệt sát lực lượng khủng bố diệp thần phong ngón tay lần lượt chỉ vào huyết ngạo cánh tay trái cánh tay phải trái bắp đùi cùng đùi phải trong miệng hắn lãnh đạm quát lên bảo cho ta âm um, âm um, âm um, âm um. trong không khí tuyệt sát lực lượng bỗng nhiên hướng về huyết ngạo tứ chi hội tụ khi hắn trả chưa kịp phản ứng thời khắc tứ chi của hắn đã bị tuyệt sát lực lượng quấy thành huyết vụ cả người hắn trong nháy mắt biến thành một người côn lăn quay trên mặt đất. Giờ khắc này đứng ở màu xanh trong kết giới diệp thần phong, hắn tự như cùng một tôn mặt lạnh sát thần, hắn nhìn xem biến thành người côn huyết ngạo, diễu cợt nói ra, hiện tại nói cho ta nghe một chút xem, ai mới là con dẹp. Ngươi không phải là muốn đem tay chân của ta vặn gãy sao? Ngươi ngược lại là đến A-Hát, ta nghĩ các ngươi hiện tại hẳn phải biết mình chính là chó nhà có tang đi nha. Bây giờ chu thần tuyệt sát trận vẫn còn mở ra bên trong, một khi chu thần tuyệt sát trận hoàn toàn mở ra, liền ngay cả diệp thần phong cũng trưởng khống không được tràn ngập toàn bộ huyết hồn trong thành tuyệt sát lực. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 70